Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1321, bị bức ép tuyệt cảnh. Vù vù, vù vù, vù vù. Diệp Thần Phong đang nắm chắc Hắc Huyền kiếm chuôi kiếm đồng thời, hắn đột nhiên đem trọn thanh Hắc Huyền kiếm rút ra, tại chung quanh hắn lập tức xoáy xoay lên từng trận cuồng phong, thanh âm chói tai vang vọng ở bên trong đại sảnh. Chỉnh thanh to lớn Hắc Huyền kiếm trong nháy mắt được sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông là lao nhanh cực kỳ, một trận rồng gầm từ Hắc Huyền kiếm thượng truyền ra, Diệp Thần Phong nắm Hắc Huyền kiếm tay phải bỗng nhiên hướng về Trương Văn Hiên vung lên, long tường cửu thiên. Bên trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống không ít, một cái màu trắng cự long từ Hắc Huyền kiếm bên trong phi nhảy ra, tại đây màu trắng cự long chu vi bồi hồi uy nghiêm đáng sợ hàn băng kiếm ý. Nguyên bản đối Diệp Thần Phong bất tiết nhất cố Trương Văn Hiên, hắn đang nhìn đến chiêu này long tường cửu thiên sau đó cả người hắn hơi hơi ngẩn người, trong miệng không khỏi tự nói, dĩ nhiên là kiếm ý cùng chiến kỹ dung hợp chiêu thức. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi, bất quá, thực lực của ngươi quá thấp, tự coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm ý thì lại làm sao? Ở một bên Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc các loại người đồng thời kinh ngạc thời điểm, Trương Văn Hiên trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Cái này trường kiếm màu xanh chính là hạ phẩm linh khí. Trương Văn Hiên lại có thể nắm giữ hạ phẩm linh khí, có thể thấy được địa vị của hắn tại Nam Nguyên Vương Triều cũng không thấp, cầm trong tay trường kiếm màu xanh Trương Văn Hiên, thần niệm cảnh tam trọng thiên thật khí thế từ trên người hắn ngút trời mà đã, trong tay trường kiếm màu xanh thượng tránh qua một đạo thanh mang, một con to lớn phượng hoàng hư ảnh hiện lên hiện tại trước người của hắn. Trương Văn Hiên trường kiếm màu xanh bên trên truyền ra một tiếng phượng hót, hắn đem trường kiếm màu xanh hướng về màu trắng cự long vung ra ngoài, Phượng Hoàng kiếm quyết thức thứ nhất, Phượng Hoàng xung kích. Trương Văn Hiên trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến hắn vung ra trong tay trường kiếm màu xanh, này to lớn Phượng Hoàng đột nhiên bay lên. Hướng về màu trắng cự long va đánh tới. Phượng Hoàng kiếm quyết, chính là một môn địa cấp trung phẩm chiến kỹ, bởi vậy có thể thấy được Phượng Hoàng kiếm quyết power sẽ không kém đi nơi nào. Mà Diệp Thần Phong biết mình một chiêu này long tường cửu thiên, căn bản vô pháp làm gì được Trương Văn Hiên, hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này rời đi trước đại sảnh. Nếu như được đối phương chắn chết tại đây trong đại sảnh, như vậy Diệp Thần Phong nhưng liền không có bất kỳ sống sót rời đi hy vọng. Cho nên, đang sử dụng suất long tường cửu thiên đồng thời, Diệp Thần Phong thân ảnh đã sắp nhanh hướng về đại sảnh bên ngoài tránh đi rồi. Sử dụng tới Phượng Hoàng kiếm quyết Trương Văn Hiên. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong hướng đại sảnh bên ngoài tránh đi bóng lưng, tay trái của hắn bàn tay vội vàng hướng về Diệp Thần Phong phương hướng vỗ ra, hư không trường. Một đạo bàn tay hư ảnh trong nháy mắt đuổi kịp Diệp Thần Phong. Tấn mãnh vỗ vào Diệp Thần Phong sau lưng thượng, phốc. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay thẳng đến đại sảnh bên ngoài tiền viện bay đi. Tại Diệp Thần Phong được Trương Văn Hiên hư không trưởng đánh trúng sau lưng thời điểm, bên trong đại sảnh màu trắng cự long cùng to lớn Phượng Hoàng đánh vào nhau, đáng tiếc là Diệp Thần Phong thực lực quá yếu. Hắn thi triển ra long tường cửu thiên căn bản không ngăn cản được Phượng Hoàng kiếm quyết, to lớn Phượng Hoàng trong phút chốc đem màu trắng cự long đụng đánh nát bấy, sau đó, này to lớn Phượng Hoàng xung lượng không giảm, trực tiếp đánh vào đại sảnh một cái tráng kiện trên cây cột. Một tiếng. Toàn bộ đại sảnh bắt đầu trở nên lung la lung lay lên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc cũng tỉnh táo lại, Lâm Trung Hạc nhìn xem một bên Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ. Nói ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nơi này muốn sụp, mau chóng rời đi. Nghe vậy, Trịnh Nguyên Chí nhìn xem nằm ở đang thừa người nhi tử Trịnh Vũ, hắn kéo một cái Trịnh Vũ cổ áo, bay thẳng đến đại sảnh bên ngoài bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc đám người vừa mới rời đi đại sảnh, toàn bộ đại sảnh liền một mạch sụp đổ xuống. Trong nhà động tĩnh to lớn đưa tới đứng ở bên ngoài chờ ở Hải Phong, Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực chú ý, khi bọn họ đi vào tòa nhà tiền viện, nhìn thấy sụp xuống đại sảnh, có phần chật vật Trương Văn Hiên đám người, cùng với vừa vặn từ dưới đất đứng lên. Khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết Diệp Thần Phong lúc, bọn hắn ba người này toàn bộ đều sững sờ rồi. Bọn hắn không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương đại ca, người tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Vân Đình có phần ngây người nhìn xem Trương Văn Hiên,
từ nhỏ Tưởng Vân Đình rồi cùng Trương Văn Hiên cùng nhau lớn lên. Có thể nói ở trong mắt nàng Trương Văn Hiên chẳng khác gì là như ca ca người thân, mà Trương Văn Hiên cũng là từ nhỏ đối Tưởng Vân Đình yêu thương rất nhiều. Thần Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Hồng Lực nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương, hắn người thứ nhất xông tới Diệp Thần Phong bên cạnh, một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong. Ở Hải Phong nhưng là nhìn xem Vương Vĩnh Tinh, hỏi, ngũ trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Vĩnh Tinh đã sớm cùng Trương Văn Hiên nghĩ kỹ lời giải thích, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ở Hải Phong, ngươi xem một chút ngươi cho chúng ta linh dược cốc chiêu thu là cái gì đệ tử. Ta để tiểu tử này trước tiên ở bên trong đại sảnh ngồi một hồi, nhưng hắn dĩ nhiên đối với ta thả ở trong đại sảnh một bình nhị phẩm đan dược lên tham niệm. Cũng còn tốt, ta đúng lúc về tới trong đại sảnh, bằng không tiểu tử này liền muốn mang theo đan dược trốn, như loại lũ tiểu nhân này, hắn có tư cách gia nhập chúng ta linh dược cốc sao? Nguyên bản ta biết tiểu tử này cùng Trịnh gia có ân oán, ta cũng gọi Trịnh gia người đi tới hiểu rõ tình huống, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà tiểu tử này không chút nào hối cải cũng không có, trực tiếp muốn chạy ra nơi này, như người như vậy căn bản không xứng đáng gia nhập chúng ta linh dược cốc, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo, tiểu tử này giữ lại cũng chỉ là một cái tai họa. Trương Văn Hiên tại đi tới Tưởng Vân Đình bên cạnh, nói ra, Vân Đình, linh dược cốc ngũ trưởng lão nói một chút cũng không sai, tiểu tử này vốn là một cái tiểu nhân. Tưởng Vân Đình đối với Trương Văn Hiên lời nói luôn luôn là phi thường tín nhiệm. Tuy rằng người đối Diệp Thần Phong có một ít hảo cảm, thế nhưng người giờ khắc này lại đã bắt đầu tin tưởng Trương Văn Hiên lời nói, của nàng mày liễu hơi nhíu lại, nàng nhìn Diệp Thần Phong chất vấn, này có phải không thật sự? Trong tay phải nắm thật chặt Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, mà đứng ở hắn bên cạnh Triệu Hồng Lực lại là kiên định nói ra, tha các ngươi mẹ chó má, Thần Phong huynh đệ sẽ không làm chuyện như vậy. Ở Hải Phong cũng thật chặt nhíu mày đến. Hắn nhìn xem ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, hắn đột nhiên có phần hiểu rõ, hắn cắn răng nói ra, ngũ trưởng lão, cho dù vì con trai của ngươi đệ nhất thiên tài tên tuổi, ngươi cũng không nên hãm hại vị tiểu huynh đệ này a hát. Xem ra ở Hải Phong lão đầu này cũng là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người. Nhiều lời vô ích, tiểu tử này hôm nay phải chết. Vương Vĩnh Tinh tay áo bảo vung lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Triệu Hồng Lực trực tiếp được Vương Vĩnh Tinh thật khí thế cho bắn ra bay ra ngoài. Ngũ trưởng lão, người lập tức dừng tay cho ta. Ở Hải Phong muốn xuất thủ ngăn cản Vương Vĩnh Tinh, bất quá, Lâm Trung Hạc trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn, căn bản không nhường cho Hải Phong đang đến gần nửa bước. Đứng ở Trương Văn Hiên bên cạnh Tưởng Vân Đình, người hỏi có phải hay không các người đang hãm hại Diệp Thần Phong. Trương Văn Hiên nói ra, Vân Đình. Lẽ nào ngươi không tin ta sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta lúc trước có đã lừa gạt ngươi bất kỳ lần nào sao? Nghe được Trương Văn Hiên lời nói sau, Tưởng Vân Đình trong con ngươi vẻ do dự chậm rãi biến mất rồi, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Vương Vĩnh Tinh không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong, người bản năng đã tin tưởng Trương Văn Hiên lời nói. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ phả vào mặt cảm giác một ngạt. Trong cơ thể hắn linh khí dòng sông vận chuyển đều có chút không trôi chảy rồi, chỉ thấy Vương Vĩnh Tinh cái kia bàn tay gầy guộc đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong ngực vỗ xuống đi, phảng phất không khí chung quanh đều phải bị một chưởng này cho đập nứt rồi, nếu như Diệp Thần Phong được này một chưởng đập trúng lời nói, như vậy trái tim của hắn 89 phần 10 sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Diệp Thần Phong nhìn xem cách bộ ngực mình càng ngày càng gần bàn tay, thân thể của hắn được Vương Vĩnh Tinh thật khí thế ép không cách nào nhúc nhích mảy may. Mắt thấy cũng bị Vương Vĩnh Tinh cho một chưởng bị mất mạng, tại sống còn bước ngoặt, Diệp Thần Phong thân thể chật vật chết một bên, trốn rơi mất một đòn chí mạng nhất, Vương Vĩnh Tinh này một chưởng vỗ tại Diệp Thần Phong bả vai trái thượng. Răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong trên bả vai bỗng nhiên tuôn ra một đám mưa máu, tỉ mỉ tiếng xương vỡ vụn vang vọng tại trong không khí, Diệp Thần Phong thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào một bức tường trên vách. Đứng ở Tưởng Vân Đình bên cạnh Trương Văn Hiên, hắn nhìn xem khí tức trở nên hư nhược Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ở trong mắt ta chính là một mực con dẹp mà thôi, ngươi không cần làm tiếp vô vị chống cự rồi. Diệp Thần Phong, ngươi trước tỉnh táo lại, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, ta bảo đảm bọn hắn cũng sẽ không lại ra tay với ngươi rồi.
Tưởng Vân Đình có phần thương hại nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong tay phải chống đỡ lấy Hắc Huyền kiếm, hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tưởng Vân Đình, từ Tưởng Vân Đình nói ra câu nói này bắt đầu, hắn liền đem Tưởng Vân Đình từ bằng hữu trong hàng ngũ bài trừ rồi. Tại Diệp Thần Phong trong lòng, ở trên thế giới này ngoại trừ bằng hữu, liền là địch nhân, rất rõ ràng Tưởng Vân Đình đã bị phân chia đến Diệp Thần Phong địch nhân trong hàng ngũ rồi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem hôm nay các ngươi có năng lực gì có thể lưu lại ta Diệp Thần Phong. Toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong, trong tay phải của hắn nắm thật chặt Hắc Huyền kiếm, trong cổ họng thanh âm đinh tai nhức óc, trên người lưu động cuồn cuộn thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong linh khí, một đôi con mắt bên trong là chiến ý dâng trào. Vân Đình muội tử, ngươi nói nhăng gì đó? Ta tin tưởng Thần Phong huynh đệ căn bản không có làm chuyện như vậy, hắn tại sao phải xin lỗi? Được Phương Vĩnh Tinh thật khí thế bắn bay ra ngoài triệu hồng lực, thân thể của hắn không cam lòng nằm ở trên mặt đất, trong cổ họng là quát khàn cả giọng. Nghe được triệu hồng lực tiếng gào, Tưởng Vân Đình trong con ngươi lần nữa tốc biến do dự vẻ mặt, nhưng Trương Văn Hiên lại nói, Vân Đình, có mấy người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu như tiểu tử này không có làm chuyện như vậy ta cùng Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão cần thiết oan uổng hắn sao? Chúng ta hôm nay nhưng là cùng hắn lần thứ nhất thấy mặt. Tưởng Vân Đình cảm thấy Trương Văn Hiên nói phi thường có đạo lý, người đối với Triệu Hồng Lực, ngữ khí thất lạc nói, Triệu đại ca, có lẽ chúng ta đều bị Diệp Thần Phong mặt ngoài lừa gạt rồi. Vân Đình muội tử, ngươi, nằm dưới đất Triệu Hồng Lực được khí căn bản nói không ra lời. Mà bị bức ép vào tuyệt cảnh Diệp Thần Phong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí, hắn dự định lấy Trịnh Nguyên Chí vì chỗ đột phá, dùng này đến triển khai mở một lần tuyệt mà phản kích. Chương 1322, là ai tự tìm đường chết? Bắc Vân Thành Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên, Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa cùng Tần gia gia chủ Tần Thế Phương. Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa sáng sớm hôm nay liền mang theo con trai của bọn họ Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, chuẩn bị đi cho Diệp Thần Phong nói xin lỗi, mà Tần Thế Phương thì là mang theo nữ nhi của hắn Tần Sương Sương, hắn chuẩn bị tự mình tới cửa mời Diệp Thần Phong ăn bữa cơm. Mà khi những người này vừa vặn đến Diệp Thần Phong nơi ở lúc, bọn hắn mới biết Diệp Thần Phong đi gặp Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão rồi, thế là... Bọn hắn tại một phen hỏi thăm sau đó bọn hắn lại tới Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh nơi ở. Thế nhưng, để này ba gia tộc lớn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa vặn đến Vương Vĩnh Tinh ở tòa nhà, liền từ trong nhà truyền ra tiếng đánh nhau, xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, ba người của đại gia tộc len lén đi tới tòa nhà tiền viện cửa vào, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thần Phong được Vương Vĩnh Tinh một trưởng đánh bay hình ảnh, này để cho bọn họ đầu là tạm thời đường ngắn. Bất quá, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long hai người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp chật vật sau, hai người bọn họ trên mặt nguyên bản biệt khuất vẻ mặt biến mất rồi. Lưu Giang đối với Lưu Vệ Thiên, nói ra, phụ thân, hiện tại chúng ta nên không dùng tới đối Diệp Thần Phong nói xin lỗi chứ. Vừa vặn cái kia một trưởng đánh bay Diệp Thần Phong hẳn là Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão chứ. Linh Dược này Cốc ngũ trưởng lão rõ ràng cho thấy muốn giết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong căn bản không có nhưng có thể gia nhập Linh Dược Cốc rồi, hắn hôm nay sợ rằng liền sẽ chết ở nơi này. Hồ Phi Long cũng gấp bận bịu đón ý nói hùa nói, đúng, này Diệp Thần Phong cũng không biết là nơi nào đắc tội rồi Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão. Bất quá, này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, chúng ta không dùng tới lo lắng Diệp Thần Phong hội gây bất lợi cho chúng ta rồi. Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa khi nghe đến lời của con trai mình sau. Bọn hắn một mực nhíu lông mày cuối cùng là nới lỏng, Lưu Vệ Thiên nhìn xem một bên Tần Thế Phương, giễu cợt nói, Tần gia chủ, ngươi nguyên bản hẳn là muốn đập Diệp Thần Phong mông ngựa chứ. Hiện tại trong lòng ngươi kế hoạch hẳn là rơi vào khoảng không chứ. Tần Thế mặt chữ điền sắc một trận khó coi, hắn không nghĩ tới nhất định sẽ trở thành Linh Dược Cốc đệ tử thiên tài Diệp Thần Phong, lúc này mới ngăn ngắn một buổi tối, Diệp Thần Phong liền nhận lấy Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão toàn lực đánh giết. Hiện tại Tần Thế Phương đừng nói là đi đập Diệp Thần Phong nịnh bợ, hắn liền ngay cả một tia một hào quan hệ cũng căn bản không muốn cùng Diệp Thần Phong có. Đứng ở Tần Thế Phương bên cạnh Tần Sương Sương, nàng nhìn thấy cha mình sắc mặt không ngừng biến hóa. Khóe miệng nàng hiện lên một vệt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, phụ thân,
ngươi ngày hôm qua không phải nói không có cho Diệp Thần Phong đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội sao? Hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi rồi, xem ngươi muốn hay không nắm chặt. Nghe vậy, Tần Thế Phương thân thể đột nhiên run lên một cái, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, Sương Sương. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại liền ngay cả Linh Dược Cốc đều muốn đối phó Diệp Thần Phong rồi, hiện tại nếu như chúng ta xuất thủ, chỉ biết thanh toàn bộ Tần gia đều ném vào. Tần Sương Sương liếc nhìn nơi xa khóe miệng tràn ra tiên huyết Diệp Thần Phong, người đối với Tần Thế Phương, nói ra, phụ thân, ngươi ở nơi này từ từ xem đi. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Không đợi Tần Thế mới trở về đáp, Tần Sương Sương tự ly khai rồi, rời đi trước, trong lòng nàng âm thầm nói một câu, Diệp Thần Phong, ngươi nhất định phải sống sót rời đi Bắc Vân Thành, ta cũng tin tưởng ngươi có thể sống rời đi Bắc Vân Thành. Tại Bắc Vân Thành ba người của đại gia tộc đứng ở tòa nhà tiền viện cửa vào lúc. Tiền viện bên trong, cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem bên trái cách mình gần nhất hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Trịnh Nguyên Chí. Một tiếng, chân phải của hắn đột nhiên đạp ở trên mặt đất, bóng người nhanh chóng hướng về Trịnh Nguyên Chí lướt tới. Nguyên bản Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh muốn lần nữa đối Diệp Thần Phong động thủ. Nhưng Diệp Thần Phong lại chủ động hướng về Trịnh Nguyên Chí đã phát động ra công kích, này làm cho Vương Vĩnh Tinh dưới chân bước chân ngừng lại. Hắn đối với Trịnh Nguyên Chí, nói ra tiểu tử này tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là thực lực của hắn chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần ngươi sử xuất toàn lực, tiểu tử này tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Hắn chỉ có được ngươi nháy mắt giết phần. Phụ thân của Trịnh Nguyên Chí Lâm Trung Hạc, hắn cũng chút nào không có ý xuất thủ. Cho dù vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển kiếm ý khiến hắn quả thực kinh ngạc một cái, nhưng chính như Vương Vĩnh Tinh chỗ nói, Diệp Thần Phong thực lực quá yếu. Thực lực này ở giữa tuyệt đối chênh lệch, căn bản không phải dựa vào kiếm ý là có thể bù đắp. Ngớ ngẩn, tiểu tử này cho là mình là ai? Nhớ lúc đầu ta tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, ta cũng không dám cùng hợp biển cảnh cao thủ nổi lên xung đột, chớ nói chi là hợp biển cảnh nhị trọng thiên cao thủ rồi. Tiểu tử này quả thực là tự tìm đường chết. Trương Văn Hiên khinh thường nói. Mà Tưởng Vân Đình mày liễu là nhíu thật chặt, của nàng hàm răng hơi hơi cắn môi, khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, nể tình ngươi đã cứu ta phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, hôm nay người nơi này tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Bóng người không ngừng tiếp cận Trịnh Nguyên Chí Diệp Thần Phong, hắn quay đầu lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tưởng Vân Đình. Bóng người tốc độ không giảm tiếp tục hướng về Trịnh Nguyên Chí phóng đi, ở trong không khí để lại tầng tầng tàn ảnh. Đứng sau lưng Trịnh Nguyên Chí cách đó không xa Trịnh Vũ, trong cổ họng hắn điên cuồng quát lên, phụ thân, lưu lại này ngớ ngẩn một hơi, ta nhất định muốn hảo hảo dằn vặt hắn một phen, không thể tiện nghi như vậy để hắn chết đi. Thần Phong huynh đệ, thân thể nằm dưới đất Triệu Hồng Lực, hắn cặp mắt đỏ bừng quát, hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong đây là tại tự sát. Được Lâm Trung Hạc ngăn cản đường đi ở Hải Phong, hắn hung hăng trừng lên Vương Vĩnh Tinh, nói ra, ngũ trưởng lão, người nhất định muốn vì hôm nay những việc làm phụ trách, người đây là tại tự tay ách giết chúng ta Linh Dược Cốc tương lai hy vọng. Về phần đứng ở trước cửa viện vị trí ba gia tộc lớn, trong đó Lưu gia cùng Hồ gia này hai đại gia tộc, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cách Trịnh Nguyên Chí càng ngày càng gần, này để trên mặt bọn họ dồn dập lộ ra khinh thường là nụ cười. Lưu gia thiếu chủ Lưu Giang cười lạnh nói, tiểu tử này quả thực chính là người ngu ngốc, nếu như hắn lựa chọn tự mình đoạn, hay là hắn vẫn có thể thiếu được một ít thống khổ. Chúng ta chờ xem tiểu tử này sau đó được dằn vặt đến chết cảnh tượng đi. Ta suy nghĩ đều phi thường chờ mong a hát, Hồ Phi Long xoa xoa tay cười nói. Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên lắc lắc đầu, nói ra, Trịnh Nguyên Chí thực lực và chúng ta không phân cao thấp, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Hồ Uy Sa cùng Tần Thế Phương bọn hắn tuy rằng không mở miệng, nhưng là trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. Ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, mà ở Diệp Thần Phong thân ảnh sắp tiếp cận Trịnh Nguyên Chí thời điểm, Một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong tay hắc huyền kiếm hướng về Trịnh Nguyên Chí phi bắn tới, Trịnh Nguyên Chí cơ thể hơi lóe lên, chỉnh thanh hắc huyền kiếm trực tiếp cắm vào Trịnh Nguyên Chí sau lưng trong lòng đất. Tại thoát ly hắc huyền kiếm sau đó Diệp Thần Phong tốc độ dưới chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Nguyên Chí trước mặt.
nhưng Trịnh Nguyên Chí trên mặt lại mang theo thong dong bình tĩnh nụ cười, trên người không ngừng tỏa ra hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế, một quyền Diệp Thần Phong ngực oanh kích tới, miệng quát: "Tiểu tử, người có bản lĩnh chớ né mở." Diệp Thần Phong cơ thể hơi di chuyển đồng thời, hắn dùng thân thể của mình che lại ở đây tầm mắt mọi người, cho nên ở đây tất cả mọi người không nhìn thấy Trịnh Nguyên Chí thân ảnh rồi. Thấy Diệp Thần Phong thật không có tránh né ý tứ, này làm cho Trịnh Nguyên Chí lại có chút căm tức, hắn cho rằng Diệp Thần Phong vốn là xem thường hắn, trong miệng tiếp tục uống nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi." Trịnh Nguyên Chí nắm tay phải trở nên càng thêm mãnh liệt, càng sắc bén hơn rồi, nhìn khí thế kia dường như muốn đem Diệp Thần Phong ngực trực tiếp đánh đối xuyên. Mà đang ở Trịnh Nguyên Chí cho rằng Diệp Thần Phong ở trong tay hắn tất chết thời điểm, Diệp Thần Phong nhanh chóng đưa tay phải ra bàn tay, muốn đi chống đối Trịnh Nguyên Chí quả đấm. Trịnh Nguyên Chí lạnh giọng quát lên: "Tiểu tử, ngươi cánh tay này cho ta phế bỏ." Này ngớ ngẩn quả thực là quá không tự lượng sức. Cách đó không xa Trương Văn Hiên hờ hững lắc đầu nói ra. Một tiếng. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong thủ trưởng cùng Trịnh Nguyên Chí quả đấm đụng vào nháy mắt, Diệp Thần Phong lòng bàn tay bên trong nhanh chóng thoát ra một đóa ngọn lửa màu xanh. Tại tất cả mọi người vẫn không có chú ý tới ngọn lửa màu xanh này thời điểm, ngọn lửa màu xanh liền một mạch chui vào Trịnh Nguyên Chí bên trong thân thể. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong cánh tay gãy vỡ cùng thân thể được đánh bay ra ngoài tình cảnh chưa từng xuất hiện, trái lại là đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt Trịnh Nguyên Chí, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung ra, sau đó, tại 2 giây đồng hồ bên trong trực tiếp hóa thành một đống cho tàn, thậm chí trong cổ họng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Diệp Thần Phong ở những người khác cũng không hề chú ý tới thanh viêm thời điểm, hắn nhanh chóng lại đem thanh viêm thu hồi trong cơ thể, nhìn xem phía trước mặt biến thành một đống cho tàn Trịnh Nguyên Chí, hắn lạnh lùng nói: "Là ai tự tìm đường chết? Hiện tại hẳn phải biết đi nha." Chương 1323, tuyệt mà phản kích. Tòa nhà toàn bộ tiền viện bên trong yên tĩnh không tiếng động. Một trận gió nhẹ thổi qua, giữa bầu trời nóng rực thái dương được một mảnh tầng mây cho che lại. Bả vai trái chảy xuôi tiên huyết, trên khóe môi cũng dính đầy tiên huyết Diệp Thần Phong, hắn xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc, hắn vừa vặn lợi dụng thanh viêm đánh giết Trịnh Nguyên Chí thời điểm, vừa đến hắn dùng thân thể của mình cho che lại, thứ hai Trịnh Nguyên Chí chết cực kỳ nhanh, cho nên hắn thiên địa chi hỏa thanh viêm cũng không hề được những người khác phát hiện. Bất quá Diệp Thần Phong cũng biết, bây giờ thanh viêm chả chỉ có thể đối phó hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, có thể hay không chân chính rời đi nơi này. Kế tiếp còn phải xem hắn bên trong đan điền 3 viên màu xanh lam hỏa chủng rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Diệp Thần Phong lại đem Trịnh Nguyên Chí cho miểu sát. Lâm Trung Hạc, Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh 3 người này, con mắt của bọn họ không hẹn mà cùng vi vi trừng lớn, mới vừa đối mặt. Trịnh Nguyên Chí liền ở Diệp Thần Phong trong tay hóa thành một đống cho tàn. Phải biết Diệp Thần Phong thực lực so với Trịnh Nguyên Chí thấp chỉnh 2 cái đại tầng thứ, coi như là đỉnh cấp thực lực bên trong thiên tài cũng không nhất định có như vậy thiên phú chiến đấu. Phù phù, một tiếng. Con trai của Trịnh Nguyên Chí Trịnh Vũ, hắn nguyên bản cho là mình lập tức muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong thê thảm kết quả, hắn yếu hung hăng dẫm lấy Diệp Thần Phong đầu, nhưng kết quả đây là cha của hắn Trịnh Nguyên Chí tại Diệp Thần Phong trong tay trực tiếp biến thành một đống cho tàn. Này làm cho Trịnh Vũ hầu như lâm vào điên cuồng trong sự sợ hãi, trong thân thể sức mạnh trong nháy mắt được rút khô, dưới chân bước chân một cái không đứng vững, thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Cách đó không xa Tưởng Vân Đình, nàng nhìn Diệp Thần Phong lạnh lẽo vô tình khuôn mặt. Người nhìn trên mặt đất biến thành một đống cho tàn Trịnh Nguyên Chí, thân thể của nàng cũng không kiềm hãm được run run một cái. Người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả hợp biển cảnh nhị trọng đỉnh phong cao thủ đều có thể đánh giết. Mà đứng phía trước cửa viện 3 người của đại gia tộc, bọn hắn từng cái đã sớm là lâm vào dại ra bên trong, đặc biệt là 3 vị gia chủ Lưu Vệ Thiên, Hồ Huy Sa cùng Tần Thế Phương, 3 người bọn họ thực lực đều cùng Trịnh Nguyên Chí tại sàn sàn với nhau. Bây giờ Diệp Thần Phong có thể một chiêu miểu sát Trịnh Nguyên Chí, điều này cũng không liền nói rõ Diệp Thần Phong đồng dạng có thể một chiêu dây giết bọn họ sao. Này làm cho 3 vị gia chủ sau lưng quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Về phần Lưu Giang cùng Hồ Phi Long 2 người này, 2 người bọn họ quả đấm vi vi nắm chặt, trong con ngươi tràn đầy vô hạn sợ hãi.
thân thể không kiềm hãm được run rẩy. Thời khắc này, bọn hắn cuối cùng cũng coi như biết mình cùng Diệp Thần Phong chênh lệch lớn đến mức nào rồi. Bất quá, Lưu Giang lại lập tức nở nụ cười lạnh, nói ra, phụ thân, Trịnh Nguyên Chí chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, lẽ nào các ngươi còn tưởng rằng Diệp Thần Phong có thể chiến thắng ba tên thần niệm cảnh cao thủ. Huống chi trong đó còn có hai tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ đây. Trịnh Nguyên Chí chết rồi đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Về sau Trịnh gia tại Bắc Vân Thành thế lực đem mức độ lớn yếu bất rồi. Nghe được Lưu Giang phân tích sau đó không riêng gì Lưu Vệ Thiên trong con ngươi vẻ mặt phát sáng lên, liền ngay cả Hồ Uy Sa cùng Tần Thế Phương cũng dồn dập tinh thần tỉnh táo. Hôm nay đối với bọn hắn ba gia tộc lớn tới nói, hay là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi nhưng là ẩn giấu quá kỹ, ngươi cho rằng giết Trịnh Nguyên Chí, ngươi liền có năng lực rời đi nơi này sao? Ngươi hoàn toàn chọc giận chúng ta. Lâm Trung Hạc trên người thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế mãnh liệt đề được đưa lên, chết đi Trịnh Nguyên Chí chính là con trai ruột của hắn, này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Văn Hiên, vì không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba người chúng ta đồng thời động thủ. Tại trước mặt chúng ta tiểu tử này lại vẫn có thể giết người, đây quả thực là đối vũ nhục ta của chúng ta. Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh trong con ngươi tốc biến hai đạo hung quang. Trương Văn Hiên bóng người lóe lên, hắn trước tiên xuất hiện tại Linh Dược Cốc ở Hải Phong trước người, ầm. Một trường, trực tiếp vỗ vào ở Hải Phong ngực, làm cho ở Hải Phong thân thể té lăn quay trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhường cho Hải Phong tạm thời mất đi sức chiến đấu. Có phần vướng bận người liền để cho bọn họ trước tiên ngoan ngoãn nằm đi. Trương Văn Hiên đối với Vương Vĩnh Tinh khẽ mỉm cười nói. Tiếp lấy, Trương Văn Hiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, chúng ta thật sự quá khinh thường ngươi rồi, bất quá, kế tiếp vận khí của ngươi sẽ không như thế được rồi, có chúng ta ba tên thần niệm cảnh cao thủ đồng thời ra tay với ngươi, ngươi cái khu vực này khu thông linh cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi, ngươi cho dù chết cũng có thể yếu thỏa mãn. Của ta sinh tử còn chưa tới phiên các ngươi đến quyết định, hôm nay ta Diệp Thần Phong yếu rời đi nơi này, có ai có thể ngăn cản ta sao? Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí tuôn ra, sợi tóc theo quanh thân khí lưu nhấp nhô, trong con ngươi vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh như băng. Co quắp ngồi ở trên mặt đất Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ, hắn đang nhìn đến gia gia của mình Lâm Trung Hạc cùng với Vương Vĩnh Tinh đám người yếu liên thủ đối phó Diệp Thần Phong rồi, trong thân thể của hắn khôi phục một ít sức mạnh. Hắn từ trên mặt đất bò lên, dưới chân bước chân lui về phía sau 7-8 bước, bởi vì cực độ điên cuồng, cho nên trên mặt hắn biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo lên, ngươi cho là mình tại ba tên thần niệm cảnh cao thủ trong tay có sống dưới khả năng tới sao? Ta muốn đem trên người ngươi thịt từng mảnh cắt đi, ta phải từ từ thưởng thức trên người ngươi thịt, uống trong thân thể ngươi tiên huyết. Lâm Trung Hạc nhìn xem nằm ở điên cuồng bên trong Trịnh Vũ, này Trịnh Vũ tốt xấu cũng là cháu của hắn. Hắn cũng dự định đem Diệp Thần Phong giao cho Trịnh Vũ xử trí, hắn đối với Vương Vĩnh Tinh cùng Trương Văn Hiên, nói ra, lưu lại tên tiểu tử này một hơi đi. Khiến hắn cứ thế mà chết đi lợi cho hắn quá rồi. Vương Vĩnh Tinh cùng Trương Văn Hiên hai người này, bọn họ là hơi hơi gật gật đầu, tính là đồng ý Lâm Trung Hạc lời nói, bọn hắn đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, Trương Văn Hiên cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh. Diệp Thần Phong đã đến bây giờ trả một bộ trấn định tự nhiên dáng dấp, này làm cho trong lòng của hắn vô cùng tức giận, trong miệng nói ra tiểu tử, ta còn thực sự bội phục dũng khí của ngươi, kỳ thực ngươi tại ba người chúng ta trong mắt liền một con dẹp cũng không sánh nổi. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Diệp Thần Phong ý thức đem bên trong đan điền ba viên màu xanh lam hỏa chủng cho bao trùm rồi, chỉ cần Lâm Trung Hạc đám người đối với hắn phát động công kích. Hắn liền sẽ lập tức đem ba viên màu xanh lam hỏa chủng rút ra đi ra, hắn cười lạnh nói, ngươi nói ta liền con dẹp cũng không bằng, như vậy ngươi thì sao? Ta nghĩ ngươi tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thời điểm, đừng nói là đối mặt hợp biển cảnh nhị trọng thiên cao thủ rồi, coi như là hợp biển cảnh nhất trọng thiên cao thủ, ngươi cũng chỉ có khắp nơi chạy thục mạng phần chứ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đừng nói là con dẹp rồi, ngươi liền liền một cái chả là cái cóc khô gì. Trương Văn Hiên sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm, khóe miệng hắn uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, tiểu tử, tốt nhất ngươi phải miệng vẫn có thể cứng như vậy. Đứng ở Trương Văn Hiên đám người phía sau cách đó không xa Tưởng Vân Đình,
Nàng nhìn Diệp Thần Phong được Trương Văn Hiên ba người cho vây lại rồi, người tối rồi nói ra, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ muốn ngươi nói xin lỗi là khó khăn như thế sao? Chỉ cần ngươi nói xin lỗi, chuyện ngày hôm nay ta có thể cam đoan người ở chỗ này hội cho rằng không có phát sinh. Xin lỗi, đối với các ngươi đám này rác rưởi xin lỗi. Các ngươi có tư cách sao? Diệp Thần Phong đối Tưởng Vân Đình là thất vọng đến cực điểm. Tưởng Vân Đình nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, người cả người cũng phẫn nộ rồi. Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng đem nàng về đến rác rưởi một loại bên trong đi rồi. Này làm cho người nổi giận đùng đùng quát lên, Diệp Thần Phong, chết sống của ngươi ta mặc kệ rồi. Mà ở Tưởng Vân Đình vừa dứt lời thời khắc, Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc ba người này, bọn hắn đồng thời hướng về Diệp Thần Phong vọt tới. Diệp Thần Phong phải bảo đảm ba viên màu xanh lam hỏa chủng toàn bộ đánh trúng Trương Văn Hiên đám người, cho nên hắn nhất định muốn tiếp cận đối phương. Nếu như này ba viên màu xanh lam hỏa chủng lãng phí trong đó bất kỳ một viên, như vậy hôm nay Diệp Thần Phong phải sống rời đi hầu như là không thể nào. Tại Trương Văn Hiên đám người nhằm phía Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong cũng tương tự xông hướng Trương Văn Hiên bọn hắn, ở những người khác xem ra, Diệp Thần Phong dĩ nhiên không phải lựa chọn tránh né, Diệp Thần Phong làm như vậy quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiểu tử, ngươi cho là mình là cái thá gì? Ngươi chính là cái rác rưởi. Trương Văn Hiên nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên chủ động vọt lên, hắn rốt cục không nhịn được nộ giống lên. Tại Trương Văn Hiên gào thét đồng thời, liên thông Trương Văn Hiên ở bên trong, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc, bọn hắn ba người này dồn dập hướng về Diệp Thần Phong vỗ ra một trường. Một trường này bọn hắn cũng không hề sử xuất toàn lực, bởi vì bọn họ chả phải bảo đảm Diệp Thần Phong lưu lại một khẩu khí tại. Diệp Thần Phong dường như thấy chết không sờn dũng sĩ, ngực của hắn trực tiếp đón nhận bàn tay của đối phương, bất quá, đồng thời bàn tay phải của hắn bên trong xuất hiện ba đóa ngọn lửa màu xanh lam. Này ba đóa ngọn lửa màu xanh lam cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Tại không có cảm giác xuất ba đóa ngọn lửa màu xanh lam đáng sợ sau đó Trương Văn Hiên lần nữa khinh thường quát lên, ngớ ngẩn, xem ra ngươi đúng là đang lựa chọn tự sát. Kẻ cắp trưởng đều hào không ngoài suy đoán đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực, này đưa đến Diệp Thần Phong ngực xương toàn bộ ao hãm xuống, thân thể bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong, miệng hắn bên trong là tiên huyết phun mạnh. Tại Diệp Thần Phong được kẻ cắp trưởng đập trúng thời điểm, hắn đem ba đóa ngọn lửa màu xanh lam phân biệt hướng về Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc bắn tới, ba người này chỉ là tiện tay vung lên, ba đóa ngọn lửa màu xanh lam liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Ta còn tưởng rằng này ba đóa ngọn lửa màu xanh lam có cái gì lợi hại đây này. Nguyên lai tiểu tử ngươi một mực đang hư trương thanh thế. Lâm Trung Hạc trong miệng liên tục cười lạnh. Mà ngay tại lúc này, Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc ba người này, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn cảm giác trên tinh thần đột nhiên nhận lấy nhất cổ trùng kích cực lớn, chỉnh cái đầu bên trong thần kinh não bộ trong nháy mắt nằm ở trong đau đớn rồi, hơn nữa trong óc cũng là một mảnh hỗn loạn, trên mặt dồn dập che kín thần sắc thống khổ. Thức hải, chỉ có thực lực đã tới thần niệm cảnh mới có thể hình thành. Ba tiếng. Trương Văn Hiên các loại ba thân thể của con người trong nháy mắt ngã sấp xuống trên mặt đất, vừa vặn ba đóa ngọn lửa màu xanh lam cũng không phải biến mất rồi, mà là lặng yên không tiếng động tiến vào ba người bọn hắn trong cơ thể. Tuy rằng này màu xanh lam hỏa chủng chỉ có thể khiến thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ lập tức mất mạng, giết không chết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ, thế nhưng điều này cũng đầy đủ khiến thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ thật tốt uống một bầu. Chương 1324, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Thân thể té lăn trên đất Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc ba người này, bàn tay của bọn họ là gắt gao bưng đầu của mình, trong biển ý thức của bọn họ đã là phiên giang đảo hải rồi. Nếu như bất lập mã tướng màu xanh lam hỏa trùng tấn công bằng tinh thần lực hóa giải, như vậy e sợ Trương Văn Hiên ba người bọn họ đem lưu lại mãi mãi cũng không thể xóa đi thương tích. Được Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc đánh bay ra ngoài Diệp Thần Phong, thân thể của hắn đụng vào tiền viện bên trong một gốc trên đại thụ che trời, trực tiếp đem này khỏa đại thụ che trời cho đụng gãy. Ngực xương hầu như toàn bộ gãy vỡ Diệp Thần Phong, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển trở nên trì độn lên, mới vừa từ trên mặt đất chật vật đứng lên, phốc. Một tiếng, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun đi ra, vạt áo của hắn hoàn toàn bị tiên huyết cho nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
tiểu tử, vừa vặn loại ngọn lửa màu xanh lam kia rốt cuộc là cái gì? Trương Văn hiện tại trong ba người thực lực là yếu nhất, cho nên tinh thần hắn thượng cùng trong óc chỗ bị thương nghiêm trọng nhất, trong đầu từng đợt đâm nhói, khiến hắn hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho sống sờ sờ xé nát. Diệp Thần Phong cũng không trả lời Trương Văn Hiên vấn đề, hắn đi lại tập tễnh đi tới cắm trên mặt rất Hắc Huyền kiếm trước mặt, trực tiếp đem Hắc Huyền kiếm cho rút ra, mà Trương Văn Hiên thấy Diệp Thần Phong không nhìn thẳng lời của hắn, này làm cho hắn có loại phát điên hơn cảm giác, nhưng hắn cũng không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, nếu như lại không hóa giải ngọn lửa màu xanh lam chỗ mang cho hắn thương tích, như vậy tướng này cho hắn sau này đều lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Trương Văn Hiên lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, mà Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc hai người bọn họ cũng dồn dập ngồi xếp bằng. Tuy rằng Trương Văn Hiên bọn người ở tại hết sức chuyên chú hóa giải màu xanh lam hỏa chủng mang cho thương tổn của bọn họ. Nhưng mà nếu như hiện tại Diệp Thần Phong đi công kích bọn hắn mà nói, e sợ hội đem bọn họ làm cho chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó bọn hắn không thèm quan tâm màu xanh lam hỏa chủng mang cho thương tổn của bọn họ, cái kia Diệp Thần Phong nhưng là triệt để xong đời. Cho nên, hôm nay Diệp Thần Phong cũng giết không được Trương Văn Hiên đám người, hắn dựa vào ba viên màu xanh lam hỏa chủng mới tạm thời kiềm chế lại Trương Văn Hiên bọn hắn, cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn từng bước đi tới Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ trước mặt. Này Trịnh Vũ vốn cho là lần này có ba tên thần niệm cảnh cao thủ đồng thời liên thủ, hẳn là tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ rồi, nhưng hiện thực lại cùng Trịnh Vũ mở ra một cái lớn vô cùng chuyện cười. Hắn nhìn xem càng đi càng gần Diệp Thần Phong, hắn lập tức hốt hoảng đối với Lâm Trung Hạc, cầu viện nói, ra ra, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Lâm Trung Hạc, hắn khi nghe đến Trịnh Vũ tiếng kêu cứu sau. Hắn nói ra, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, ngươi cho ta có chừng có mực. Trịnh Vũ mặc dù là Lâm Trung Hạc cháu trai, nhưng mà nếu như xuất hiện ở trong rừng Hạc từ bỏ hóa giải thương tích lời nói, như vậy thức hải của hắn cùng trên tinh thần hội lưu đời sau di chứng về sau, đây cũng không phải là Lâm Trung Hạc muốn nhìn đến kết quả. Cho nên, chỉ cần Diệp Thần Phong không đối hắn bản thân động thủ, như vậy Lâm Trung Hạc cũng vẫn là biết kiên nhẫn. Diệp Thần Phong cười lạnh nhìn Lâm Trung Hạc một mắt, nói ra, là ta khinh người quá đáng. Hiện tại biết để cho ta có chừng có mực, các ngươi bố trí ván cờ này không phải là vì giết chết ta sao? Hiện tại nói với ta cái gì khinh người quá đáng, ta đần mẹ mày tổ tông. Diệp Thần Phong trong lòng là lửa giận bốc hơi, trong tay phải to lớn Hắc Huyền kiếm bay thẳng đến Trịnh Vũ quất tới. Nằm ở cực độ sợ hãi bên trong Trịnh Vũ, hắn liền hoàn thủ cũng đã quên mất. Hắc Huyền kiếm thân kiếm trực tiếp lướt qua Trịnh Vũ cổ, Trịnh Vũ trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Tiếp lấy, máu tươi từ cổ của hắn bên trong phun đi ra, hắn chỉnh cái đầu trong nháy mắt lăn rơi đến trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật lớn. Lâm Trung Hạc nhìn thấy cháu của mình được Diệp Thần Phong giết đi, trong miệng hắn khàn cả giọng quát lên. Diệp Thần Phong rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Trung Hạc đám người sẽ không động thủ với hắn, ngược lại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc các loại người đồng thời biết. Diệp Thần Phong nếu như muốn sống sót rời đi nơi này, như vậy Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến vào lúc này đối với bọn họ động thủ. Vì chuyện ngày hôm nay trả ra giá cao, nếu như ta không phải có một ít lá bài tẩy, ta sớm đã chết ở trên tay của các ngươi rồi, cho dù không giết chết tên ngu ngốc này, lẽ nào các ngươi về sau liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Các ngươi thông minh còn thật sự phi thường có vấn đề. Diệp Thần Phong hướng về tiền viện cửa ra vào đi đến. Hắn biết đạo lam sắc hỏa chủng cho Trương Văn Hiên bọn hắn mang đến thương tổn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 giờ, cho nên Diệp Thần Phong hiện tại nhất định muốn nắm chặt thời gian rời đi nơi này rồi. Tiểu tử, lần sau nếu như gặp mặt lại, ta Trương Văn Hiên nhất định phải ngươi con chó này mệnh. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Trương Văn Hiên, hắn nói chắc như đinh đóng cột uy hiếp nói. Khóe miệng dính đầy tiên huyết Diệp Thần Phong. Hắn khinh thường cười nói, các ngươi vừa vặn không phải cũng muốn mạng của ta sao? Nhưng các ngươi hiện tại làm được sao? Lại nói lần sau gặp mặt ai muốn của người nào mệnh còn không biết đây. Ta dám nói nếu như thực lực của ta cùng các ngươi ngang nhau, các ngươi ở trong tay ta liền một hiệp cũng không kiên trì được, thật không biết các ngươi những này não tàn là ăn cái gì lớn lên. Được Diệp Thần Phong một trận nhục mạ cùng chào phúng, bình thường đều cao cao tại thượng Trương Văn Hiên.
hắn tức giận là ngực kịch liệt phập phồng, hắn hận không thể hiện tại lập tức đứng lên giải quyết xong Diệp Thần Phong, nhưng hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn nhất định muốn hóa giải màu xanh lam hỏa chủng cho hắn mang đến thương tích. Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ đi qua Trương Văn Hiên đám người bên cạnh, mà nằm ở trong khiếp sợ Tưởng Vân Đình, người cũng tỉnh táo lại, người ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, hỏi, Diệp Thần Phong, lẽ nào bọn hắn đúng là đang hãm hại ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tưởng Vân Đình, miệng quát cút cho ta, bằng không chết. Diệp Thần Phong đem Hắc Huyền kiếm nâng lên một ít, kỳ thực trong lòng của hắn thật sự muốn trực tiếp giết Tưởng Vân Đình, bất quá, cân nhắc đến một bên ngã trên mặt đất Triệu Hồng Lực, nếu như hắn đã giết Tưởng Vân Đình lời nói, Triệu Hồng Lực cùng Thương Lang đoàn lính đánh thuê người khẳng định đều không sống nổi rồi. Diệp Thần Phong tin tưởng Tưởng Vân Đình nữ nhân này tuy rằng ngu ngốc làm, thế nhưng có người tại, Triệu Hồng Lực đám người tối thiểu hẳn có thể bảo đảm an toàn. Tưởng Vân Đình nghe được Diệp Thần Phong lạnh lẽo tiếng quát, nhìn thấy Diệp Thần Phong tràn đầy sát ý con ngươi, người dưới chân bước chân không tự chủ hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Diệp Thần Phong lần nữa hướng về thiền viện bên ngoài đi đến, hắn không có đi nói chuyện với Triệu Hồng Lực, chỉ là cho Triệu Hồng Lực cùng ở Hải Phong một cái mỉm cười thân thiện, dù sao cũng chỉ có hai người này vừa mới là đứng ở hắn bên này. Làm Diệp Thần Phong đi tới trước cửa viện thời điểm, hắn nhìn thấy ngây người như phỗng ba người của đại gia tộc, hắn một đạo lạnh lẽo ánh mắt hướng về đối phương quăng đi, sau đó ba gia tộc lớn gia chủ cả người một cái lạnh run, về phần Lưu gia thiếu chủ Lưu Giang cùng Hồ gia thiếu chủ Hồ Phi Long, hai người bọn họ trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất, trong đũng quần chảy ra nhất cổ chất lỏng, hai người bọn họ trực tiếp được Diệp Thần Phong một ánh mắt dọa cho đái. Dù sao Diệp Thần Phong vừa vặn nhưng là lấy sức lực của một người để ba tên thần niệm cảnh cao thủ bị thiệt lớn, hơn nữa Diệp Thần Phong giết chết Trịnh Vũ là không hề nể mặt mũi, quan trọng nhất là Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đây là để cho bọn họ cảm thấy chuyện khó tin nhất. Diệp Thần Phong cũng không hề đối ba người của đại gia tộc động thủ, trên thân thể liên tục chịu đến Trương Văn Hiên đám người công kích, bây giờ Diệp Thần Phong cũng là cung dương hết đà rồi. Hắn hiện tại thậm chí là liền một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không đối phó được rồi, cho nên hắn nhất định phải mau sớm rời đi. Tại Diệp Thần Phong rời khỏi sau đó tiền viện bên trong. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt Trương Văn Hiên ba người, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay hội là kết quả như thế, nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong một cái chỉ là thông linh cảnh tiểu tử, bọn họ là có thể mấy giây giải quyết. Mà cuối cùng không chỉ có Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ chết rồi, liền ngay cả ba người bọn hắn thần niệm cảnh cao thủ cũng trong tay Diệp Thần Phong bị thiệt lớn, chuyện này quả thật yếu đem bọn họ cho giận điên lên. Văn Hiên, Diệp Thần Phong tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu a hát. Nếu như tương lai thật sự khiến hắn trưởng thành, đem lại là chúng ta một cái đại phiền toái. Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh trịnh trọng nói. Đúng. Tiểu tử này trong tay ngọn lửa màu xanh lam hẳn là thuộc về một lần, nếu như hắn còn có loại ngọn lửa màu xanh lam này lời nói, như vậy hắn đã sớm lại dùng đến trên người chúng ta rồi, lại bị loại ngọn lửa màu xanh lam này công kích mấy lần, ngay cả chúng ta cũng chỉ có mất mạng phần, có thể nói hiện tại tiểu tử kia bị trọng thương, chỉ cần là hợp biển cảnh cao thủ, liền hẳn có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Lâm Trung Hạc cũng lập tức nói ra. Trương Văn Hiên gật gật đầu. Diệp Thần Phong đối với hắn mà nói là một cái cự đại uy hiếp, đặc biệt là Diệp Thần Phong cuối cùng lưu lại câu nói kia, Trương Văn Hiên cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong có trưởng thành một ngày như vậy, hắn đối với trước cửa viện quát lên các ngươi còn muốn tại cửa vào xem tới khi nào. Lập tức cút cho ta đi vào. Trương Văn Hiên, Vương Vĩnh Tinh cùng Lâm Trung Hạc đám người, bọn hắn tại vừa vặn Diệp Thần Phong trước khi rời đi viện thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện ba người của đại gia tộc. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể làm cho ba người của đại gia tộc đi truy sát Diệp Thần Phong rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1325, đến từ Tần Sương Sương cứu viện. Bả vai trái xương gãy nứt, ngực xương toàn bộ gãy vỡ, bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế Diệp Thần Phong, hắn một đường bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra Bắc Vân Thành. Rời khỏi Bắc Vân Thành. Diệp Thần Phong đang xác định chu vi không ai sau đó trong cơ thể hắn linh khí hướng về trên lưng vận chuyển mà đi, hai con do linh khí ngưng tụ mà thành cánh chim màu xanh lam, đột nhiên từ sau lưng của hắn tuôn ra hiện ra. Từ khi mặc vào Hắc Huyền giáp cùng cõng lấy Hắc Huyền kiếm sau đó Diệp Thần Phong sẽ không có sử dụng nữa qua linh khí vũ rực rồi,
dù sao hắn vẫn không có chân chính thích ứng Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền Kiếm mang đến cho hắn trọng lượng, nhất là bây giờ Diệp Thần Phong chả bị thương thật nặng, tại màu xanh da trời linh khí vũ dực xuất hiện nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể lại một trận huyết khí dâng lên, mũi cùng trong miệng hô hấp trở nên càng thêm gấp gáp rồi, sắc mặt tái nhợt dường như được một tầng bột mì bao trùm lại rồi. Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên, Lâm Trung Hạc, Linh Dược Cốc Phương Vĩnh Tinh. Diệp Thần Phong trong miệng lẩm bẩm ba người này danh tự, ngược lại, hắn nắm tay phải vi vi nắm chặt, quát lên, lần sau gặp mặt thời gian, chính là các ngươi đi Hoàng Tuyển Lộ tháng ngày. Diệp Thần Phong trong cơ thể cố nén trên thân thể đau đớn, hết sức khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, tại hai con màu xanh ra trời linh khí vũ dực chu vi lập tức tạo thành hai luồng khí, này hai luồng khí đem Diệp Thần Phong thân thể cho nâng lên. Bất quá, lúc này Diệp Thần Phong, hắn căn bản vô pháp dựa vào linh khí vũ dực trên không phi hành, hắn chỉ có thể thân thể hầu như sát mặt đất thượng phi hành, linh khí này vũ dực cũng chỉ là thêm nhanh hơn một chút tốc độ của hắn. Diệp Thần Phong biết tại Bắc Vân Thành phía tây địa phương có một chỗ tên là Hắc Phong Sơn Mạch, bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có tiến vào bên trong dãy núi. Lúc này mới có thể dựa vào trong đó địa hình thoát khỏi nguy hiểm. Từ Bắc Vân Thành bên ngoài đến Hắc Phong Sơn Mạch tối thiểu yêu cầu một giờ lộ trình. Thân thể hầu như sát mặt đất thượng phi hành Diệp Thần Phong, hắn cách mỗi 10 phút trong miệng liền sẽ phun xuất một ngụm máu tươi của hắn bên trong mang theo điểm sáng màu vàng óng. Diệp Thần Phong tu luyện thần huyết quyết chính là chuyển hóa thần huyết, nếu như đem thần huyết quyết tu luyện đến đỉnh phong, như vậy Diệp Thần Phong trong cơ thể huyết dịch toàn bộ hội chuyển hóa thành màu vàng thần huyết. Ước chừng đang lợi dụng linh khí vũ dực phi hành đại sau nửa giờ. Diệp Thần Phong cũng lại thôi thúc không khởi linh khí vũ dực rồi, hai chân của hắn một lần nữa đứng ở trên mặt đất, màu xanh ra trời linh khí vũ dực thu rút về phía sau lưng của hắn bên trong. Hắn không nghĩ tới lần này Bắc Vân Thành hành trình suýt chút nữa khiến hắn làm mất mạng, hắn cắn răng. Từng bước nhanh chóng hướng về Hắc Phong Sơn Mạch phương hướng tiếp tục đi đến. Lại qua sau 20 phút, hầu như đã đến cực hạn Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng là đã tới Hắc Phong Sơn Mạch lối vào, nhưng tại lối vào đứng đấy một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Này trên người cô gái mặc một bộ màu tím sợi tơ quần áo, nơi ngực là phi thường có liệu, ngũ quan tỷ lệ cũng thập phần cân xứng. Mái tóc màu đen tết lên. Tuyệt đối có thể xưng tụng là mỹ nữ. Diệp Thần Phong nhìn thấy đứng ở Hắc Phong Sơn Mạch lối vào tử y nữ nhân sau. Thân sắc của hắn hơi hơi ngẩn người, bởi vì hắn nhận ra người nữ nhân này thân phận, này không phải là Tần gia gia chủ con gái Tần Sương Sương Ma. Tại tham gia linh dược cốc khảo hạch thời điểm, Diệp Thần Phong cũng đã gặp qua đối phương. Vết máu ở khóe miệng không có lau đi Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng ngưng. Tuy rằng hắn chịu thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là có thể điều động bên trong đan điền thanh viêm. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là tới nơi này cướp giết ta sao? Tần Sương Sương lập tức giải thích, ngươi không nên hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có ác ý gì, ta là tới giúp cho ngươi. Lấy ngươi bây giờ thương thế, ngươi tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch chỉ có một con đường chết, có ta ở đây tối thiểu để ngươi có thể nhiều mấy phần sống tiếp khả năng. Kỳ thực. Tần Sương Sương vừa vặn tại Bắc Vân Thành Vương Vĩnh Tinh chỗ ở trong chỗ ở, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong được Vương Vĩnh Tinh cùng Trương Văn Hiên đám người vây giết, nàng liền khẳng định Diệp Thần Phong có thể sống trốn ra khỏi, đây là nữ nhân trời xanh một loại trực giác, mà Diệp Thần Phong đang chạy ra Bắc Vân Thành sau, cách Bắc Vân Thành gần nhất chỉ có này Hắc Phong Sơn Mạch, cho nên Tần Sương Sương lập tức chạy tới này Hắc Phong Sơn Mạch đến đã chờ đợi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Cho ta một cái lý do. Diệp Thần Phong cau mày hỏi, cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ có nhất phi trùng thiên thời điểm, cho nên ta nghĩ thừa dịp ngươi vẫn không có quật khởi thời điểm, cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta nghĩ về sau ta khẳng định sẽ dùng được dến. Tần Sương Sương không chút nào giấu giếm nói ra, người đối với chính mình nhãn quang luôn luôn đều là phi thường có tự tin. Diệp Thần Phong nhìn ra được Tần Sương Sương cũng không phải là đang nói dối, trước mắt hắn bị thương nặng. Nếu như thêm một cái người ở bên người, như vậy này đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt, thế nhưng Tần Sương Sương nếu như dám có bất kỳ ý đồ xấu, Diệp Thần Phong chắc chắn lợi dụng thanh viêm trước tiên giết chết đối phương. Tần Sương Sương nhìn thấy Diệp Thần Phong không có mở miệng từ chối, người liền lập tức đi lên trước đỡ Diệp Thần Phong thân thể, nói ra chúng ta lập tức tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch đi. Trước tiên tìm một nơi tránh thoát mấy ngày nay là được rồi.
Được Tần Sương Sương đỡ cánh tay phải Diệp Thần Phong, hai thân thể của con người dựa vào gần vô cùng, Tần Sương Sương trên người một tia nhàn nhạt hương vị bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, này làm cho Diệp Thần Phong căng thẳng thần kinh hơi chút đã thả lỏng một chút. Tại Tần Sương Sương đỡ Diệp Thần Phong chân trước mới vừa tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch. Một nhóm người lớn chân sau cũng lập tức xuất hiện tại Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi, nhóm người này không phải là ba gia tộc lớn gia chủ Lưu Vệ Thiên, Hồ Uy Sa cùng Tần Thế Phương Ma. Này ba gia tộc lớn gia chủ từng người dẫn theo năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đương nhiên Lưu gia thiếu chủ Lưu Giang cùng Hồ gia thiếu chủ Hồ Phi Long không có cùng theo một lúc đến, Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh hứa hẹn ba gia tộc lớn gia chủ, chỉ cần bọn hắn có thể bắt được Diệp Thần Phong, như vậy Linh Dược Cốc cùng Nam Nguyên Vương Triều sau này sẽ là bằng hữu của bọn họ rồi, lần sau, nếu như Diệp Thần Phong chả có lá bài tẩy bảo lưu lời nói, như vậy Diệp Thần Phong liền tuyệt đối sẽ không trốn. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó ba gia tộc lớn gia chủ lập tức trở nên hưng phấn lên, có thể cùng Linh Dược Cốc cùng với Nam Nguyên Vương Triều bấu víu quan hệ, này là trước đây Bắc Vân Thành này ba gia tộc lớn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Tại ba người của đại gia tộc đến Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi sau. Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó, Lưu Vệ Thiên nói ra, Tần gia chủ, ngươi mang theo người của ngươi ở nơi này lối vào chờ đợi. Vạn nhất được tiểu tử kia lại từ nơi này chạy ra ngoài nhưng là không xong, ta cùng Hồ gia chủ liền đi vào lùng bắt Diệp Thần Phong. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào sơn mạch đi. Ta vừa vặn rất xa nhìn thấy, thật giống có một nữ nhân đem Diệp Thần Phong dìu vào bên trong dãy núi, hơn nữa ta luôn cảm giác người phụ nữ kia thân ảnh có chút quen mắt. Hồ Uy Sa cau mày suy tư nói, Lưu Vệ Thiên, Hồ Uy Sa. Hai người các ngươi phải hay không thật quá mức rồi. Dựa vào cái gì không cho ta gia nhập trong đó. Tần Thế Phương cũng không muốn buông tha lấy lòng Linh Dược Cốc cùng Nam Nguyên Vương Triều cơ hội. Tần Thế Phương, trước ngươi nhưng là phải đập Diệp Thần Phong mông ngựa, bây giờ Diệp Thần Phong giết Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ, càng làm cho Trương Thiếu cùng Vương Tiền Bối bị thương, nếu để cho bọn hắn biết trước ngươi tâm tư, ngươi nói bọn hắn có thể hay không thanh lửa giận phát tiết đến trên người ngươi. Lưu Vệ Thiên dương mắt lạnh lẽo Tần Thế Phương thuyết nói. Tần Thế Phương nghe được Lưu Vệ ngày uy hiếp sau đó trong lòng của hắn nghẹn thở ra một hơi, nhưng mấy giây sau, hắn lại chậm rãi thở dài một hơi, nói ra, được, ta tại Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi canh gác. Đang nhìn đến Tần Thế Phương thỏa hiệp sau đó Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa khinh thường liếc mắt nhìn Tần Thế Phương, phân biệt mang theo bọn hắn dưới tay năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ chui vào Hắc Phong Sơn Mạch. Lưu Vệ Thiên, Hồ Uy Sa, hai người các ngươi khốn nạn, ta xem các ngươi chết cho ta tại Hắc Phong Sơn Mạch được. Tần Thế Phương nhìn xem Lưu Vệ Thiên đám người bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hắn hai tay nắm lấy thật chặt, trong miệng là không nhịn được mắng. Mà trước một bước tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương. Diệp Thần Phong thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, bờ môi của hắn khô nứt cực kỳ, mũi cùng trong miệng hô hấp là đứt quãng. Nguyên bản Diệp Thần Phong trả lấy vì thương thế của mình sẽ không quá gay gâu, bây giờ nhìn lại hắn là đánh giá cao thân thể của mình, xuất hiện ở trong cơ thể hắn cơ hồ là không có bất kỳ sức mạnh, cả người là thật chặt dựa vào Tần Sương Sương, nếu như bây giờ Tần Sương Sương muốn động thủ hại hắn, chỉ sợ hắn có thể tránh thoát tỷ lệ chỉ có 50% rồi. Bất quá, cũng may có Tần Sương Sương tại Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài cứu viện, bằng không lấy Diệp Thần Phong tình trạng cơ thể. Khả năng hắn mới vừa đi vào Hắc Phong Sơn Mạch không bao lâu, hắn liền muốn nằm trên đất cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Chương 1326, Huyết Nhãn Đường Lang. Tần Sương Sương nhìn xem cơ hồ đã không bước ra bước chân Diệp Thần Phong, người biết tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ do dự, của nàng hàm răng khẽ cắn môi, đưa tay ra cánh tay trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho kéo vào trong lồng ngực. Người đỡ Diệp Thần Phong đã không cách nào nữa tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể ôm Diệp Thần Phong miễn cưỡng vẫn có thể đi tới. Được Tần Sương Sương một cái trực tiếp ôm vào trong ngực Diệp Thần Phong, chui vào hắn trong lỗ mũi mùi thơm là càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn xem trên gương mặt hơi có chút ửng hồng Tần Sương Sương, nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, còn tiếp tục như vậy có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương. Người cố chấp nói ra, Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi ngay cả bản cô nương tiện nghi cũng đã chiếm,
ngươi nhưng là cái thứ nhất để bản cô nương ôm vào trong ngực nam nhân, ta Tần Sương Sương đã nhận định sự tình thì sẽ không trên đường từ bỏ, ta Tần Sương Sương liền muốn ngươi Diệp Thần Phong thiếu nợ ta cái này sinh tử ân tình. Nói xong, Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong tiếp tục tiến lên, bất quá, hai người bọn họ tốc độ chậm đi không ít. Diệp Thần Phong trong cơ thể căn bản khiến không ra bất kỳ sức mạnh, hắn chỉ có thể mặc cho Tần Sương Sương ôm hắn, mà đầu của hắn nhưng là tựa vào Tần Sương Sương trên vai thơm, hắn nhìn xem Tần Sương Sương trên mặt kiên định biểu lộ. Thời khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng mềm mại nhất địa phương trong nháy mắt được sờ nhúc nhích một chút, chỉ là nhẹ nhẹ như vậy một cái. Phải biết trước lúc này Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương căn bản không nhận biết, mà Tần Sương Sương lại vì một cái không biết cái gọi là ân tình, tại Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài chờ Diệp Thần Phong, mà bây giờ rất rõ ràng phía sau bọn họ còn có người đang đuổi giết lại đây, trước mắt tình thế vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút Tần Sương Sương cũng có khả năng hội mất mạng ở Hắc Phong Sơn Mạch. Nhưng này Tần Sương Sương chính là như vậy bướng bỉnh rồi, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nảy sinh một tia ấm áp. Hồi tưởng hắn cứu Tưởng Vân Đình lại ở lúc mấu chốt đối với hắn sinh ra hoài nghi cùng phản bội, này giữa người và người thật đúng là không thể so. Tại Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong đi lại ước chừng sau 10 phút, từ hai người bọn họ phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít, hai bóng người trong nháy mắt lướt qua Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương bên cạnh, đem hai người bọn họ đường đi chặn lại. Tần Sương Sương, dĩ nhiên là ngươi trong bóng tối trợ giúp Diệp Thần Phong tiểu tử này. Này ngăn trở Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong đường đi rõ ràng là Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa. Lưu Vệ Trời đang nhìn đến là Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong tại đi tới thời điểm, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới a hát, vừa vặn hẳn là muốn cho Tần Thế vừa mới khởi tiến vào. Vậy hẳn là liền có trò hay để nhìn. Hồ Uy nhìn xa Tần Sương Sương trong lồng ngực cơ hồ đã thoi thóp một hơi Diệp Thần Phong. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười gằn. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, người liếc mắt nhìn phía sau, nàng nhìn thấy phía sau được 10 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cản lại, mà Tần Sương Sương cũng mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, này làm cho người trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Được Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong, hắn cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm Lưu Vệ Thiên Hòa Hổ Uy Sa. Thực lực của hai người này đều tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, cho dù Diệp Thần Phong điều động xuất thanh viêm đến, cũng chỉ có thể đủ trong nháy mắt dây một người trong đó, mà một người khác nhất định sẽ lập tức đối với hắn và Tần Sương Sương động thủ, đến lúc đó hắn và Tần Sương Sương đúng là chắc chắn phải chết rồi. Tần Sương Sương đôi mắt đẹp trừng lên Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa, người quát lên các ngươi đến cùng muốn làm gì. Lưu Vệ Trời lạnh nói, Tần Sương Sương. Ngươi có biết hay không chính ngươi tại làm chuyện gì? Chẳng lẽ nói tiểu tử này là nam nhân của ngươi? Diệp Thần Phong là linh dược cốc cùng Nam Nguyên Vương Triều muốn nắm người, ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời? Hồ Uy nhìn xa Tần Sương Sương tinh xảo gương mặt, hắn trong con ngươi lộ ra không có hảo ý ánh sáng, nói ra Tần Điệt Nữ, xem ở ngươi cũng là Bắc Vân Thành người. Chúng ta đúng là có thể cho ngươi một cái sảng khoái, bất quá. Ngươi nhất định phải muốn hảo hảo cùng theo chúng ta ở đây những người này, ta bảo đảm cho ngươi tại tối sảng khoái trong cảm giác chết đi. Này Hồ Uy Sa tu luyện chính là một môn thải bổ công pháp, Tần Sương Sương không chỉ có dáng dấp xuất chúng, hơn nữa thực lực cũng không tệ, cho nên tại Hồ Uy Sa trong mắt nghiễm nhiên là một cái vô cùng tốt tư bổ phẩm. Vô sỉ, Hồ Uy Sa, không nghĩ tới người đường đường Hồ gia gia chủ, người dĩ nhiên sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, nàng chọc tức là ngực kịch liệt phập phồng. Bất quá, Tần Sương Sương đem Diệp Thần Phong ôm càng gia tăng hơn mấy phần, khả năng này là nói rõ tâm tình của nàng cực kỳ không bình tĩnh, muốn phải dựa vào Diệp Thần Phong đến cho mình một ít cảm giác an toàn, cũng có khả năng là nói rõ ràng Tần Sương Sương người sẽ không bỏ qua Diệp Thần Phong. Hoàn toàn không sử dụng ra được sức mạnh Diệp Thần Phong. Hắn cảm giác được mình bị Tần Sương Sương ôm sát mấy phần sau đó hắn không nghĩ tới Tần Sương Sương đến tận sau lúc đó chả không có tính toán từ bỏ hắn, điểm này lần nữa xúc động Diệp Thần Phong. Môi khô nứt Diệp Thần Phong, thanh âm hắn hư nhược nói ra, Tần Sương Sương, nếu như chúng ta đều có thể sống, như vậy về sau ngươi Tần Sương Sương sự tình chính là ta Diệp Thần Phong sự tình, ta Diệp Thần Phong không phải là một cái dễ dàng hội cho người khác cam kết người.
Đứng ở Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong trước mặt Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong nói với Tần Sương Sương lời nói sau, Lưu Vệ Thiên cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ còn có tư cách nói ra lời nói như vậy sao? Chờ chúng ta đem ngươi cho bắt sống đã đến Trương Thiếu trước mặt bọn họ, e sợ tính mạng của ngươi hội lập tức được giải quyết mất. Toàn thân vô lực Diệp Thần Phong, hắn liếc mắt nhìn Tần Sương Sương. Hắn nhìn thấy Tần Sương Sương đôi mắt đẹp bên trong tránh qua vẻ tuyệt vọng, bất quá, hắn không có từ Tần Sương Sương trong con ngươi sau khi thấy hối hận. Diệp Thần Phong không phải là một cái dễ dàng sẽ bỏ qua người, cho dù đã đến tử vong trước thời khắc cuối cùng, chỉ cần hắn Diệp Thần Phong còn chưa chết, hắn liền sẽ liều mạng cuối cùng một tia hy vọng. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bóng trắng nhân hòa bóng đen người trên người rồi. Khi hắn mới vừa cũng muốn hỏi hỏi bóng trắng nhân hòa bóng đen người có hay không thoát vây phương pháp xử lý lúc. Một trận sột soạt, âm thanh, đột nhiên ở xung quanh trong bụi cỏ vang lên. 20 con quái vật khổng lồ đột nhiên từ bốn phía trong bụi cỏ trốn ra, những đồ vật to lớn này vốn là phóng to bản đường lang, mỗi một con đường lang thân dài đều tại 1 mét trở lên. Này 20 con tương tự đường lang quái vật khổng lồ, chúng nó đem Diệp Thần Phong, Tần Sương Sương, Lưu gia cùng Hồ gia người toàn bộ vây lại rồi, Lưu Vệ Thiên nhìn thấy những thứ đồ này sau, trong cổ họng hắn nuốt ngụm nước miếng, nói ra, dĩ nhiên là huyết nhãn đường lang, chúng ta căn bản vẫn không có tiến vào Hắc Phong Sơn mạch nơi sâu xa, làm sao có khả năng gặp phải máu này mắt đường lang. Hồ Uy Sa trên mặt trấn định vẻ mặt cũng đã biến mất, hắn nhìn cả người là huyết Diệp Thần Phong, nói ra, huyết nhãn đường lang nhất định là được tiểu tử này trên người mùi máu tanh dẫn ra ngoài. Huyết nhãn đường lang đối với mùi máu tanh khứu giác vô cùng nhạy cảm. Này phổ thông huyết nhãn đường lang bình thường thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó, về phần huyết nhãn đường lang bên trong thú vương bình thường thực lực tại thần niệm cảnh tầng thứ. Này 20 con huyết nhãn đường lang, chúng nó trên thân thể màu sắc hiện lên màu xanh sẫm, bất quá, bọn chúng hai con mắt lại là màu máu đỏ, còn có chúng nó dường như liêm đao y hệt chân trước. Tại bọn chúng chân trước thượng che kín phi thường sắc bén gai nhọn, có người nói máu này mắt đường lang chân trước có thể so với trung phẩm pháp khí đây. Tại đây 20 con huyết nhãn đường lang bên trong, có một con hình thể trọn vẹn dài đến 3 mét, từ nơi này chỉ to lớn nhất huyết nhãn đường lang trên người tản ra thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong khí thế. Con này to lớn huyết nhãn đường lang phải là 20 con huyết nhãn đường lang bên trong thú vương rồi. Mà còn lại 19 con huyết nhãn đường lang thực lực cũng đều tại hợp biển cảnh tầng thứ. Máu này mắt đường lang chính là một loại phi thường tàn bạo yêu thú, chúng nó yêu thích huyết nhục, bình thường đều lấy huyết nhục làm đồ ăn. Này 19 con hợp biển cảnh huyết nhãn đường lang cùng một con thần niệm cảnh huyết nhãn đường lang, này làm cho ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, trong con ngươi của nàng lộ ra triệt để tuyệt vọng vẻ mặt, dưới cái nhìn của nàng được máu này mắt đường lang vây lại, không riêng bọn hắn yếu mất mạng. Liền ngay cả Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa mấy người cũng khẳng định sẽ không toàn mạng. Con kia thần niệm cảnh huyết nhãn đường lang, từ cổ họng của nó bên trong phát ra tê tê. Thanh âm, tiếp lấy, mặt khác 19 con hợp biển cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên ở giữa huyết nhãn đường lang, chúng nó thật giống nhận được mệnh lệnh nào đó, chúng nó từ từ hướng về Diệp Thần Phong đám người xúm lại đi qua, xem ra chúng nó là dự định phát động công kích. Chương 1327, Thần Huyết Oai. Hai người các ngươi có hay không biện pháp để cho ta thoát khỏi nguy hiểm? Diệp Thần Phong nhìn thấy 19 con liên tục áp sát huyết nhãn đường lang, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi. Tại Diệp Thần Phong vừa vặn hỏi xong, trong đầu hắn liền vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, nguyên bản vừa nãy tại đây chút ít máu mắt đường lang chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta dự định truyền thua ngươi một ít sức mạnh. Cho ngươi tạm thời tránh thoát tai nạn này, bất quá, một khi chúng ta truyền thua ngươi sức mạnh, hai chúng ta có thể sẽ rơi vào ngắn ngủi trong giấc ngủ say. Bây giờ, máu này mắt đường lang xuất hiện, này ngược lại là giúp chúng ta một chuyện, ngươi tu luyện thần của ta huyết quyết, bên trong cơ thể ngươi thần huyết đã ngưng tụ một ít, ngươi chỉ cần tại trên người mình cắt ra một vết thương, sau đó lại không ngừng vận chuyển thần huyết quyết, ngươi là có thể an toàn rời đi nơi này rồi. Bởi vì thần huyết quyết nguyên nhân, cho nên người huyết mạch trong cơ thể đã so với huyết nhãn đường lang loại này yêu thú cường hãn rất nhiều, yêu thú đối với huyết mạch là mẫn cảm nhất, chúng nó trời sinh e ngại cao hơn chính mình các loại huyết mạch, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi thần huyết vừa ra, chúng nó tự nhiên sẽ cho ngươi nhường ra một lối đi.
Diệp Thần Phong nghe xong được bóng trắng nhân sau, hắn lại hỏi, vậy lần trước tại hỏa viêm trong động thời điểm, ngươi làm sao không nói cho ta thần huyết còn có như vậy tác dụng? Bằng không lần trước ta cũng không cần như vậy phí sức giết chết hỏa viêm thú thú vương rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi lần trước cũng không phải đã đến thời khắc sinh tử, nếu như ta sớm nói cho ngươi biết, như vậy ngươi còn có thể rơi vào bách thú trong ao sao? Không rơi bách thú trong ao, ngươi bên trong đan điền hội hình thành thiên địa chi hỏa sao? Cho nên, tiểu gia hỏa, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Từ xưa tới nay có vị nào cường giả không phải đã trải qua vô số lần sống còn, cuối cùng mới vừa tới đỉnh phong. Đang nghe bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong mới chậm rãi bình thường trở lại, đồng thời trong lòng của hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, vừa định muốn cho ôm hắn Tần Sương Sương không cần lo lắng. Ai biết Tần Sương Sương chính dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thần Phong, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng do dự. Người cắn môi nhỏ giọng nói, Diệp Thần Phong. Xem ra chúng ta đều trốn bất quá hôm nay tai nạn này rồi, ta Tần Sương Sương từ nhỏ đến lớn vẫn không có yêu thích qua bất kỳ người đàn ông nào, nếu lập tức sẽ phải chết, vậy còn không bằng thanh nụ hôn đầu của ta cho ngươi đây. Dù sao ngươi cũng tựa ở trong lòng của ta đủ lâu, nên chiếm tiện nghi cũng đều được ngươi chiếm đi. Diệp Thần Phong cảm giác được suốt Tần Sương Sương là hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng rồi. Bằng không người cũng không hội nói ra những lời ấy rồi, mà khi Diệp Thần Phong muốn để Tần Sương Sương tỉnh táo thời điểm, Tần Sương Sương gò má đã đến gần rồi Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong trong thân thể không sử dụng ra được sức mạnh đến, hắn căn bản vô pháp tránh né, hắn lập tức cảm giác được trên môi của chính mình lành lạnh man mát, được Tần Sương Sương đôi môi mềm mại bao trùm lại rồi. Tần Sương Sương cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước cùng Diệp Thần Phong môi sờ đụng một cái. Nhìn xem trong lòng có hiếu xứng sở Diệp Thần Phong, người miễn cưỡng cười vui nói, Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi có phải hay không có phần thích bản cô nương? Nếu như còn có đời sau lời nói, như vậy bản cô nương có thể cho ngươi một cái theo đuổi cơ hội của ta. Đứng ở Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong trước mặt Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa, hắn nhìn xem càng ép càng chặt 19 con huyết nhãn đường lang, lại nhìn thấy Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong ở giữa tình cảnh này. Hắn khí sắc mặt đỏ lên. Quát lên, Tần Sương Sương, Diệp Thần Phong, hai người các ngươi chết đến nơi rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này làm loại chuyện này. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, người trong ánh mắt tuyệt vọng biến mất rồi, dĩ nhiên đã sáng tỏ chính mình khẳng định sẽ chết ở nơi này rồi, như vậy người cũng là không có gì lo sợ rồi, người cười lạnh nói, Hồ Uy Sa. Người ít tại bản cô nương trước mặt léo nha léo nhéo. Lẽ nào các ngươi cho là mình chả có thể sống rời đi Hắc Phong Sơn Mạch sao? Có các ngươi hai đại gia tộc gia chủ bồi tiếp ta chết, ta Tần Sương Sương cũng coi như là chết đáng giá. Được lắm miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, nếu không phải ngươi trợ giúp Diệp Thần Phong tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch, chúng ta cũng sẽ không gặp phải những này huyết nhãn đường lang rồi, nếu như hôm nay có cơ hội để cho chúng ta sống sót rời đi Hắc Phong Sơn Mạch. Như vậy các ngươi Tần gia nhất định sẽ tại Bắc Vân Thành bên trong biến mất. Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên mặt âm trầm nói ra, hắn hiện tại có phần hối hận tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch rồi, sớm biết hắn thà rằng thay thế Tần Thế mới tại Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi chờ, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Mà ở Tần Sương Sương, Hồ Uy Sa cùng Lưu Vệ Thiên trong khi nói chuyện, có 8 con huyết nhãn đường lang tại Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương phía sau chậm rãi áp sát. Bất quá! Tại Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong phía sau còn có 10 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Này 10 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đang nhìn đến 8 con huyết nhãn đường lang đột nhiên hướng bọn họ nhào tới sau, bọn hắn lập tức đem bên hông tinh cương kiếm rút ra, bọn hắn nhưng còn chưa đủ tư cách nắm giữ pháp khí. Này 10 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn dồn dập nhanh chóng tướng khí thế tăng lên tới cao nhất. Chỉ thấy cái kia 8 con huyết nhãn đường lang chân trước mãnh liệt mạnh mẽ hướng về bọn hắn bổ xuống, mà bọn hắn bản năng dùng trong tay tinh cương kiếm đi chống đối huyết nhãn đường lang chân trước. Phải biết huyết nhãn đường lang chân trước có thể so với trung phẩm pháp khí, lần sau những này huyết nhãn đường lang thực lực đều tại hợp biển cảnh tầng thứ, kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ nghe cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt, thanh âm, không ngừng ở trong không khí vang vọng ra. 8 con huyết nhãn đường lang phân biệt đối mặt một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ,
bọn chúng chân trước trực tiếp đem tinh cương kiếm chém đứt, sau đó chúng nó chân trước power nhưng vẫn là không giảm, xì xì. Xì xì, xì xì, này 8 con huyết nhãn đường lang chân trước, từ 8 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ phần đầu một đường vạch xuống đi. Từ 8 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trên phần đầu kéo dài ra một đạo vết máu, này 8 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ thân thể, nhất thời được huyết nhãn đường lang chân trước cho chia làm hai nửa, mà cái kia 8 con huyết nhãn đường lang bắt đầu nuốt vào thi thể trên mặt đất rồi. Về phần còn lại 2 tên không có đối với thượng huyết nhãn đường lang thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, bọn hắn sợ đến hai chân đều có hiếu mềm nhún. Ngay vào lúc này, Lưu Vệ Thiên quát lên, hai người các ngươi lập tức đến bên này. Cái kia 2 tên thông linh cảnh cao thủ vội vội vàng vàng chạy tới Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa bên cạnh, Lưu Vệ Thiên nhìn xem vẫn cứ đang áp sát 11 con huyết nhãn đường lang. Cùng với con kia trước sau đứng tại chỗ không hề nhúc nhích huyết nhãn đường lang bên trong thú vương, hắn đem trong tay một cái trường kiếm màu trắng nhắm ngay Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương, nói ra, hai người các ngươi cho ta đi về phía trước, cho dù hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này, hai người các ngươi cũng nhất định phải chết tại trước mặt của chúng ta. Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa đám người đứng ở Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương bên cạnh, nỗ lực lợi dụng hai người kia đến giúp bọn họ tạm thời tránh né. Trong lòng ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, nàng nhìn Diệp Thần Phong nói ra, xem ra chúng ta muốn trở thành huyết nhãn đường lang trong miệng mỹ thực rồi. Diệp Thần Phong trên mặt trấn định tự nhiên, hắn mở miệng nói ra, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho tốt với ta người bạch bạch chết đi. Tần Sương Sương cho rằng Diệp Thần Phong là đang an ủi người, người cười nói, ta nghĩ đây cũng là ngươi trong đáy lòng lời nói chứ. Thật tốt. Tại trước khi chết còn có một cái có thể chân chính người quan tâm ta. Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cây chủy thủ xuất hiện tại Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, hắn liều mạng đã dùng hết tất cả khí lực, đem tay phải của mình cho giơ lên, bạch. Một tiếng, hắn đem chủy thủ đột nhiên tại tay trái của chính mình trên cánh tay rạch ra một vết thương, tiên huyết nhất thời từ trong vết thương lưu chảy ra ngoài, tại máu tươi của hắn bên trong mang theo điểm sáng màu vàng óng. Chỉ là không lưu ý đi xem lời nói, căn bản vô pháp nhìn đến. Diệp Thần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tần Sương Sương nhìn xem cử chỉ quái dị Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong lại kiên định nói ra, chúng ta hướng về tiếp tục một đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Diệp Thần Phong hư nhược thoi thóp một hơi dáng dấp, Tần Sương Sương cũng không đi hỏi nhiều cái gì, dù sao là chẳng qua vừa chết. Mà Lưu Vệ Thiên hòa Hồ Uy Sa đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương không có gì lo sợ tiếp tục tiến lên, mắt thấy lập tức muốn cùng huyết nhãn đường lang tiếp xúc, Hồ Uy Sa nói ra, hai cái này ngớ ngẩn là lựa chọn tự sát, để cho chúng ta đến trước tiên xem bọn họ được huyết nhãn đường lang nuốt vào tình cảnh đi. Nếu không phải hai người này chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này rồi, bọn hắn chết rồi cũng tự chết rồi, lẽ nào chúng ta thật sự yếu cho bọn họ chôn cùng sao? Lưu Vệ Thiên không cam lòng nói ra. Mắt thấy Tần Sương Sương đã ôm Diệp Thần Phong đi tới cách bọn họ gần nhất 5 con huyết nhãn đường lang trước mặt, những này huyết nhãn đường lang cũng đột nhiên nâng lên của mình chân trước, nỗ lực phải đem Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương chém thành hai khúc, Hồ Uy Sa điên cuồng quát lên, hai người các ngươi đi chết đi. Đi chết đi. Tần Sương Sương trong miệng sâu đậm nôn thở ra một hơi, chính lúc người chuẩn bị tiếp thu tử vong thời điểm. Diệp Thần Phong trong miệng cắn răng thật chặt răng, tiên huyết không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, mà hắn trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông, thuộc về thần huyết quyết cái kia linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần Phong không ngừng đem trong cơ thể còn thừa không có mấy linh khí hướng về cánh tay trái vết thương truyền đi, bỗng nhiên, từ Diệp Thần Phong cánh tay trái bên trong chảy ra tiên huyết bên trong hào quang màu vàng đại thịnh, theo hào quang màu vàng tỏa ra. Vậy vừa nãy giơ lên chân trước 5 con huyết nhãn đường lang, chúng nó bản năng sinh ra một loại kinh hãi, chúng nó buông xuống của mình chân trước, dưới chân bước chân lui về phía sau 5-6 bước, một con hướng về Diệp Thần Phong quỳ lạy xuống. Mà tại đây 5 con huyết nhãn đường lang sau khi quỳ xuống, còn lại huyết nhãn đường lang cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, thậm chí là thần niệm cảnh huyết nhãn đường lang thú vương, nó cũng không nói lời gì quỳ xuống. Này là tới tự ở trong huyết mạch áp bức, đối với yêu thú tới nói tự hào nhất liền là huyết mạch rồi, cho nên chúng nó thiên thấy sợ hãi so với mình huyết mạch cao đẳng vật chủng. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, nàng nhìn Diệp Thần Phong trong vết thương huyết dịch ánh vàng rừng rực,
tiếp lấy lại nhìn thấy từng con hung tàn vô cùng huyết nhãn đường lang hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, này làm cho người trong đầu suy nghĩ trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến rồi, đây là vừa vặn những kia khát máu thành tính huyết nhãn đường lang sao. Chương 1328, luyện chế thất bại. Hắc Phong Sơn Mạch bên trong, mùi máu tanh tràn ngập tại trong không khí. Đứng ở Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương phía sau cách đó không xa Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa đám người, bọn hắn nguyên bản cho là mình có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương được huyết nhãn đường lang cho vừa bổ hai nửa, sau đó được những kia huyết nhãn đường lang cho từng miếng hợp lý làm đồ ăn cho nuốt chừng. Ai biết Diệp Thần Phong trong vết thương huyết dịch đột nhiên ánh vàng rừng rực, những kia huyết nhãn đường lang dĩ nhiên một con lại một con hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Này làm cho Lưu Vệ Thiên bọn người xem mắt choáng váng. Nhân loại võ giả bình thường sẽ không được huyết mạch chi lực cho ảnh hưởng đến, trừ phi đối phương huyết mạch chi lực cường hãn tới cực điểm, có người nói tại viễn cổ thời đại, có cường giả chỉ dựa vào huyết mạch chi lực liền đem cùng mình cùng đẳng cấp đối thủ cho ép đè chết. Bất quá, tại bây giờ cái thời đại này, nhân loại trong cơ thể truyền thừa huyết mạch đã sớm là phi thường mỏng manh, mà yêu thú lại tương đối hoàn hảo bảo tồn rơi xuống huyết mạch của mình. Chỉ dựa vào trong huyết mạch áp bức, tiểu tử này liền để huyết nhãn đường lang toàn bộ quỳ xuống. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lưu Vệ Thiên hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương bóng lưng, trong miệng hắn là không kiềm hãm được nói lầm bầm. Vậy chúng ta được cứu rồi, chỉ cần có tiểu tử này tại, chúng ta liền có thể sống sót rồi. Hồ Uy Sa hưng phấn nói, mà bị Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong, hắn cực kỳ hư nhược nói ra, Tần Sương Sương. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào ngươi muốn chở bọn hắn đến uy hiếp chúng ta mang theo bọn hắn cùng rời đi sao? Nghe vậy, Tần Sương Sương tạm thời chế trụ trong lòng khiếp sợ, người ôm Diệp Thần Phong tiếp tục nhanh chóng đi tới, mỗi đi ra một bước đều là thận trọng, người sợ sệt huyết nhãn đường lang lại đột nhiên hướng về bọn hắn nhào tới. Bất quá, Tần Sương Sương lo lắng làm hiển nhiên là dư thừa. Có Diệp Thần Phong thần huyết áp bức sau đó những này huyết nhãn đường lang chỉ là ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt đất. Rất nhanh, Tần Sương Sương liền ôm Diệp Thần Phong đi ra huyết nhãn đường lang phạm vi công kích, mà Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa đám người, bọn hắn nhìn thấy Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong đi ra ngoài. Bọn hắn cũng muốn lập tức theo sau, nhưng bọn họ vừa vặn tới gần huyết nhãn đường lang, nguyên bản quỳ ở trên mặt đất huyết nhãn đường lang liền đứng thẳng lên. Hai con huyết màu đỏ trong ánh mắt bắn ra hung quang đến. Có thể là thần huyết oai vẫn không có tản đi. Những này huyết nhãn đường lang không dám lập tức công kích Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa đám người, chỉ là không cho Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa đám người rời đi sự công kích của bọn họ phạm vi. Đang nhìn đến chính mình không cách nào đi theo rời đi, này làm cho Lưu Vệ Thiên các loại người biết, chỉ có Diệp Thần Phong mang theo bọn hắn mới có thể an toàn rời đi những này huyết nhãn đường lang phạm vi công kích rồi. Hồ Uy Sa hướng về Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, vội vàng đem chúng ta cũng làm ra ngoài, bằng không chúng ta yếu ngươi chờ coi. Được Tần Sương Sương ôm Diệp Thần Phong, đầu của hắn dựa vào Tần Sương Sương trên vai thơm, Tần Sương Sương trên người hương vị không ngừng xông vào trong lỗ mũi của hắn. Hắn nhìn xem Hồ Uy Sa giễu cợt nói, người đây là đang uy hiếp ta sao? Ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành huyết nhãn đường lang món ăn trên bàn rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trào phúng sau đó Hồ Uy Sa nhất thời mới nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, hắn căn bản không có uy hiếp Diệp Thần Phong tư cách, sắc mặt nhất thời thanh hồng giao tiếp, mà Lưu Vệ Thiên lại ngữ khí bình thản nói ra, Tần Điệt Nữ, Diệp Tiên Sinh. Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới tới bắt các ngươi, chỉ cần Diệp Tiên Sinh ngài đem chúng ta mang đi ra ngoài, chúng ta bảo đảm sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Diệp Thần Phong đối với Lưu Vệ ngài lời nói là xì mũi coi thường. Hắn đối với Tần Sương Sương, nói ra, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ta cũng không áp chế nổi những này huyết nhãn đường lang đã bao lâu, bằng không chúng ta thật là phải chết ở chỗ này rồi. Tần Sương Sương mũi trong cổ họng đáp một tiếng, trên gương mặt của nàng thủy chung là hiện ra hai đóa đỏ ửng. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương muốn rời đi. Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa là hoàn toàn cuống lên, Hồ Uy Sa lập tức cầu xin tha thứ. Diệp tiên sinh, ta biết là chúng ta sai rồi, ta cầu ngài tha thứ chúng ta một lần, cho dù để cho chúng ta quỳ xuống cũng có thể a hát. Phù phù. Một tiếng, Hồ Uy Sa bay thẳng đến Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương phương hướng quỳ xuống, theo.
Hộ Uy Sa trước tiên quỳ xuống, Lưu Vệ Thiên hòa còn lại hai tên thông linh cảnh cao thủ cũng dồn dập quỳ xuống. Lưu Vệ Thiên nói ra, Diệp tiên sinh, chúng ta quỳ xuống hướng về ngài nói xin lỗi. Rất rõ ràng Lưu Vệ Thiên hòa Hộ Uy Sa loại này người, bọn họ là vì sống sót có thể từ bỏ tôn nghiêm người. Cho nên tại sống còn bước ngoặt, bọn hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn cho Diệp Thần Phong quỳ xuống, chỉ yếu có thể sống sót, bọn hắn cái gì đều nguyện ý đi làm, thả xuống chỉ là tôn nghiêm, ở trong mắt bọn họ liền cái không bằng cái rắm. Ôm Diệp Thần Phong Tần Sương Sương, người quay đầu lại liếc nhìn quỳ ở trên mặt đất Lưu Vệ Thiên đám người, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lộ ra sâu đậm khinh thường, đối Lưu Vệ Thiên bọn hắn chút nào thương hại cũng không có, tiếp tục mang theo Diệp Thần Phong đi về phía trước rồi. Tại Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương hoàn toàn biến mất ở Lưu Vệ Thiên các loại tầm mắt của người về sau, Hộ Uy Sa quả đấm của hắn đập vào trên mặt đất, trong miệng tức giận quát lên, hai tên khốn kiếp kia, ta Hộ Uy Sa sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà, không có Diệp Thần Phong thần huyết áp chế, những này huyết nhãn đường lang lần thứ hai khôi phục hung tàn, tại Hộ Uy Sa vừa vặn nói xong câu đó, hết thảy huyết nhãn đường lang trong nháy mắt đem Hộ Uy Sa cùng Lưu Vệ Thiên đám người bao phủ lại rồi. Mà ôm Diệp Thần Phong không ngừng đi tới Tần Sương Sương, người hỏi, Diệp Thần Phong, vừa vặn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không hề trả lời, Tần Sương Sương quay đầu liếc nhìn trong ngực Diệp Thần Phong, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đã lâm vào hôn mê, này làm cho người lập tức sốt ruột lên, trước mắt người nhất định muốn tìm một chỗ cho Diệp Thần Phong thật tốt trị liệu một cái thương thế trên người. Ngày thứ hai, làm mặt trời mới mọc từ đông phương chậm rãi bay lên thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương đã tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch một ngày rồi. Mà Bắc Vân Thành bên trong, nguyên bản Vương Vĩnh Tinh cùng Trương Văn Hiên chỗ ở tòa nhà, tại ngày hôm qua cùng Diệp Thần Phong trong lúc đánh nhau hầu như phá hủy rồi, cho nên Trương Văn Hiên tìm một chỗ càng thêm xa hoa tòa nhà. Giờ khắc này, Trương Văn Hiên vị trí tòa nhà bên trong đại sảnh. Trương Văn Hiên ngồi ở trên một cái ghế, mà Lâm Trung Hạc nhưng là đứng ở Trương Văn Hiên trước mặt. Trương Văn Hiên hỏi, ba người của đại gia tộc vẫn chưa về sao? Bọn hắn thực sự là một đám rác rưởi, liền này một chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt. Tại đây nhà cửa tử trong một gian phòng, bị thương Triệu Hồng Lực chính tại trong căn phòng này nghỉ ngơi, mà Tưởng Vân Đình nhưng là đứng ở Triệu Hồng Lực bên cạnh. Tưởng Vân Đình nói ra, Triệu đại ca, ta đã để linh dược cốc ngũ trưởng lão giúp chúng ta luyện chế lạnh thanh đan, ta nghĩ ngũ trưởng lão rất nhanh có thể đủ luyện chế tốt. Năm Triệu Hồng Lực, hắn nhìn về phía Tưởng Vân Đình trong ánh mắt mang theo xa lạ ánh sáng, nói ra, Vân Đình công chúa, tại Hỏa Nham Sơn Mạch là Thần Phong huynh đệ đã cứu chúng ta, Thần Phong đại đội huynh đệ chữ vật giới chỉ đều có thể tiện tay đưa cho chúng ta, hắn làm sao sẽ đối Vương Vĩnh Tinh đan dược khởi tham niệm. Ta tin tưởng Thần Phong huynh đệ, bọn hắn nhất định là tại hãm hại Thần Phong huynh đệ. Tưởng Vân Đình mang trên mặt phức tạp vẻ mặt. Nàng nhìn trên ngón tay Diệp Thần Phong đưa cho nàng chữ vật giới chỉ, ngược lại lại nghĩ tới Trương Văn Hiên từ nhỏ đối với nàng giống như một cái đại như ca ca, người vẫn luôn là bản năng đi tin tưởng Trương Văn Hiên, lấy còn như bây giờ rất tốt như là người đã hiểu lầm Diệp Thần Phong, người lại là không thể đủ tiếp nhận rồi, người lựa chọn trang ngu xuẩn, nói ra, Triệu đại ca, chúng ta đều cũng không biết Diệp Thần Phong, hay là chúng ta trước đó một mực được Diệp Thần Phong mặt ngoài lừa gạt rồi. Kẹt kẹt. Một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh đi vào. Trước đó, Vương Vĩnh Tinh cầm Tưởng Vân Đình cho hắn luyện chế lạnh thanh đan linh thảo, tại đi sau khi vào phòng, Vương Vĩnh Tinh nhìn xem Tưởng Vân Đình nói ra, Vân Đình công chúa, lạnh thanh đan toàn bộ luyện chế đã thất bại. Này lạnh thanh đan mặc dù nói là nhất phẩm đỉnh cấp đan dược, thế nhưng nó so với phổ thông nhị phẩm đan dược đều khó mà luyện chế. Ta cũng vừa mới vừa có thể luyện chế nhị phẩm đan dược không bao lâu, cho nên toàn bộ luyện chế đã thất bại. Vương Vĩnh Tinh luyện chế lạnh thanh đan, hắn sử dụng linh thảo càng thêm phức tạp, không giống Diệp Thần Phong chỉ dùng 3 loại linh thảo liền luyện chế được lạnh thanh đan, cho nên độ khó so với Diệp Thần Phong càng gia tăng hơn. Bất quá, luyện chế ra tới lạnh thanh đan hiệu quả nhưng so với Diệp Thần Phong luyện chế kém hơn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được đan phương đối với luyện dược sư cũng là vô cùng trọng yếu. Luyện chế đã thất bại, làm sao sẽ luyện chế thất bại? Tưởng Vân Đình tâm tình chập chờn lợi hại, có thể là nội tâm của nàng cảm giác mình đã hiểu lầm Diệp Thần Phong, người không muốn lại nhìn tới thương lang đoàn lính đánh thuê người xảy ra vấn đề rồi.
Chương 1329, tuyệt đối không có hiểu lầm hắn. Vân Đình, người trước không nên gấp gáp, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến linh dược cốc, lạnh thanh đan nhất định là có thể luyện chế ra tới. Trương Văn Hiên ôn nhu an ủi Tưởng Vân Đình, nhìn xem Tưởng Vân Đình thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khát vọng. Tưởng Vân Đình thất lạc lắc đầu, nói ra, không còn kịp rồi, Bắc Vân Thành cùng linh dược cốc trong lúc đó khoảng cách xa xôi, không phải một ngày hay hai ngày là có thể đến lúc này một hồi có thể phải đi tìm hơn một tháng thời gian. Tưởng Vân Đình biết Thương Lang đoàn lính đánh thuê những kia được nóng độc chỗ xâm thành viên, bọn hắn chỉ còn tháng sau không tới sinh mệnh rồi, nếu như không thể trong vòng một tháng cho bọn họ ăn vào lạnh thanh đan, như vậy Thương Lang đoàn lính đánh thuê những kia thành viên chắc chắn phải chết. 5 triệu hồng lực, hắn vốn cho là Vương Vĩnh Tinh có thể luyện chế ra lạnh thanh đan, hắn mới nuốt giận vào bụng ở lại chỗ này, bây giờ lạnh thanh đan hoàn toàn luyện chế thất bại. Tại triệu hồng lực trong mắt Vương Vĩnh Tinh đám người là hãm hại huynh đệ của hắn Diệp Thần Phong, tuy rằng hắn không có thực lực đối phó Vương Vĩnh Tinh đám người, thế nhưng hắn cũng không muốn ở lại chỗ này đối diện với mấy cái này người. Bị thương triệu hồng lực giãy giụa đứng lên, Tưởng Vân Đình thấy thế, người vội vàng nói, triệu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bây giờ hẳn là yếu nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu hồng lực âm thanh có phần cứng rắn nói ra, Vân Đình công chúa, lạnh thanh đan không có luyện chế thành công, của ta những huynh đệ kia chưa được mấy ngày thời gian, ta muốn đi cùng bọn họ thật tốt nói chuyện phiếm. Nói xong, triệu hồng lực liền cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, Tưởng Vân Đình đang do dự chỉ chốc lát, nàng và Trương Văn Hiên chào hỏi một tiếng sau đó người lập tức ra ngoài đuổi kịp triệu hồng lực. Tại triệu hồng lực cùng Tưởng Vân Đình sau khi rời đi, Trương Văn Hiên nhìn xem Vương Vĩnh Tinh. Nói ra, Vương tiền bối, ngươi là thật sự luyện chế không ra lạnh thanh đan đâu này. Chả là cố ý luyện chế thất bại. Vương Vĩnh Tinh đối với Trương Văn Hiên nghi vấn chút nào không hề tức giận. Hắn cười nói, Văn Hiên, ở trước mặt ta ngươi không cần che giấu, ta xem ngươi ước gì Thương Lang đoàn lính đánh thuê những người kia toàn bộ chết đi, bất quá. Lần này ta là thật sự luyện chế không ra lạnh thanh đan, này lạnh thanh đan là nhất phẩm đan dược bên trong một loại phi thường đặc thù tồn tại, ta luyện chế tỷ lệ thành công liền 50% cũng không đến. Ngược lại, Vương Vĩnh Tinh lại nói, Thương Lang đoàn lính đánh thuê những kia đều là tiểu nhân vật. Chỉ là Diệp Thần Phong tiểu tử kia tuyệt đối không thể để hắn còn sống, hắn còn nhỏ tuổi cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn đem chúng ta làm cho chật vật như vậy. Nếu như sau này thực lực của hắn một khi đuổi theo chúng ta, chỉ sợ hắn sớm muộn cũng sẽ tìm chúng ta đến báo thù. Vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, Trương Văn Hiên trên mặt vẻ mặt liền biến được trở nên âm trầm, bàn tay hắn đột nhiên nắm thành quyền đầu. Hừ lạnh nói, Diệp Thần Phong, tuy rằng ta không muốn nhìn thấy hắn sau này có trưởng thành một ngày, có thể coi là khiến hắn trưởng thành thì lại làm sao? Ngươi là đường đường linh dược cốc ngũ trưởng lão. Mà ta là đường đường Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử. Nếu như Diệp Thần Phong tiểu tử kia về sau thật sự dám tìm tới cửa, như vậy chúng ta hai cái này thế lực chuyển tay ngón tay, này là có thể để tiểu tử kia tan thành mây khói, ta chỉ là trong lòng không cam lòng. Lần này chúng ta dĩ nhiên suýt chút nữa ở một cái thông linh cảnh tiểu tử trên người bị thiệt lớn. Vương Vĩnh Tinh vỗ vỗ Trương Văn Hiên vai, nói ra, được rồi, Văn Hiên. Ta cũng yếu chuẩn bị một chút về linh dược cốc rồi, thông qua khảo hạch thành tích có thể thấy được. Diệp Thần Phong tại phương diện chế thuốc tư chất quả thật không tệ, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Nếu để cho hắn gia nhập linh dược cốc lời nói, hắn hay là có thể vượt qua chúng ta cốc chủ, ta còn cần phải muốn một cái càng thêm tốt lý do về giải thích. Tưởng Vân Đình lúc rời đi gian phòng sau đó người một đường đi theo triệu hồng lực về tới Thương Lang đoàn lính đánh thuê chỗ ở địa phương. Làm hai người này mới vừa đi vào trong đại sảnh, bọn hắn liền nhìn thấy linh dược cốc ở Hải Phong chính ngồi trên ghế dựa. Ở Hải Phong đang nhìn đến Tưởng Vân Đình thời điểm, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cũng biết trước đó Diệp Thần Phong là đã cứu triệu hồng lực cùng Tưởng Vân Đình đám người, mà Tưởng Vân Đình hành vi là nhường cho Hải Phong cực kỳ phản cảm. Ở Hải Phong phi thường tin tưởng chính mình nhãn quang, hắn nhìn ra Diệp Thần Phong không phải một cái trộm gà bắt chó người. Cho nên nói Vương Vĩnh Tinh bọn hắn cho Diệp Thần Phong an tội danh, vốn là giả dối không có thật. So sánh với đó ở Hải Phong phi thường thưởng thức triệu hồng lực này cái tính cách cảnh trực hán tử, hắn đối với triệu hồng lực lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, vẫn là ở nơi này so sánh thoải mái a hát. Diệp Thần Phong là ta tự tay tuyển ra đệ tử,
không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên hội là kết quả như thế, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ ta trở về Linh Dược Cốc sau, ta nhất định phải vì Diệp Thần Phong đòi lại một cái công đạo. Tưởng Vân Đình khi nghe đến ở Hải Phong lời nói này sau, sắc mặt của nàng trở nên có chút khó coi, bất quá, ở Hải Phong không chút nào để ý tới Tưởng Vân Đình ý tứ, hắn tiếp tục nói, Lạnh Thanh Đan có luyện chế thành sao? Thương Lang đoàn lính đánh thuê những kia được nóng độc chỗ xâm người, bên trong cơ thể của bọn họ nóng độc khuếch tán phi thường lợi hại, hiện tại đã là không cách nào đứng lên chính mình đi lại. Nghe vậy, Triệu Hồng Lực trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn thở dài một hơi, nói ra, ai? Ở tiền bối, Lạnh Thanh Đan luyện chế đã thất bại, ta hiện tại thật không biết nên như thế nào cùng ta những huynh đệ kia giải thích. Lẽ nào liền để cho bọn họ chờ chết ở đây sao? Triệu đại ca, người yên tâm, ta sẽ lại giúp người suy nghĩ một ít biện pháp. Tưởng Vân Đình cắn môi nói ra. Nhưng mà, Triệu Hồng Lực trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn nhớ tới trước đó Diệp Thần Phong từng nói với hắn lời nói, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, Diệp Thần Phong đưa cho hắn cái kia cái hộp gỗ nhất thời xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn nói ra, ở tiền bối, trước đó Thần Phong huynh đệ đã nói, nếu như ngay cả Vương Vĩnh Tinh đều luyện chế không ra Lạnh Thanh Đan, như vậy liền để cho ta mở ra chiếc hộp này, ta nói hay là có thể cho ta một cái kinh hỉ. Tại đối với Biển Phong giải thích một chút sau đó Triệu Hồng Lực lập tức mở ra hộp gỗ, tại trong hộp gỗ có một cái bình sứ màu trắng cùng một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết, Triệu đại ca, 10 viên Lạnh Thanh Đan tặng cho ngươi, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến trên tờ giấy Diệp Thần Phong lưu lại chữ sau, tay của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu run rẩy. Hắn đối với ở Hải Phong nói ra, ở tiền bối, Thần Phong huynh đệ cho ta lưu lại dĩ nhiên là Lạnh Thanh Đan. Nghe được Triệu Hồng Lực lời nói, ở Hải Phong lập tức từ trên ghế đứng lên, hắn nói ra, để ta xem một chút phải hay không Lạnh Thanh Đan. Ở Hải Phong nhận lấy Triệu Hồng Lực đưa cho hắn bình sứ, khi hắn đem bình sứ nút lọ mở ra thời điểm, một tia đan hương vị nhất thời từ bình sứ bên trong bay ra. Ở Hải Phong từ bình sứ bên trong đổ ra một viên thuốc, nhìn xem đan dược thượng nổi lên vầng sáng, cùng với đan dược bên trong nồng nặc dược lực, cả người hắn thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy được. Mà một bên Triệu Hồng Lực nhìn thấy ở Hải Phong dị dạng, hắn lo lắng hỏi, ở tiền bối, lẽ nào những đan dược này có vấn đề? Ở Hải Phong lắc lắc đầu, nói ra, một chút vấn đề cũng không có, chuyện này quả thật là cực phẩm Lạnh Thanh Đan a hát. Chỉ sợ coi như là chúng ta Linh Dược Cốc cốc chủ cũng luyện chế không ra bực này phẩm bậc Lạnh Thanh Đan. Hơn nữa bằng vào ta nhiều năm luyện chế đan dược kinh nghiệm đến xem, này 10 viên Lạnh Thanh Đan hẳn là tại gần trong vòng 2 ngày luyện chế thành công, nói cách khác những này Lạnh Thanh Đan 89 phần 10 là Diệp Thần Phong luyện chế. Đang nói ra cái suy đoán này sau đó liền ngay cả ở Hải Phong chính mình cũng sợ hết hồn, dưới cái nhìn của hắn này 10 viên Lạnh Thanh trong nội đan một điểm tạp chất cũng không có. Hơn nữa dược lực vô cùng nồng nặc, tại toàn bộ Linh Dược Cốc bên trong không có một người có thể thanh Lạnh Thanh Đan luyện chế đến loại trình độ này. Ở chỗ Hải Phong nói xuất suy đoán của mình sau đó một bên Tưởng Vân Đình vội vàng lắc đầu, nói ra, không thể, Diệp Thần Phong trên người không có Hồng Liên Tam sinh thảo, hắn căn bản không có luyện chế Lạnh Thanh Đan linh thảo. Ở Hải Phong nhìn thấy Tưởng Vân Đình hốt hoảng dáng dấp, tiếng nói của hắn lạnh mấy phần. Nói ra, tại ta đưa cho Diệp Thần Phong chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, thật giống liền có vài cây Hồng Liên Tam sinh thảo. Chẳng trách Diệp Thần Phong cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp đã tới 100%, từ mọi phương diện tình huống đến xem, Diệp Thần Phong, không, phải nói là Diệp tiền bối rồi, hắn chế thuốc chi thuật hay là còn tại chúng ta cốc chủ bên trên. Bằng chừng ấy tuổi thì có bậc này chế thuốc thực lực. Chuyện này quả thật để cho ta không dám tưởng tượng. Diệp tiền bối chế thuốc tư chất hoàn toàn là yêu nghiệt cấp bậc, thử hỏi có thể luyện chế ra bực này Lạnh Thanh Đan Diệp tiền bối, còn đem bực này Lạnh Thanh Đan tiện tay đưa người, hắn sẽ ham muốn Vương Vĩnh Tinh luyện chế những cái được gọi là nhị phẩm đan dược. Hiện tại ta có thể 100% khẳng định, Diệp tiền bối là bị Vương Vĩnh Tinh bọn hắn đặt bẫy hãm hại. Tưởng Vân Đình đang nghe được ở Hải Phong phân tích sau đó trên mặt nàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh một mảnh. Lẽ nào người thật sự đã hiểu lầm Diệp Thần Phong sao? Tưởng Vân Đình thất hồn lạc phách đi ra đại sảnh, người không có mặt ở nơi này lưu đi xuống, mà khi người rời đi Thương Lang đoàn lính đánh thuê chỗ ở địa phương sau, sắc mặt của nàng từ từ khôi phục,
người cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên định nói ra, ta không có hiểu lầm Diệp Thần Phong, ta tuyệt đối không có hiểu lầm hắn. Cuối cùng Tưởng Vân Đình vẫn là lấy lừa mình dối người lừa gạt bản thân nàng. Chương 1330, đột phá, hợp biển cảnh, Hắc Phong Sơn mạch lối vào nơi, Tần gia gia chủ Tần Thế Phương, hắn dẫn 5 tên Tần gia thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tại đây bên ngoài đã là chờ trọn vẹn một ngày rồi, theo lý tới nói Lưu gia cùng Hồ gia người hẳn là muốn đi ra rồi, phải biết Hắc Phong Sơn mạch cũng không phải một cái thái bình địa phương, sự cường hãn yêu thú hoành hành, coi như là thần niệm cảnh cao thủ tiến vào Hắc Phong Sơn mạch nơi sâu xa, cái này cũng là có thể mất mạng ở Hắc Phong Sơn mạch chi. Tần Thế mới biết như thế chờ chút đi cũng không phải biện pháp, hắn đối với bên cạnh 5 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, nói ra, chúng ta đồng thời tiến vào Hắc Phong Sơn mạch nhìn xem tình huống, các ngươi mỗi một người đều cho ta tập lên tinh thần. Tại Tần Thế Phương dẫn dắt đi, bọn hắn nhanh chóng xông vào Hắc Phong Sơn mạch chi, tại dọc theo đường đi hầu như không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh, Tần Thế Phương đám người liền đã tới ngày hôm qua Thần Phong đám người được huyết nhãn đường lang công kích địa phương. Trên mặt đất là che kín tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có số cái đầu an tĩnh nằm ở trên mặt đất, hắn hai cái đầu rõ ràng là Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên hòa Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa, này ánh mắt của hai người trợn lên lớn vô cùng, miệng cũng vi vi mở ra, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, để người bên ngoài nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Tần Thế Phương đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau, hắn là hoàn toàn đứng ngây ra ngay tại chỗ, không khí mùi máu tanh vẫn không có hoàn toàn tản đi, này làm cho Tần Thế Phương cả người một cái run rẩy, trong cổ họng hắn nuốt nuốt nước miếng một cái, trên mặt là một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, nếu như ngày hôm qua hắn đi theo Lưu Vệ Thiên đám người đi vào, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã trở thành thi thể trên mặt đất rồi. Tần Thế Phương trong mũi tại hít một hơi thật sâu, sau đó hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm rồi. Hắn lập tức nói ra, chúng ta đi, mau chóng rời đi nơi này. Tại Tần Thế Phương dẫn 5 tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ vội vã tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch. Sau đó lại vội vã lúc rời đi, Hắc Phong Sơn Mạch một chỗ sơn động, cửa động được một khối đá lớn chặn lại rồi, hang núi này cũng không phải phi thường lớn. Một đống thiêu đốt lửa trại đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng, Tần Sương Sương ngồi ở lửa trại trước, mà Thần Phong đầu nhưng là nằm ở trên đùi của nàng. Ngày hôm qua tại Thần Phong rơi vào sau khi hôn mê, Tần Sương Sương tại Hắc Phong Sơn Mạch chi tìm tới hang núi này, đồng thời đem sơn động lối vào trận lại, dù sao nếu như vào lúc này xuất hiện một đầu thực lực khá mạnh yêu thú. Như vậy nàng và Thần Phong nhất định là chắc chắn phải chết rồi. Tần Sương Sương giúp Thần Phong đơn giản xử lý một chút vết thương, nàng nhìn nằm tại trên đùi mình, khí tức trở nên càng ngày càng hư nhược Thần Phong, người tự lẩm bẩm, Thần Phong, người nhất định phải kiên trì, ta không cho phép người chết, người trả nợ ta một món nợ ân tình không trả đây. Tần Sương Sương nhìn xem Thần Phong khô ráo vô cùng môi. Người cầm lấy để ở một bên một cái ấm nước, đôi mắt đẹp vẻ do dự chợt lóe lên, người tự nói, dù sao đã đem nụ hôn đầu cho hắn rồi. Lại để cho hắn chiếm đi một chút lợi lộc thì thế nào? Tần Sương Sương thanh ấm nước sát gần môi mình, tại đem trong ấm nước nước trong rót vào trong miệng sau, người cũng không hề lập tức nuốt vào yết hầu. Người từ từ cúi đầu hôn lên Thần Phong môi khô khốc, từ từ đem trong miệng nước trong đút cho Thần Phong uống, mà tại quá trình này Tần Sương Sương hai bên gò má đã sớm là đỏ chót một mảnh. Tại Tần Sương Sương từng miếng đem nước trong đút cho Thần Phong uống thời điểm. Thần Phong ý thức tiến vào bóng trắng nhân hòa bóng đen người sáng tạo huyễn cảnh chi, Thần Phong phát hiện lần này ảo cảnh cảnh tượng lại thay đổi, hắn thân ở một tòa sông thẳng trong mây cao sơn trên đỉnh núi. Mà bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên nhưng là đứng ở trước mặt hắn. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười quái dị, nói ra tiểu. Ta xem cái này tiểu nữ oa không sai a hát, nàng và ngươi căn bản cũng không quen thuộc, chỉ bởi vì chính mình ánh mắt và trực giác. Nàng liền ra tay giúp ngươi rồi, thậm chí bây giờ còn là đối với ngươi không rời không bỏ, so với kia cái trước đó ngươi đã cứu Tưởng Vân Đình tốt hơn nhiều lắm. Thần Phong đối với bóng đen người hí hành hạ, hắn vốn là thói quen, hắn không nhìn thẳng bóng đen người, hắn nói ra, lần này các ngươi để ta tiến vào huyễn cảnh có chuyện gì không? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, nói ra tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chịu thương thế, có thể nói ngươi đã nằm ở bên bờ sinh tử rồi. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ đang chậm rãi biến mất,
Bất quá, này ngược lại là để cho chúng ta phát hiện một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Lần trước ngươi tại Bách Thú Trì, hai cái linh khí dòng sông không là đồng thời vận chuyển sao? Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng đây là một cái trùng hợp, xem ra bây giờ cũng không phải trùng hợp, bởi vì ngươi hiện tại gân mạch hai cái linh khí dòng sông lần nữa đồng thời vận chuyển. Ta suy đoán chỉ cần mỗi lần ngươi rơi vào sống còn thời điểm, hai cái linh khí dòng sông liền sẽ tự động vận chuyển, theo, cái này hai đầu linh khí dòng sông tự động vận chuyển, ngươi thương thế bên trong cơ thể đã tại chậm rãi khôi phục. Hơn nữa lần này chiến đấu cơ hồ là kích phát ra cực hạn của ngươi, e sợ chỉ cần ngươi thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, thực lực của ngươi liền sẽ thuận lợi đột phá tới hợp biển cảnh, cái gọi là hợp biển cảnh. Chính là ngươi trong cơ thể linh khí dòng sông vận chuyển tốc độ đem dường như lao nhanh biển rộng. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi trước khôi phục thương thế của mình rồi hãy nói. Mau chóng trở thành một tên cường giả đi, đến lúc đó ngươi là có thể đem những người này toàn bộ đạp ở dưới bàn chân rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tay áo bảo vung lên, Thần Phong chỉ cảm thấy não một trận mê muội, hắn cảm giác trên môi của chính mình nhu nhu mềm mại, trơn loáng. Khi hắn chậm rãi mở mắt thời điểm, hắn nhìn thấy Tần Sương Sương gương mặt gần trong gang tấc, trong mũi không ngừng xông vào Tần Sương Sương trên thân thể hương vị. Đang tại cho Thần Phong nước uống Tần Sương Sương, người không nghĩ tới Thần Phong hội trong chớp mắt tỉnh lại, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trừng lớn một ít, tại ngừng thở 3 giây đồng hồ sau đó Tần Sương Sương nhanh chóng nâng lên thân, gò má hoàn toàn giống như một cái chín mọng quả táo đỏ rồi, hốt hoảng giải thích Thần Phong, ngươi... Ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa vặn là ở cho ngươi nước uống uống. Thần Phong trên môi trà lưu lại tại Tần Sương Sương môi hơi ấm, hắn vì để tránh cho lúng túng, hắn từ Tần Sương Sương trên đùi ngồi dậy, tùy ý nhún nhún vai, cười nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại trước phải chữa thương. Nói xong, Thần Phong liền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Tần Sương Sương đang nhìn đến Thần Phong cũng không nói thêm gì, miệng nàng bên trong là sâu đậm thở ra một hơi. Trong lòng có một loại không rõ thất vọng. Thần Phong cảm thụ gân mạch đồng thời vận chuyển hai cái linh khí dòng sông, hắn thử đi thúc giục cái này hai đầu linh khí dòng sông ra tốc vận chuyển, khi hắn thôi thúc dưới, hắn trên người vết thương tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, tại chỗ có miệng vết thương đều khép lại sau đó trên người hắn gãy vỡ xương cũng đang một cái khôi phục. Ngồi ở một bên gò má ửng hồng Tần Sương Sương, người đang nhìn đến Thần Phong như thế biến thái năng lực hồi phục sau. Người nhất thời đã quên ngượng ngùng, đôi mắt đẹp của nàng không nháy một cái tập ở Thần Phong trên người, ngăn ngắn nửa giờ, Thần Phong thương thế trên người hầu như hoàn toàn khôi phục rồi, Tần Sương Sương khiếp sợ tự nói, gia súc, bực này khôi phục thương thế tốc độ, hắn vẫn là người sao. Mà nhắm mắt lại Thần Phong, tại thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục sau đó hắn cảm giác trong cơ thể mình gân mạch đang không ngừng mở rộng, liền ngay cả trong cơ thể linh khí cũng đang trở nên đầy đủ lên. Hắn biết mình nhất định là yếu đột phá đến hợp biển cảnh, càng nhanh hơn thôi thúc lên gân mạch hai cái linh khí dòng sông. Trong hang núi khí lưu đột nhiên toàn bộ hướng về Thần Phong quanh thân hội tụ, mà thiêu đốt lửa trại cũng biến thành lúc sáng lúc tối lên, phảng phất là sơn động chi đột nhiên bị tràn vào nhất cổ gió lạnh. Tần Sương Sương cảm giác được bốn phía biến hóa sau đó môi của nàng vi vi mở ra, không dám tin nhìn xem Thần Phong, tự nói chẳng lẽ thực lực của hắn yếu đột phá. Cái này không thể nào chứ, thương thế của hắn mới vừa vặn khôi phục đây. Oanh! Một tiếng, nhưng mà, tại Tần Sương Sương tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, nhất cổ hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, tấn mãnh từ trên người Thần Phong tăng vọt mà lên, đồng thời Thần Phong bên trong thân thể hết thảy gân mạch nhất thời lại khuếch trương nhiều gấp mấy lần, lưu thông tại gân mạch chi hai cái linh khí dòng sông lưu động tốc độ bỗng nhiên dường như lao nhanh biển rộng. Đây chính là hợp biển cảnh cần phải có đặc thù, Thần Phong là phi thường thuận lợi đột phá đến hợp biển cảnh tầng thứ. Một bên Tần Sương Sương tại cảm giác được Thần Phong thực lực thật sự đột phá sau đó người hít sâu một hơi, im lặng nói ra thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Vừa vặn chả bị trọng thương thoi thóp một hơi đây, nhưng đảo mắt thương thế không chỉ toàn bộ được rồi, hơn nữa thực lực của hắn chả trong nháy mắt đột phá. Chương 1331, kẻ thù trong lúc đó, chính thức gặp mặt. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thần Phong từ từ đem trên người hợp biển cảnh nhất trọng thiên thật khí thế thu nạp tiến vào trong cơ thể, hắn đột nhiên mở mắt ra, hai đạo quang mang từ trong con ngươi của hắn lóe lên liền qua. Tại Diệp Thần Phong thương thế trên người hoàn toàn khôi phục,
cùng với thuận lợi đột phá đến hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, sau đó hắn trong gân mạch đồng thời vận chuyển hai cái linh khí dòng sông ngừng lại, hắn thử muốn lần nữa thôi thúc hai cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển, nhưng đại diện cho thần huyết quyết linh khí dòng sông vận chuyển thời điểm, đại biểu ma thiên quyết mặt khác một cái linh khí dòng sông liền chút nào cũng không nhúc nhích một cái, mà thuộc về ma thiên quyết linh khí dòng sông vận chuyển thời điểm. Thần huyết quyết liền dù như thế nào cũng vận không quay được rồi. Xem ra này vẫn thật sự cùng bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh suy đoán như thế, chỉ có tại Diệp Thần Phong nằm ở bên bờ sinh tử thời điểm, hai cái linh khí dòng sông mới sẽ chủ động đồng thời vận chuyển lại. Bất quá, đang đột phá đến hợp biển cảnh sau đó Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông tốc độ, dường như lao nhanh y hệt biển rộng, hơn nữa Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí mức độ đậm đặc là bình thường hợp biển cảnh nhất trọng thiên cao thủ gấp hai nhiều, bởi vì Diệp Thần Phong nhưng là tu luyện hai môn thần cấp công pháp. Bùm bùm! Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, sảng khoái vươn người một cái, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương tủy, phát ra một trận phi thường thanh thúy tiếng vang. Đồng thời tại Diệp Thần Phong bước vào hợp biển cảnh thời điểm, hắn ăn mặc trên người hắc huyền giáp cùng trên lưng hắc huyền kiếm lại trở nên nặng mấy phần, đối trong cơ thể hắn linh khí áp chế cũng biến thành càng tăng mạnh hơn rồi. Diệp Thần Phong không ngừng điều chỉnh trong cơ thể linh khí vận chuyển, hắn tận lực không muốn bị hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm ảnh hưởng đến. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hắn nhất định muốn tận sắp hoàn toàn thích ứng hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm. Hắn yếu tại ăn mặc hắc huyền giáp cùng cõng lấy hắc huyền kiếm thời điểm, trên người dường như không có bất kỳ trọng lượng bình thường. Như vậy về sau cho dù thực lực không ngừng tăng lên, hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm chỗ mang cho hắn trọng lực cùng áp chế, đều có thể khi hắn trưởng khống bên trong phạm vi rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn ngồi ở bên đống lửa Tần Sương Sương, nói ra, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nhận ra được Diệp Thần Phong ánh mắt, Tần Sương Sương không khỏi gò má đột nhiên chợt đỏ. Người liền nghĩ tới được huyết nhãn đường lang vây quanh thời điểm, người chủ động cho Diệp Thần Phong dâng ra người nụ hôn đầu của mình. Cùng với vừa vặn miệng đối miệng cho Diệp Thần Phong nước uống uống, Tần Sương Sương trở nên hơi không biết làm sao lên, người ngón tay trắng noãn vuốt vuốt trên trán sợi tóc, muốn dùng cái này đến để cho mình chấn định lại, cắn môi, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không cần cảm ơn ta. Từ vừa mới bắt đầu ta liền chỉ là muốn cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Thần Phong ngồi ở Tần Sương Sương bên cạnh, này làm cho Tần Sương Sương thân thể không khỏi có phần căng thẳng. Diệp Thần Phong nói ra, ta thực lực bây giờ chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, người xác định ta Diệp Thần Phong ân tình liền hữu dụng như vậy. Hay là tương lai ta còn chưa kịp trả lại ngươi nhân tình này, ta đã bị người giết đâu này. Tần Sương Sương trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt nhìn trước mặt lửa trại, nói ra, Diệp Thần Phong. Ta đối trực giác của mình phi thường có tự tin, chỉ cần ngươi có thể một mực sống sót tiếp tục trưởng thành, sợ rằng tương lai toàn bộ huyền giới đều bị ngươi đạp ở dưới bàn chân cũng không phải là không thể được. Nói cách khác, ta đây là đang bị giam giữ chú thích, ta thành hết thảy đều áp ở trên người ngươi. Nếu như ta thắng nhất định sẽ thắng cái đầy bồn giấy thép vàng, nếu như ta áp sai rồi, như vậy ta cũng không oán không hối. Dù sao đặt cược đều cũng có thua có thắng. Diệp Thần Phong nghe được Tần Sương Sương thẳng thắn như vậy trả lời, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt bất cần đời nụ cười, nói ra Tần Đại Tiểu Thư, bất quá, ngươi lần này không khỏi cũng áp quá mức một ít chứ. Không chỉ có xuất thủ cứu ta, liền nụ hôn đầu của ngươi cũng cho ta, vừa vặn lại miệng đối miệng cho ta nước uống uống, ngươi sẽ không phải là đối với ta có ý tứ chứ. Tần Sương Sương không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên trêu đùa người. Này làm cho nguyên bản nằm ở ngượng ngùng bên trong Tần Sương Sương, người lập tức đôi mắt đẹp trừng lên Diệp Thần Phong, quát lên, người khốn nạn, ban đầu ta còn không phải cho là chúng ta muốn chết rồi, bằng không ta sẽ bạch bạch tiện nghi ngươi sao? Còn có sớm biết ta vừa vặn hẳn là cho ngươi chết khát quên đi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tần Sương Sương quên mất ngượng ngùng, một mặt sinh khí nhìn hắn chằm chằm, này làm cho Diệp Thần Phong là nhún nhún vai, cười nói, được rồi, Tần Đại Tiểu Thư. Ta chỉ là đùa với ngươi, ngươi ở trước mặt ta cũng không cần câu nệ như vậy, giống như vậy thật tốt ha hát. Nghe vậy, Tần Sương Sương hơi sững sờ, người lập tức nghĩ đến vừa vặn Diệp Thần Phong là cố ý trêu đùa của nàng, bằng không hai người bọn họ trong sơn động, Tần Sương Sương bản thân nàng lại biểu hiện như thế ngượng ngùng, nói không chắc tại bầu không khí như thế này điều động, Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương còn thật sự sẽ phát sinh một ít cái gì rồi.
hiện tại có thể đối với ta nói, ngươi không chú ý chính mình sinh tử cũng phải để ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi đến cùng muốn để ta giúp ngươi cái gì chứ? Diệp Thần Phong đem bên chân một khối cọc gỗ ném vào lửa trại bên trong sau hỏi. Hừ, Tần Sương Sương trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, xem ra trong lòng nàng khí vẫn không có tiêu tan đi xuống, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, người cuối cùng là mở miệng, ta là Tần gia gia chủ con gái, mà nữ nhân ở đại gia tộc bên trong bình thường đều là vật hy sinh, tại tương lai gia tộc của ta, thậm chí là cha của ta, bọn hắn đều sẽ bởi vì lợi ích quan hệ, đem ta gả cho một cái ta không thích người, cũng có khả năng là một cái ta phi thường kẻ đáng ghét. Ta muốn thoát khỏi loại này vận mệnh, hơn nữa còn muốn giúp Tần gia rất nhiều nữ nhân đều thoát khỏi loại này vận mệnh, chỉ có ta lên làm Tần gia gia chủ, vận mệnh của ta mới sẽ nắm giữ ở ta trong tay mình, nhưng căn cứ trong gia tộc quy củ, nữ nhân là không thể kế thừa gia chủ vị trí, cho nên, ta nghĩ cho ngươi giúp ta trở thành Tần gia gia chủ. Tần Sương Sương vi vi dừng lại một chút sau, lại nói, bất quá, hiện tại ta biết ngươi chả không có năng lực giúp ta, ta có thể chờ ngươi thời gian 2 năm, ta tin tưởng dùng ngươi như vậy thiên phú tu luyện, 2 năm sau ngươi nhất định có thể giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này. Nguyên lai này Tần Sương Sương là muốn trưởng khống vận mệnh của mình, mặc kệ tại thế tục giới, cổ võ giới, vẫn là bây giờ địa huyền giới, nữ nhân ở trong tình huống bình thường đều là nam nhân phụ thuộc phẩm. Nếu như một người phụ nữ muốn trưởng khống vận mệnh của mình, như vậy người nhất định muốn trở nên so với nam nhân cường hãn hơn. Diệp Thần Phong trong lòng kỳ thực phi thường thưởng thức Tần Sương Sương. Tần Sương Sương mặc dù là xem ở Diệp Thần Phong tương lai có lẽ có nhất phi trùng thiên thời điểm, người mới sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp ở Diệp Thần Phong trên người, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói tới chuẩn. Thế nhưng, Tần Sương Sương tại nguy hiểm nhất, thậm chí là bên bờ sinh tử thời điểm, người đều không có muốn vứt bỏ qua Diệp Thần Phong, bằng vào điểm này, Diệp Thần Phong liền có đầy đủ lý do trợ giúp Tần Sương Sương rồi. Diệp Thần Phong bẻ bẻ cổ, nói ra, được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm tới Tần gia gia chủ, điểm này ta Diệp Thần Phong có thể cam đoan. Không lại các loại Tần Sương Sương nói tiếp, Diệp Thần Phong lại nói, trong sơn động quá buồn bực, ta ra ngoài hóng mát một chút. Diệp Thần Phong đứng lên đem ngăn chặn cửa sơn động tảng đá cho đẩy ra. Trong bầu trời đêm một vệt trắng bạc nguyệt quang chiếu nghiêng xuống, Diệp Thần Phong sâu đậm hít một hơi có phần không khí lạnh như băng. Tần Sương Sương cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, mà Diệp Thần Phong đột nhiên lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn ánh mắt nhìn về phía tây trong bầu trời đêm, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, tại hai bàn tay thượng bôi rất nhiều bùn đất, lập tức đem bùn đất lau ở Tần Sương Sương trên mặt. Tần Sương Sương được Diệp Thần Phong hành động này cho sợ hết hồn. Trong giọng nói tràn đầy tức giận, Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong ngữ khí ngưng trọng nói ra, có một nhóm người tại hướng về chúng ta bên này lại đây, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản, e sợ bây giờ đối phương đã phát hiện hai chúng ta rồi, sau đó ngươi tận lực không cần nói chuyện. Diệp Thần Phong, không phải là Linh Dược Cốc cùng Nam Nguyên Vương Triều người chứ? Tần Sương Sương có phần lo lắng hỏi. Diệp Thần Phong không hề trả lời Tần Sương Sương lời nói, hắn cũng vội vàng đem mặt của mình dùng bùn đất cho đồ được bẩn thỉu, hắn lại đem Tần Sương Sương quần áo xé phá lạn một ít, này làm cho Tần Sương Sương là vừa thẹn vừa giận. Về phần Diệp Thần Phong trên người mình quần áo, bởi vì lúc trước chiến đấu, cũng sớm đã phi thường phá lạn. Tại Diệp Thần Phong vừa vặn làm xong những này công tác chuẩn bị, trong bầu trời đêm liền xuất hiện hai đạo bóng đen to lớn. Cái này hai đạo cự đại bóng đen tại Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương chu vi hạ xuống. Hai bóng đen này chính là hai con hình thể to lớn yêu thú biết bay. Tại đây hai chỉ yêu thú biết bay sau lưng thượng từng người đi xuống 5 người. Từ bên trái một con yêu thú trên lưng đi xuống 5 người, chính là do một tên hắc y bà lão cầm đầu. Làm Diệp Thần Phong nhìn thấy tên này hắc y bà lão thời điểm, hắn cái kia được bùn đất che lại gò má nhất thời trở nên vặn vẹo lên. Hai con ẩn giấu ở trong tay áo thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng của hắn cảm xúc trong nháy mắt trở nên phiên giang đảo hải. Tên này hắc y bà lão chính là Âm Minh Tông nội môn trưởng lão Tống Xuân Mi. Trước đây Diệp Thần Phong chỉ gặp qua Tống Xuân Mi một tia thần niệm, đêm nay đây là Diệp Thần Phong cùng Tống Xuân Mi lần thứ nhất thấy mặt, liền Diệp Thần Phong chính mình cũng không nghĩ tới, còn không có đợi hắn đi Âm Minh Tông tìm Tống Xuân Mi, hắn rồi cùng Tống Xuân Mi tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong gặp nhau. Chương 1332, Bắc Phực trong hoang mạc di tích.
nhớ tới lần thứ nhất Tống Xuân Mi tại thế tục giới đáy biển bên trong cung điện, đem Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch cùng xương toàn bộ làm cho gãy vỡ. Nhớ tới lần thứ hai Tống Xuân Mi vì uy hiếp Lâm Hân Di, lợi dụng sinh tử la bàn, không tiếc tiêu hao 5 năm tu vi, một tia thần niệm lần nữa tìm tới Diệp Thần Phong. Này lần thứ hai Diệp Thần Phong tại Tống Xuân Mi trước mặt nhưng vẫn là nhược nhỏ đến đáng thương. Này lần thứ hai Tống Xuân Mi đệ tử Giang Mạc Thiên hình ảnh cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, đồng thời đối Diệp Thần Phong là một trận châm chọc khiêu khích, tại Giang Mạc Thiên trong mắt Diệp Thần Phong chính là một con run dế. Một con hắn tiện tay cũng có thể bóp chết run dế. Chư chư đảo tiểu thuyết. Trên mặt được bùn đất cùng cho bụi bao trùm lên Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem từ bên trái một chỉ yêu thú biết bay thượng đi xuống Tống Xuân Mi, tại Tống Xuân Mi bên cạnh thình lình theo sát một tên thanh niên, Diệp Thần Phong mặc dù chỉ là gặp một lần Giang Mạc Thiên hình ảnh, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tên thanh niên này chính là Giang Mạc Thiên. Diệp Thần Phong cảm giác được Tống Xuân Mi thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà Giang Mạc Thiên khí tức trên người vô cùng không ổn định, thực lực của hắn nằm ở thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, này Giang Mạc Thiên hẳn là tại gần đoạn thời gian mới vừa vặn đột phá đến thần niệm cảnh, bằng không hơi thở của hắn không sẽ như thế bất ổn. Theo sát sau lưng Tống Xuân Mi hai nam một nữ, ba người này cũng đều là Âm Minh Tông đệ tử, thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó. Về phần từ bên phải cái kia chỉ yêu thú biết bay thượng đi xuống 5 người, chính là do một tên ăn mặc trường sam màu xám lão đầu cầm đầu, lão đầu này đồng dạng là Âm Minh Tông nội môn trưởng lão, tên của hắn gọi là Vương Mộc Nghiêm, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Đứng ở Vương Mộc Nghiêm lão đầu này bên cạnh một tên cùng hắn lớn lên giống nhau đến mấy phần thanh niên, hắn là Vương Mộc Nghiêm cháu trai Vương Tiềm. Này Vương Tiềm thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Đi theo Vương Mộc Nghiêm cùng Vương Tiềm sau lưng ba cái thanh niên, thực lực của bọn họ cũng đều tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó, bọn hắn cũng đều là Âm Minh Tông bên trong đệ tử. Đứng ở Tống Xuân Mi bên cạnh Giang Mạc Thiên, hắn ánh mắt nhìn về phía cả người bẩn thỉu Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương, trong con ngươi của hắn tránh qua một vệt sát cơ, chất vấn, hai người các ngươi là người nào? Diệp Thần Phong cực lực khắc chế trong lòng mãnh liệt lửa giận. Hắn chưa giao một khi hắn ở nơi này bộc phát ra, đối mặt Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm cái này hai tên tạo hóa cảnh cao thủ, hắn và Tần Sương Sương tuyệt đối là không ca a nén sống sót đào tẩu. Diệp Thần Phong âm thanh khàn khàn nói ra, chúng ta là đến Hắc Phong Sơn mạch lịch luyện, đêm nay vừa lúc ở nơi này trong hang núi nghỉ ngơi. Rèn luyện. Giang Mạc Thiên là vẻ mặt khinh thường, trên mặt sát ý càng thêm nồng nặc, lại nói, không bằng để cho ta đến tiễn các ngươi đoạn đường đi. Giang sư đệ, lần này chúng ta là đến làm tránh sự. Huống hồ hai người bọn họ cũng chỉ là vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi, ngươi cần phải đại khai sát giới sao? Vương Mộc Nghiêm cháu trai Vương Tiềm bước ra một bước nói ra. Vương Mộc Nghiêm cũng gật gật đầu đối với Tống Xuân Mi, nói ra, Tống trưởng lão, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này tạm thời đặt chân đi. Ngươi tốt háo ốt quản giáo đệ tử của mình, kiêu căng tự mãn nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta ngày mai được phải tiếp tục chạy đi đây. Tống Xuân Mi trên mặt lạnh lẽo một mảnh, rất rõ ràng này Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm tuy rằng đều là Âm Minh Tông trưởng lão, bất quá, một mắt là có thể nhìn ra bọn hắn cũng không phải một đường. Tống Xuân Mi lạnh nói, Mạc Thiên, chẳng qua là hai con giun dế mà thôi, giết chết nhỏ như vậy du e sắc, ngươi không cảm thấy ô uế tay của mình sao? Là, sư phụ, đồ nhi lỗ mãng. Thấy sư phụ của mình Tống Xuân Mi lên tiếng, Giang Mạc Thiên tại hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương chỉ chốc lát sau. Hắn thu hồi bên trong thân thể tản mát ra sát cơ, xem như là từ bỏ đối Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương động thủ. Vương Mộc Nghiêm đối với Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương phất phất tay, nói ra, hai người các ngươi về hang núi bên trong nghỉ ngơi đi. Chúng ta chỉ phải ở bên ngoài dừng lại một đêm là tốt rồi. Nghe được Vương Mộc Nghiêm lời nói sau, Diệp Thần Phong trước tiên đi vào bên trong hang núi, mà Tần Sương Sương là đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Tại đi vào sơn động sau đó Diệp Thần Phong sau lưng tựa vào trên vách tường, hắn trong tay áo nắm chặt quả đấm cũng đưa ra ngoài, khi hắn buông ra nắm đấm nháy mắt, máu tươi từ trong bàn tay của hắn không ngừng lướt xuống, vừa vặn lòng bàn tay của hắn hoàn toàn bị đầu ngón tay cho rơi vào trong đó, đưa đến Diệp Thần Phong hai bàn tay tâm đều xuất hiện vết thương.
Bởi Diệp Thần Phong trên mặt được bùn đất bao trùm lại rồi, này làm cho Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên chưa hề đem hắn cho nhận ra. Diệp Thần Phong chưa rào Vương Mộc Nghiêm cùng Vương Tiềm cũng không là vật gì tốt, hai người kia không là cố ý yếu giúp bọn họ, chỉ là cùng Tống Xuân Mi không hợp nhau mà thôi, bản năng đang cùng Tống Xuân Mi đối nghịch. Nếu như nói lần này chỉ có Vương Mộc Nghiêm cùng Vương Tiềm đám người đến, e sợ Vương Mộc Nghiêm bọn hắn cũng sẽ không chút nào nương tay giết Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương, bởi vì vừa vặn Diệp Thần Phong cũng đang Vương Tiềm trên người cảm giác được một vệt được ẩn núp làm hão sát cơ. Tần Sương Sương được bùn đất bao trùm trên mặt đã sớm là trắng xanh một mảnh, nàng nhìn trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra tiên huyết Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp Thần Phong, người có biết hay không phía ngoài những người kia? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, không quen biết, bất quá, bọn họ là cửu nhân của ta, bọn họ là Âm Minh Tông người, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem Âm Minh Tông cho tự tay hủy diệt. Tần Sương Sương sắc mặt là không ngừng biến đổi, người chưa rào Âm Minh Tông nhưng là thứ thiệt ngũ phẩm tông môn, tuy rằng trực giác của nàng tự nói với mình Diệp Thần Phong sẽ có nhất phi trùng thiên thời điểm, nhưng đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong yếu trực tiếp diệt một cái ngũ phẩm tông môn. Đây là để Tần Sương Sương có chút không dám tin há to miệng. Diệp Thần Phong cũng không hề tại Tống Xuân Mi trong bọn họ nhìn thấy Lâm Hân Di thân ảnh, này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng tự nói, Hân Di, người tại Âm Minh Tông trải qua có khỏe không? Diệp Thần Phong, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tần Sương Sương mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong hồi đáp, chúng ta chỉ cần như thường lệ ngủ, phía ngoài hai nhóm người tuy rằng đều là Âm Minh Tông, nhưng là ta nhìn ra được giữa bọn họ căn bản không hợp. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Tần Sương Sương mới hơi chút an tâm xuống, ngồi ở trên mặt đất, chuẩn bị tiếp cận vách đá nghỉ ngơi một buổi tối, mà Diệp Thần Phong cũng đang Tần Sương Sương bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thần Phong thính giác vô cùng nhạy cảm, hắn có thể đủ rõ ràng nghe phía bên ngoài Tống Xuân Mi, Giang Mạc Thiên cùng Vương Mộc Nghiêm đám người trò chuyện âm thanh. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm trong lúc đó xác thực không hợp, 3 năm một lần Âm Minh Tông Thánh Tử chọn lựa lại qua 1 năm liền muốn bắt đầu, mà lần này tại Âm Minh Tông bên trong tối có cơ hội trở thành Thánh Tử chính là Giang Mạc Thiên cùng Vương Tiềm rồi, bởi vậy có thể thấy được, giữa bọn họ vì sao lại không hợp rồi. Bên ngoài sơn động, Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm đám người đốt lên hai đống lửa trại. Vương Mộc Nghiêm nhìn xem Tống Xuân Mi nói ra, Tống trưởng lão, tuy rằng Lâm Hân Di là bị ngươi đưa vào Âm Minh Tông, thế nhưng này không có nghĩa Lâm Hân Di liền muốn trở thành đồ đệ ngươi Giang Mạc Thiên nữ nhân. Lâm Hân Di tu luyện chúng ta Âm Minh Tông công pháp chí cao, tam tuyệt diệt tình, ta xem chả là cháu của ta càng thêm xứng với Lâm Hân Di. Tống Xuân Mi lạnh nhạt nói, Vương trưởng lão, chỉ cần cháu trai của ngươi có thể tại 1 năm về sau thánh tử chọn lựa trong, chiến thắng ta đây bất hảo đồ nhi. Ta nghĩ tông chủ sẽ đồng ý để Lâm Hân Di làm tôn tử của ngươi nữ nhân, bất quá, lần này thánh tử vị trí đã bị đồ nhi ta cho dự định. Ngồi ở Tống Xuân Mi bên cạnh Giang Mạc Thiên tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm Vương Tiềm, mà Vương Tiềm lại khinh thường nói, Giang sư đệ, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thần niệm cảnh, thật sự không chưa rào ngươi là từ đâu tới gì tính. Vương Mộc Nghiêm nhìn xem bầu không khí càng ngày càng sốt sắng rồi, hắn cũng không muốn hiện tại liền náo trở mặt. Gấp vội mở miệng nói ra, được rồi, mọi người đều từng người nói ít đi một câu, lần này chúng ta là đi hướng Bắc vực hoang mạc, tại Bắc vực trong hoang mạc xuất hiện một mảnh di tích, có người nói cái kia mảnh di tích là viễn cổ thời đại đại năng sáng tạo. Bây giờ chưa rào Bắc vực trong hoang mạc xuất hiện di tích, chỉ có chúng ta Âm Minh Tông cùng với mặt khác 4 cái tông môn, theo Bắc vực hoang mạc tin tức truyền đến, có thể tiến vào cái kia mảnh di tích nhân số phi thường có hạn. Hơn nữa chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trở xuống người mới có thể tiến vào, bằng không trực tiếp sẽ bị bên trong di tích pháp tắc chỗ đánh chết. Theo tin tức truyền đến từng nói, một tên tạo hóa cảnh cao thủ cái thứ nhất xông vào di tích bên trong, liền trong nháy mắt được bên trong di tích pháp tắc oanh đã bị đánh cho tàn, tiến vào di tích lối vào lại lần nữa được kết giới cho phong bế, căn cứ đưa tin phù bên trong tin tức truyền đến, muốn lần nữa phá tan di tích cửa vào kết giới còn muốn khoảng 1 tháng thời gian. Vương Mộc Nghiêm nhìn xem Tống Xuân Mi tiếp tục nói, Tống trưởng lão, ta xem chúng ta trước phải tạm thời thả xuống ân oán, các loại đến đệ tử của chúng ta tiến vào di tích chi về sau, bọn hắn đều phải yếu đoàn kết lại, bằng không ca a nén sẽ bị những tông môn khác có thể thừa dịp. Nghe xong được Vương Mộc Nghiêm lời nói sau, Tống Xuân Mi không có phản đối gật gật đầu, nói ra, được, Vương trưởng lão,
chúng ta liền tạm thời thả xuống đối lẫn nhau thành kiến. Chương 1333, cực hạn tu luyện. Ngày kế, làm đông mới dần dần bay lên một vệt ngân bạch sắc thời điểm. Dựa vào ở trong sơn động trên vách đá nghỉ ngơi Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên mở mắt ra đến, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Tần Sương Sương, hắn đứng lên đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động hai đống lửa trại đã hoàn toàn dập tắt, xem ra Tống Xuân Mi, Giang Mạc Thiên, Vương Mộc Nghiêm cùng Vương Tiềm bọn người đã rời khỏi, tối hôm qua Diệp Thần Phong đem những người này nói chuyện là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn tối thiểu biết hiện nay Lâm Hân Di tại Âm Minh Tông bên trong chả không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Thần Phong tự nói, Bắc vực trong hoang mạc dĩ nhiên xuất hiện di tích. Diệp Thần Phong mặc trên người Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền Kiếm hay là tại Bắc vực trong hoang mạc tìm được, bất quá, toàn bộ Bắc vực hoang mạc bao la vô biên, Diệp Thần Phong tối hôm qua mơ hồ nghe được di tích chỗ ở đại khái vị trí. Từ Hắc Phong Sơn mạch đến Bắc vực hoang mạc ước chừng phải thập nhị ngày. Căn cứ Vương Mộc Nghiêm tối hôm qua từng nói, di tích kết giới lần thứ hai phong bế, yêu cầu một tháng tả hữu thời gian mới có thể lần nữa phá tan. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói thời gian vô cùng đầy đủ. Hắn đương nhiên muốn đi Bắc vực trong hoang mạc di tích nhìn xem được rồi, bây giờ hắn không thể từ bỏ bất luận cái nào có thể tăng cao thực lực cơ duyên. Tối hôm qua Diệp Thần Phong mặc dù có thể an tâm ngốc ở trong sơn động, hắn cuối cùng dựa dẫm vẫn là bóng trắng nhân hòa bóng đen người. Hắn suy đoán bóng trắng nhân hòa bóng đen người lai lịch bí ẩn, bọn hắn hẳn là trả ẩn giấu đi có thể trợ giúp Diệp Thần Phong năng lực, cho dù không cách nào cùng Tống Xuân Mi đám người đối kháng, hẳn là mang theo hắn và Tần Sương Sương đào tẩu vẫn là có thể, may mắn là cuối cùng Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm đám người cũng không có đối với hắn và Tần Sương Sương động thủ. Đương nhiên đầu hôm Diệp Thần Phong đang nghe Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm đám người trò chuyện, đợi được sau nửa đêm Tống Xuân Mi mấy người cũng nghỉ ngơi, sau đó Diệp Thần Phong lần nữa tiến vào bóng trắng nhân hòa bóng đen người sáng tạo trong ảo cảnh. Hắn tại chính thức nhìn thấy Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên sau, này làm cho hắn trở nên mạnh mẽ ý nghĩ càng thêm bức thiết rồi. Bây giờ có thể làm cho Diệp Thần Phong tăng nhanh tăng cao thực lực chỉ có đan dược, huống hồ Diệp Thần Phong đã có thể luyện chế nhất phẩm đan dược bên trong đỉnh cấp lạnh thanh đan. Như vậy tại tối hôm qua bóng trắng người liền đem dưỡng linh đan cùng bổ linh đan phương pháp luyện chế truyền thụ cho hắn. Lúc trước Thiên Diệu Thành Tử Vân Sàn đấu giá người phụ trách thủy gia đại tiểu thư Thủy Tử Yên, đã từng đưa cho Diệp Thần Phong một bình dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, thế nhưng được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói chính là không đáng giá một đồng, cho nên Diệp Thần Phong đem khi đó bổ linh đan cùng dưỡng linh đan đưa cho Hà Bình, Hoàng Xung Nghĩa cùng hạng giết ràng bọn họ. Có luyện chế lạnh thanh đan kinh nghiệm sau đó ngăn ngắn một buổi tối, Diệp Thần Phong tại trong ảo cảnh không ngừng luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, này dưỡng linh đan là có thể trợ giúp người tu luyện tăng cao thực lực, bổ linh đan nhưng là trong quá trình chiến đấu linh khí tiêu hao quá mạnh, có thể cho người tu luyện bổ sung linh khí, hai loại đan dược đều thuộc về nhất phẩm đan dược. Trải qua bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh không ngừng chỉ điểm sau, Diệp Thần Phong là dễ như ăn cháo học xong luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, hơn nữa tại trong ảo cảnh không ngừng luyện chế, bây giờ Diệp Thần Phong thủ pháp luyện chế đã phi thường thuần thục. Đương nhiên Diệp Thần Phong tại luyện dược sư phương diện thiên phú, đã là để bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh khiếp sợ chết lặng, hiện tại Diệp Thần Phong cũng coi như là một tên chân chính nhất phẩm luyện dược sư rồi, bởi vì hắn có thể luyện chế lạnh thanh đan, dưỡng linh đan cùng bổ linh đan này ba loại đan dược. Âm Minh Tông người đều rời khỏi, Tần Sương Sương không biết lúc nào tỉnh lại, người cũng đi ra khỏi sơn động. Diệp Thần Phong cũng không vội vã tại trên thực tế chính thức luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, đương nhiên ở chỗ Hải Phong đưa cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, luyện chế hai loại đan dược linh thảo đều phi thường đầy đủ hết. Thế nhưng, Diệp Thần Phong hiện tại yếu hoàn toàn thích ứng Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền Kiếm, để hai thứ đồ này đối với hắn trở nên không có một chút nào ảnh hưởng. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Âm Minh Tông người rời đi, ngươi trước ở lại đây, ta khả năng muốn rời khỏi một hai ngày, ta muốn tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong rèn luyện một phen. Dù sao từ Hắc Phong Sơn Mạch đi hướng Bắc vực hoang mạc cũng ước chừng chỉ cần 12 ngày, Diệp Thần Phong dự định tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong lưu lại cái 5-6 ngày lại chính thức khởi hành. Tần Sương Sương là một người đàn bà thông minh, nếu Diệp Thần Phong không có nói ra yếu người cùng đi. Như vậy người cũng đã biết Diệp Thần Phong ý tứ rồi, nàng nói được, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Tại thông báo một tiếng Tần Sương Sương sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh liền hướng về trong rừng cây rậm rạp tháo chạy rồi, bất quá, Diệp Thần Phong cũng biết Hắc Phong Sơn Mạch bên trong yêu thú hoành hành, hắn đương nhiên cũng sẽ không hướng về Hắc Phong Sơn Mạch nơi sâu xa đi đi. Tại Hắc Phong Sơn Mạch ngoại vi kiểm tra một phen sau đó Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ tìm một chỗ yêu thú địa bàn. Trèo địa long, quần cư yêu thú, trong thân thể có một tia huyết mạch của rồng, đương nhiên loại này huyết mạch vô cùng mỏng manh cơ hồ có thể không cần tính. Này trèo địa long thuộc về cấp thấp yêu thú bên trong nhân vật hàng đầu, vậy trèo địa long thực lực đều tại hợp biển cảnh tầng thứ, Diệp Thần Phong tìm được chỗ này trèo địa long trên địa bàn. Cư trụ 5 con hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ trèo địa long. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đang đứng tại một gốc đại thụ che trời trên cành cây, tại dưới đáy trên mặt đất liền bò lổm ngổm 5 con trèo địa long, những này trèo địa long hình thể ước dài 2 mét, trên người có như long một dạng vảy, đầu hình dáng giống xà đầu, tứ chi thượng móng vuốt cực kỳ sắc bén. Diệp Thần Phong dự định lợi dụng những này trèo địa long đến huấn luyện chính mình, hắn nhìn trên mặt đất 5 con trèo địa long. Hắn trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu sau đó hai chân của hắn vi vi dẫm một cái, đem thân cây đều đạp cong lại đây, thân thể của hắn đột nhiên hướng xuống đất thượng trèo địa long cúi vọt xuống dưới. Diệp Thần Phong thân thể trong nháy mắt xông vào 5 con trèo địa long chính giữa, phải biết trèo địa long cũng là phi thường hung tàn yêu thú, Diệp Thần Phong từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống, này làm cho 5 con trèo địa long lập tức nổi giận lên. Hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế từ 5 con trèo địa long trên người tăng vọt mà lên, chúng nó dồn dập hướng về Diệp Thần Phong lộ ra của mình vuốt sắc. Mắt thấy con thứ nhất trèo địa long móng vuốt muốn bắt đến Diệp Thần Phong chân nhỏ rồi, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông dường như biển rộng giống như chạy vọt lên, nếu bàn về thực lực, cho dù Diệp Thần Phong sử dụng hàn băng kiếm ý các loại chiêu thức, hắn tối đa cũng chỉ có thể cùng một đầu hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ trèo địa long chiến đấu một trận chiến. Bất quá, Diệp Thần Phong mục đích lần này không phải là muốn chiến thắng 5 con trèo địa long, hắn chỉ cần là tại đây 5 con trèo địa long bên trong tận lực đọ sức cùng tránh né, dùng này đến không ngừng tốc độ tăng lên, đem Hắc Huyền giáp cùng Hắc Huyền kiếm trọng lượng cùng áp chế huấn luyện không đáng kể. Diệp Thần Phong tay phải bỗng nhiên đem sau lưng Hắc Huyền kiếm cho rút ra. Chung quanh hắn khí lưu nhất thời vặn vẹo lên, keng. Một tiếng, cái kia con thứ nhất trèo địa long móng vuốt được Diệp Thần Phong trong tay phải Hắc Huyền kiếm cho cản lại. Sau đó, còn lại mặt khác 4 con trèo địa long cũng đã phát động ra công kích, Diệp Thần Phong tại đây chút trèo địa long trong lúc đó là khoảng chừng tránh né, trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh tới cực điểm, dường như muốn đưa hắn gân mạch đều xé rách. Trèo địa long móng vuốt sắc bén không phải là đùa giỡn. Nếu như bị trèo địa long móng vuốt cho bắt đến, Diệp Thần Phong cần phải muốn nhất thời ra chóc thịt bong không thể. Tại 5 con trèo địa long trong lúc đó chu toàn ngăn ngắn 3 giây, Diệp Thần Phong trên trán liền che kín mồ hôi, trên lưng quần áo cũng toàn bộ được mồ hôi cho thấm ướt, trong miệng cùng trong lỗ mũi là điên cuồng thở hổn hển. Hắn đã không có khí lực đang tránh né trèo địa long công kích, hắn đem trong thân thể linh khí tập trung đến trên lưng. Hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực nhất thời từ phía sau lưng của hắn thượng kéo dài ra. Diệp Thần Phong lợi dụng linh khí vũ rực từ trên mặt đất bay lên, bất quá, chỉ bay lên cao hơn 6 mét, bị Hắc Huyền giáp cùng Hắc Huyền kiếm ảnh hưởng, Diệp Thần Phong vẫn là không cách nào bình thường thi triển linh khí vũ rực. Bất quá, vẻn vẹn là như thế này cũng vậy là đủ rồi, tối thiểu trên mặt đất trèo địa long hoàn toàn là công kích không tới Diệp Thần Phong rồi. Cái kia 5 con trèo địa long trên mặt đất điên cuồng gào thét, dùng này đến phát tiết đối Diệp Thần Phong phẫn nộ. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, lấy hắn bây giờ tốc độ chỉ có thể tại 5 con trèo địa long trong lúc đó đọ sức 3 giây đồng hồ, này làm cho hắn là một trận mặt đỏ, trước mắt hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Một cái chớp mắt, 2 ngày trôi qua rồi. Tại trong 2 ngày này, Diệp Thần Phong là một mực đọ sức tại 5 con trèo địa long trong lúc đó. Mỗi lần tại không kiên trì nổi thời điểm, hắn liền lập tức lợi dụng linh khí vũ rực bay đến giữa không trung. Diệp Thần Phong từ mới đầu 3 giây, đã đến 1 phút, sau đó lại đến 1 giờ, bây giờ tại 2 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện sau đó ăn mặc Hắc Huyền giáp, cầm Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn đã có thể tại 5 con trèo địa long trong lúc đó đọ sức 5, 6 tiếng rồi. Đồng dạng, Diệp Thần Phong cũng có thể như thường thi triển linh khí vũ rực ở trên bầu trời phi hành. Mà ăn mặc trên người Hắc Huyền giáp cùng cầm trong tay Hắc Huyền kiếm, hắn hầu như không cảm giác được bất kỳ trọng lượng rồi.
Thân thể phi hành trên không trung Diệp Thần Phong, tay phải hắn bên trong Hắc Huyền kiếm vung mạnh lên, quả thực cùng phổ thông tinh cương kiếm quơ múa như thế nhẹ nhàng rồi. Hắn nhìn trên mặt đất cùng hắn tu luyện 2 ngày 5 con trèo địa long, trước mắt này 5 con trèo trên thân địa long thịt là trọn vẹn gầy đi một vòng. Diệp Thần Phong cười nói, được rồi, ta muốn rời đi, về sau không nên quá nhớ ta nha. Trên mặt đất 5 con trèo địa long, chúng nó đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi rời đi, chúng nó trong cổ họng dồn dập phát ra vui mừng thanh âm, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực kém xa Tít Tắp chúng nó, nhưng Diệp Thần Phong có thể ở trên bầu trời phi hành. 2 ngày nay 5 con trèo địa long đã sắp cũng bị Diệp Thần Phong cho dằn vặt đến chết rồi, chúng nó đương nhiên là hy vọng Diệp Thần Phong càng mau rời đi càng tốt. Chương 1334, điên cuồng luyện đan, liên tục đột phá. Hắc Phong sơn mạch trong hang núi. Tại Diệp Thần Phong hoàn toàn thích ứng Hắc Huyền giáp cùng Hắc Huyền kiếm, khi hắn trở về bên trong hang núi thời điểm, chỉ thấy Tần Sương Sương chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng công pháp tu luyện. Tại cảm thấy được Diệp Thần Phong trở về động tĩnh sau đó người chậm rãi mở mắt ra, nói ra, ngươi trở về rồi a hát. Chúng ta là rời đi Hắc Phong sơn mạch đâu này? Vẫn là. Ta phải ở chỗ này trong hang núi lại ở lại thượng 1-2 ngày. Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một tôn màu đen lò thuốc nhất thời xuất hiện tại trước mặt hắn. Tần Sương Sương còn tưởng rằng này chiếc nhẫn chữ vật khi sơ ở Hải Phong đưa cho Diệp Thần Phong đây này. Chỉ cần biết rằng tại bọn hắn Tần gia, liền ngay cả Tần gia lão tổ cũng là không có tư cách nắm giữ chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi là muốn luyện đan? Tần Sương Sương kinh ngạc hỏi. Ân, ngươi có những gì muốn nói đấy sao? Một khi ta tiến vào luyện đan trạng thái, ngươi thì sẽ không thể quấy rầy ta. Diệp Thần Phong nói ra, Tần Sương Sương có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được rồi, ngươi vội vàng nói, Diệp Thần Phong. Người ngay cả linh dược cốc đều chả không có gia nhập đây. Người căn bản chả không biết luyện đan, người chỉ biết bạch bạch lãng phí linh thảo. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng Tần Sương Sương giải kính nhiều lắm, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Sương Sương, nói ra, chiếc nhẫn này đưa cho ngươi. Tần Sương Sương tại tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau, người nha lúc sắc mặt đỏ bừng, trên đất huyền giới giữa nam nhân và nữ nhân, đồng dạng là lấy nhẫn vì tín vật đính ước. Tần Sương Sương căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong đưa cho nàng là chữ vật giới chỉ, người cho rằng Diệp Thần Phong đối với nàng sinh ra hảo cảm. Tần Sương Sương vội vàng nói, Diệp Thần Phong tuy rằng ta cũng không đáng ghét ngươi, thế nhưng là ta chả không chuẩn bị sẵn sàng đi yêu thích một người, như ngươi vậy phải hay không quá trực tiếp một ít. Nhìn thấy Tần Sương Sương cực kỳ ngượng ngùng dáng dấp, Diệp Thần Phong là cười khổ lắc lắc đầu, nói ra, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Cái này là chữ vật giới chỉ, ta đưa cho ngươi, không bao hàm bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Chữ vật giới chỉ, nghe vậy, Tần Sương Sương hơi sững sờ người lập tức kiểm tra một hồi bên trong chiếc nhẫn bộ không gian, tại xác thực đi rồi đúng là chữ vật giới chỉ sau, người hai bên gò má là càng thêm đỏ bừng rồi, bởi vì nàng biết vừa vặn chính mình hiểu lầm Diệp Thần Phong ý tứ, hơn nữa này chữ vật giới chỉ quá mức chân quý, mà khi người muốn đem chữ vật giới chỉ trả lại Diệp Thần Phong thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Tuấn trong bàn tay thoát ra một đóa ngọn lửa màu xanh hắn đã tiến vào chế thuốc trạng thái, này làm cho Tần Sương Sương thành thật thật ở một bên ngậm miệng lại. Diệp Thần Phong vững vàng khống chế thanh viêm nhiệt độ nóng bỏng, ngón tay búng một cái thanh quan nhất thời bay vào màu đen trong dược đỉnh, sau đó, Diệp Thần Phong lại đem luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan linh thảo toàn bộ từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra. Diệp Thần Phong dự định trước tiên luyện chế dưỡng linh đan. Căn cứ bóng trắng người chỗ nói đan phương luyện chế dưỡng linh đan yêu cầu huyết tâm hoa, ngàn linh thảo, thiên mộc cỏ cùng hồi linh quả này 4 cùng linh thảo. Diệp Thần Phong trong miệng chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, tại trong đầu diễn luyện một lần luyện chế dưỡng linh đan quá trình sau đó hai tay của hắn nhanh chóng chuyển động. Diệp Thần Phong đầu tiên đem huyết tâm hoa ném vào màu đen trong dược đỉnh, lợi dụng thanh viêm từ từ đem huyết tâm hoa hòa tan thành một loại màu đỏ trình thể. Sau đó Diệp Thần Phong lại đem ngàn linh thảo cùng thiên mộc cỏ đồng thời ném vào màu đen trong dược đỉnh khi hắn khống chế thanh viêm không ngừng thiêu đốt thời điểm, hai loại linh thảo cũng dồn dập được hòa tan thành chất lỏng. Cuối cùng, Diệp Thần Phong mới đưa hồi linh quả ném vào trong dược đỉnh, hồi linh quả tại 2 giây đồng hồ bên trong, liền biến thành nhất cổ hồng nhạt trình thể. Này 4 loại linh thảo trình thể lẫn nhau quấn vòng quanh, tại Diệp Thần Phong lợi dụng thanh viêm không ngừng thiêu đốt dưới.
này bốn loại trình thể nội bộ màu đen tạp chất đang chậm rãi loại bỏ ra ngoài. Ước chừng sau 5 phút, bốn loại trình trong cơ thể tạp chất được bỏ bộ loại bỏ sạch sẽ, Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, thanh viêm nhiệt độ đề cao mấy phần, này bốn loại chất lỏng nhanh chóng tụ họp lên tại màu đen trong dược đỉnh tạo thành 6 viên thuốc hình dạng, nhất cổ nhàn nhạt đan dược mùi thơm ngát từ bên trong dược đỉnh truyền ra. Diệp Thần Phong là không ngừng khống chế thanh quan nhiệt độ tại toàn bộ linh dược trong quá trình, hỏa diễm nhiệt độ chỉ cần có chút nào sai lầm, chỉnh cái dược đỉnh bên trong đan dược liền sẽ toàn bộ phế bỏ. Lại qua khoảng 18 phút, màu đen trong dược đỉnh đột nhiên tránh qua một vệt màu xanh lá vầng sáng, Diệp Thần Phong tiện tay đem thanh viêm cho thu lại rồi, chỉ thấy trong dược đỉnh truyền ra nhất cổ càng thêm nồng nặc đan hương mùi, 6 viên màu xanh lá đan dược an tĩnh nằm ở trong dược đỉnh. Diệp Thần Phong tiện tay lấy ra một con màu trắng bình sứ, hắn đem 6 viên dưỡng linh đan đựng vào bình sứ bên trong sau, hắn hầu như không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền lần nữa bắt đầu lần thứ 2 luyện chế nuôi linh đan. Đứng ở một bên Tần Sương Sương đang nhìn đến Diệp Thần Phong toàn bộ quá trình luyện đan sau, người phảng phất có loại cảm giác đang nằm mơ, người thân là tu luyện hỏa hệ công pháp người, từ nhỏ người đối đan dược liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, người bằng vào đan dược hương vị. Cùng với đan dược màu sắc, người một mắt liền phân biệt ra Diệp Thần Phong luyện chế chính là dưỡng linh đan. Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự biết luyện chế đan dược. Hơn nữa tại toàn bộ luyện chế trong quá trình, Diệp Thần dụ thủ pháp luyện chế cơ hồ là nước chảy mây trôi, giống như là một loại khiến người ta vui tai vui mắt nghệ thuật. Theo Tần Sương Sương coi như là linh dược cốc chế thuốc tông sư, chỉ sợ cũng không cách nào làm được loại trình độ này a. Ước chừng nửa giờ. Diệp Thần Phong có thể luyện chế tốt một lần dưỡng linh đan, đang luyện chế 5 lần dưỡng linh đan sau đó hắn một hơi trọn vẹn luyện chế ra 30 viên dưỡng linh đan, mà luyện chế dưỡng linh đan linh thảo cũng tiêu hao hết, nguyên bản Tần Sương Sương cho rằng Diệp Thần chút yếu dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng chỉ thấy Diệp Thần Phong lại đem luyện chế bổ linh đan linh thảo lần lượt bắn vào trong dược đỉnh, hắn liền một càng đều không có đình chỉ, hắn liền lại bắt đầu luyện chế bổ linh đan rồi. Tần Sương Sương nhưng chưa từng nghe nói điên cuồng như thế chế thuốc, người chỉ biết là một tên luyện dược sư một ngày chỉ biết luyện chế 1-2 lần đan dược, bởi vì tại trong vòng một ngày đan dược luyện chế càng nhiều, tỷ lệ thành công cũng sẽ dần dần hạ xuống, nhưng điểm này tại Diệp Thần Phong trên người lại không có chút nào thể hiện ra. Bất quá, đang luyện chế bổ linh đan thời điểm, Diệp Thần Phong trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, lông mày cũng thật chặt nhíu lại. Trong đầu kéo tới một trận phi thường cảm giác mệt mỏi, bởi trước sau phải giữ vững tối vững vàng trạng thái, Diệp Thần Phong cũng đem trong cơ thể linh khí càng ý áp chế ở một cái đều trình độ. Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể mình linh khí đang trở nên không ổn định lên, này làm cho hắn càng thêm tập trung tinh thần đi áp chế trong cơ thể mình linh khí. Theo, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 2 tiếng rưỡi, Diệp Thần Phong đem luyện chế bổ linh đan linh thảo cũng tiêu hao hết tất rồi. Hắn đồng dạng là thành công luyện chế được 30 viên bổ linh đan, này bổ linh đan màu sắc là hiện lên màu xanh da trời. Tại điều dưỡng linh đan cùng bổ linh đan toàn bộ luyện chế tốt sau đó Diệp Thần Phong đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền của mình, hắn cuối cùng là không cần cố ý đi áp chế trong cơ thể linh khí. Oanh! Một tiếng, tại Diệp Thần Phong vừa vặn thanh tĩnh lại thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên bản bị áp chế linh khí, trong nháy mắt dường như mãnh liệt thủy triều. Hầu như đem trên người của hắn từng cái lỗ chân lông đều lấp đầy. Diệp Thần Phong không gian chung quanh trở nên cực độ không ổn định khởi thừa, hắn biết mình thực lực lại sắp đột phá rồi, hắn tại bạch bóng trong dân cư hiểu được chế thuốc cũng là có thể tăng cao thực lực. Lại nói 2 ngày trước Diệp Thần Phong lợi dụng trèo địa long tiến hành rồi một lần cực hạn tu luyện, bây giờ hắn lại điên cuồng như vậy chế thuốc, này làm cho thực lực của hắn lần thứ 2 đã tới một cái cực hạn. Một trận hợp biển cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thật khí thế, từ trên người Diệp Thần Phong đột nhiên kéo lên mà lên, hắn thuận lợi từ hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ khóa nhập trung kỳ. Tại Diệp Thần Phong cảnh giới từ từ ổn định lại sau đó hắn cảm giác thực lực của mình chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn tiện tay đem một viên dưỡng linh đan ném vào trong miệng. Tại điều dưỡng linh đan nuốt tiến trong bụng sau. Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thân thể của mình lần thứ 2 sinh ra nhất cổ linh khí nồng nặc, Diệp Thần Phong liều lĩnh vận chuyển trong gân mạch lao nhanh linh khí dòng sông, lại là oanh. Một tiếng, trong hang núi là bụi đất tung bay, Diệp Thần Phong tại một viên dưỡng linh đan dưới sự giúp đỡ, hắn là lại trong nháy mắt khóa nhập hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Một bên Tần Sương Sương,
Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong liên tục luyện chế ra dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, nội tâm của nàng đã sớm là chấn động sợ không nói ra lời. Ai biết Diệp Thần Phong đang luyện chế xong đan dược sau đó hắn dĩ nhiên lại trực tiếp liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Phải biết Diệp Thần Phong tại mấy ngày trước mới vừa vặn đột phá đến hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ A. Giờ khắc này ở Tần Sương Sương trong lòng cho rằng, tại Diệp Thần Phong trong mắt, đột phá thực lực quả thực muốn so uống ngụm nước đều đơn giản A hát. Người nhưng vẫn chưa nghe nói trên đất huyền giới, có cái nào đỉnh cấp trong tông môn thiên tài, có thể như thế tấn mãnh tăng cao thực lực. Chương 1335, Vòng Ân Phụ Nghĩa. Một tiếng. Diệp Thần Phong hai bàn tay đột nhiên hướng về trên mặt đất vỗ một cái, sau đó, hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, nhanh chóng thu nạp trở về bên trong thân thể của hắn. Diệp Thần Phong cảm thụ trong cơ thể càng thêm lao nhanh linh khí dòng sông. Hắn lắc lắc đầu, trong miệng nói lầm bầm tăng cao thực lực tốc độ vẫn là quá chậm a hát. Rơi vào trong khiếp sợ Tần Sương Sương đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong oán giận, người suýt chút nữa được nước miếng của mình cho sang chết rồi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần Phong liền từ thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, một đường thuận sướng khóa nhập hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, loại này tăng cao thực lực tốc độ còn gọi chậm. Này nếu như đổi lại tư chất so sánh vậy người tu luyện, muốn từ thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tăng lên tới hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, e sợ nhất định phải đi tìm mấy năm. Diệp Thần Phong tiện tay đem màu đen lò thuốc cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lần này hắn tổng cộng luyện chế ra 5 bình dưỡng linh đan cùng 5 bình bổ linh đan, mỗi trong bình đều có 6 viên thuốc. Tại vừa vặn phục dụng một viên dưỡng linh đan sau, Diệp Thần Phong là khắc sâu cảm nhận được đan dược tầm quan trọng, sau này hắn muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, đan dược này là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Diệp Thần Phong đưa cho Tần Sương Sương một bình dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, nói ra, hai bình này đan dược đưa cho ngươi, chúng ta bây giờ có thể rời đi Hắc Phong Sơn Mạch rồi. Tần Sương Sương tại Hy Lý Hồ Đồ tiếp nhận hai bình đan dược sau, người mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, lời nói không có mạch lạc nói ra, Diệp Thần Phong, người thật sự đã là luyện dược sư. Người vừa vặn lại liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Đan dược này còn có chữ vật giới chỉ ta cũng không có thể yếu, những thứ đồ này đều quá quý trọng. Quý giá đến đâu, có mạng của ta quý trọng sao? Lại nói đan dược ta bất cứ lúc nào đều có thể tự mình luyện chế. Còn có chữ vật giới chỉ ở trong mắt ta cũng không coi vào đâu. Ta Diệp Thần Phong đưa đi đồ vật liền không lý do thu hồi lại rồi. Diệp Thần Phong không cho cự tuyệt nói. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Tần Sương Sương chỉ có thể đem chữ vật giới chỉ đeo ở trên ngón tay của chính mình, đồng thời đem hai bình đan dược thu vào trong nhẫn chứa đồ, đi theo Diệp Thần Phong cùng đi ra khỏi bên trong hang núi. Mà khi Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương vừa mới đi ra sơn động thời điểm, hai con hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang, chúng nó tại sơn động chu vi du đãng, tại chúng nó nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương thời điểm, chúng nó đỏ như máu con mắt bên trong hung quang hiện ra. Cái này hai chỉ hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang. Chúng nó phải là mấy ngày trước Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương gặp phải đám kia huyết nhãn đường lang trong đó hai con. Cái này hai chỉ huyết nhãn đường lang thật giống cũng nhận ra Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương, mấy ngày trước chúng nó là vì Diệp Thần Phong huyết mạch chi lực, chúng nó mới sẽ tạm thời thần phục với Diệp Thần Phong, bây giờ tại Diệp Thần Phong trên người không có cảm giác đến cường hãn huyết mạch, chúng nó đương nhiên sẽ không lại e ngại Diệp Thần Phong rồi. Máu này mắt đường lang chính là ở chung yêu thú, cái này hai chỉ hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang xuất hiện ở đây. Như vậy cái khác huyết nhãn đường lang khẳng định cũng ở ngay gần. Cái kia hai con huyết nhãn đường lang vừa vặn muốn hé miệng thông báo tại phụ cận đồng bạn. Diệp Thần Phong bàn tay phải liền đột nhiên rút ra sau lưng mình hắc huyền kiếm, trên người hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế tăng vọt mà lên, bóng người nhanh chóng hướng về cái kia hai con hợp biển cảnh nhị trọng hậu kỳ huyết nhãn đường lang nhoáng tới. Cái kia hai con hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang. Chúng nó căn bản phản ứng không kịp nữa, Diệp Thần Phong thân ảnh liền nhanh chóng lướt qua bên cạnh của bọn nó. Diệp Thần Phong xuất hiện tại hai con huyết nhãn đường lang phía sau, hắn nhìn xem vẫn cứ đứng ở nguyên chỗ cái kia hai con huyết nhãn đường lang. Hắn tiện tay đem hắc huyền kiếm đem thả trở về sau lưng của mình thượng, mà ở hắn thả lại hắc huyền kiếm nháy mắt, két, 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 từ cái kia hai con huyết nhãn đường lang trên người phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang.
một vết nứt từ hai con huyết nhãn đường lang phần đầu bắt đầu lan tràn hướng về trên lưng. Xì xì, xì xì, mãnh liệt máu tươi từ vết rách bên trong phun ra tung tóe. Cái này hai chỉ hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang, trực tiếp được Diệp Thần Phong chém thành hai nửa. Diệp Thần Phong trong nháy mắt dây hai đầu hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang. Tuy nhiên tại Diệp Thần Phong lần nữa tăng lên thực lực sau, hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm trọng lượng cùng áp chế lại gia tăng, thế nhưng trải qua cùng trèo địa long cực hạn tu luyện, gia tăng trọng lượng cùng áp chế tạm thời không ảnh hưởng được Diệp Thần Phong. Cách đó không xa Tần Sương Sương, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lấy hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, liền trực tiếp trong nháy mắt dây hai đầu hợp biển cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ huyết nhãn đường lang, người nguyên vốn hẳn nên phi thường khiếp sợ, bất quá, có Diệp Thần Phong lúc trước biểu hiện sau, người ngược lại cho rằng này là chuyện đương nhiên rồi. Tần Sương Sương, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, còn lại huyết nhãn đường lang hẳn là liền ở phụ cận đây. Diệp Thần Phong cũng không muốn lần thứ hai được huyết nhãn đường lang quần cho vây ngăn chặn. Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương một đường hướng về Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi đi tới, Diệp Thần Phong muốn từ đường cũ rời đi Hắc Phong Sơn Mạch, thế nhưng, làm Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương nhanh muốn rời khỏi Hắc Phong Sơn Mạch thời điểm, Diệp Thần Phong kéo lại Tần Sương Sương thủ, tại Tần Sương Sương chả chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đem Tần Sương Sương kéo vào một bên trong bụi cây rậm rạp. Diệp Thần Phong bàn tay bưng Tần Sương Sương miệng. Tần Sương Sương giờ khắc này cùng Diệp Thần Phong dựa vào gần vô cùng, gần đến lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương nhịp tim, Tần Sương Sương gò má trong nháy mắt trở nên nóng bỏng cực kỳ. Diệp Thần Phong không có chú ý Tần Sương Sương biến hóa, hắn nhỏ giọng nói, yên tĩnh một điểm, tại Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nơi có người. Nghe được Diệp Thần Phong thấp giọng ngôn ngữ sau, Tần Sương Sương ánh mắt hướng về Hắc Phong Sơn Mạch lối vào nhìn sang, nơi đó quả nhiên có mấy đạo đi lại bóng người. Diệp Thần Phong buông lỏng ra bưng Tần Sương Sương miệng thủ trưởng, hắn nói ra, người ở lại chỗ này, ta gần thêm nữa một ít nhìn xem tình huống. Không đợi Tần Sương Sương trả lời, Diệp Thần Phong liền đem tự thân khí tức toàn bộ thu nạp lên, hắn dám khẳng định tạo hóa cảnh trở xuống cao thủ hẳn là không cảm giác được sự tồn tại của hắn rồi. Diệp Thần Phong từ từ tiềm nhập cách Hắc Phong Sơn Mạch cửa vào gần nhất một bụi cỏ bên trong. Hắn rốt cục thấy rõ ràng lối vào mấy bóng người chân chính diện mạo, bọn hắn theo thứ tự là Nam Nguyên Vương Triều Công Chúa Tưởng Vân Đình, Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên, cùng với Linh Dược Cốc Ngũ Trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh. Diệp Thần Phong nín thở ngưng thần, không cho bất kỳ một tia khí tức từ trong cơ thể hắn chảy ra, lặng lặng nghe trộm những người này nói chuyện. Tại mấy ngày Tần gia gia chủ Tần Thế Phương phát hiện Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa đầu sau, hắn liền lập tức về tới Bắc Vân Thành trong. Đưa hắn nhìn thấy được đều nói cho Trương Văn Hiên đám người. Thế là, Trương Văn Hiên lập tức phái người tại Hắc Phong Sơn Mạch mấy cái trọng yếu cửa ra vào canh gác, mà hắn, Tưởng Vân Đình cùng Vương Vĩnh Tinh cũng đang Hắc Phong Sơn Mạch cái này cửa vào chờ hai ngày rồi. Văn Hiên, Hắc Phong Sơn Mạch bên trong cường hãn yêu thú hoành hành, tiểu tử kia nhưng có thể chết ở Hắc Phong Sơn Mạch chúng rồi cũng không nhất định, cho dù không chết, nếu như hắn một mực ở lại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này một mực chờ đi xuống sao? Vương Vĩnh Tinh có phần không nhịn được nói. Trương Văn Hiên hồi đáp, đợi thêm 3 ngày thời gian, nếu như sau 3 ngày, Diệp Thần Phong tên khốn kia còn không từ Hắc Phong Sơn Mạch bên trong đi ra, như vậy ta khiến người ta 1 năm 4 mùa đều trú đóng ở Hắc Phong Sơn Mạch Chu Vi, ta ngược lại không tin tưởng tên khốn kia chuẩn bị cả đời ở lại bên trong rồi. Văn Hiên, người đề nghị này không sai. Trừ phi tiểu tử kia có thể từ bầu trời bên trong rời đi Hắc Phong Sơn Mạch, bất quá, đây nhất định là không thể nào, chỉ có thực lực đến tạo hóa cảnh mới có thể ở trên bầu trời tự do phi hành. Vương Vĩnh Tinh cười nói, Vân Đình, ngươi làm sao giàu dĩ không vui, ta biết tên khốn kia đã từng đã cứu ngươi, nhưng hắn hoàn toàn là đối với ngươi giáp tâm bất lương, giống loại người này ngươi vì hắn khổ não cái gì. Trương Văn Hiên ôn nhu đối với Tưởng Vân Đình nói ra. Tưởng Vân Đình lặng lẽ gật gật đầu, Thương Lang đoàn lính đánh thuê người đang uống Diệp Thần Phong lạnh thanh đan, đem trong cơ thể nóng độc thanh trừ sau đó tại Triệu Hồng Lực dẫn dắt đi, toàn bộ Thương Lang đoàn lính đánh thuê đều rời khỏi Bắc Vân Thành, mặc kệ Tưởng Vân Đình làm bất kỳ giữ lại, Triệu Hồng Lực bọn hắn cũng không hề bị lay động, này đưa đến Tưởng Vân Đình nội tâm chậm rãi dao động. Trước mắt nghe được Trương Văn Hiên an ủi, Tưởng Vân Đình nặng nề thở ra một hơi,
nói ra, Văn Hiên ca, ngươi nói không sai, Diệp Thần Phong tuy rằng đã cứu ta, nhưng là của hắn phẩm tính quá kém, hắn không nên đối vương trưởng lão đan dược khởi tham niệm. Tưởng Vân Đình trong tiềm thức càng thêm nguyện ý đi tin tưởng, cùng nàng cùng nhau lớn lên Trương Văn Hiên, lại hoặc là người không muốn thừa nhận tự mình cõng phản Diệp Thần Phong, mình là một cái người vong ân phụ nghĩa. Nam Nguyên Vương Triều Công Chúa, Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử, còn có Linh Dược Cốc Ngũ Trưởng Lão, ngày khác gặp mặt lại thời gian, chính là ta lấy các ngươi mạng chó tháng ngày. Nằm dạp tại trong bụi cỏ Diệp Thần Phong, hai tay của hắn sâu đậm lâm vào mặt đất trong bùn đất, kỳ thực nhất làm cho hắn thất vọng vẫn là Tưởng Vân Đình cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, nguyên bản hắn cho rằng Tưởng Vân Đình chỉ là tạm thời được che đôi mắt, đến lúc này Tưởng Vân Đình lại vẫn u mê không tỉnh, thời khắc này, Diệp Thần Phong đối với Tưởng Vân Đình sát ý, cũng không so với Trương Văn Hiên sát ý thiếu. Chương 1336, đều là người quen cũ. Bầu trời xanh thẳm thượng. Một vệt bóng người tại trời xanh mây trắng trong lúc đó nhanh chóng xuyên qua, này lao người bóng sau lưng thượng giang ra hai con cánh chim màu xanh lam, này bôi ở trên bầu trời phi hành thân ảnh không phải là Diệp Thần Phong ma. Diệp Thần Phong cánh tay phải vững vàng ôm Tần Sương Sương eo nhỏ, vừa vặn Diệp Thần Phong đang nghe được Trương Văn Hiên đám người trò chuyện sau đó hắn liền không có làm dư thừa dừng lại. Hắn biết mình bây giờ còn không phải Trương Văn Hiên các loại đối thủ của người. Cho nên, Diệp Thần Phong về tới Tần Sương Sương bên cạnh, tại Tần Sương Sương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong trên lưng liền mở rộng ra linh khí vũ dực, trực tiếp ôm Tần Sương Sương bay lên bầu trời bên trong, e sợ Trương Văn Hiên đám người tuyệt đối đều sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần Phong thật sự có thể từ bầu trời bên trong rời đi Hắc Phong Sơn Mạch. Được Diệp Thần Phong ôm ở trên bầu trời phi hành Tần Sương Sương, bên tai của nàng là cuồng phong hô khiếu thanh âm, bởi người được Diệp Thần Phong ôm rất chặt, cho nên gò má của nàng trực tiếp kề sát ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực, cho tới người có thể rõ ràng nghe được Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiếng tim đập, cùng với trong lỗ mũi người được Diệp Thần Phong trên người mùi của đàn ông, này làm cho Tần Sương Sương ngực tim đập cũng không nhịn thêm nhanh hơn một chút. Diệp Thần Phong một hơi bay thẳng ra Hắc Phong Sơn Mạch phạm vi bên trong, rơi xuống Bắc Vân Thành ngoài thành một chỗ người ở ít địa phương. Diệp Thần Phong hai chân đứng thẳng trên mặt đất sau, hắn lập tức đem sau lưng linh khí vũ dực thu hồi phía sau lưng bên trong, nguyên bản ở trên bầu trời được Diệp Thần Phong ôm Tần Sương Sương, người cũng gấp bận bịu cách xa Diệp Thần Phong hai ba bước, đỏ mặt hỏi, Diệp Thần Phong, vừa vặn ngươi thi triển chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi hành chiến kỹ? Diệp Thần Phong cũng không hề giấu giếm gật gật đầu, nói ra, biết ngươi trợ giúp mọi người của ta đã chết tại Hắc Phong Sơn Mạch chi bên trong. Cho nên người bây giờ về Bắc Vân Thành không có bất kỳ nguy hiểm nào, chờ lần sau ta trở lại đến Bắc Vân Thành thời điểm, ta liền sẽ giúp ngươi ngồi trên Tần gia gia chủ vị trí. Ta nghĩ ta sẽ không để cho bọn ngươi thời gian quá dài. Nghe được Diệp Thần Phong lần nữa hứa hẹn, Tần Sương Sương cắn cắn thủy nhuận môi, nói ra, Diệp Thần Phong, chính ngươi phải cẩn thận, chớ quên tại chưa hoàn thành ngươi lời hứa với ta trước đó, ngươi nhất định không thể có việc, bằng không ta Tần Sương Sương hội hận ngươi cả đời. Diệp Thần Phong nghe được Tần Sương Sương trong giọng nói đối sự quan tâm của hắn. Hắn cũng biết hay là Tần Sương Sương đối với hắn sinh ra hảo cảm, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện nhi nữ tình cảm thời điểm. Diệp Thần Phong giả vờ ngây ngốc nói, đùa gì thế? Trên thế giới này có thể muốn ta Diệp Thần Phong mệnh người vẫn không có sinh ra đây. Được rồi, ngươi liền ở Bắc Vân Thành chờ ta trở về đi. Nói xong. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể linh khí hướng về trên lưng truyền đi rồi, hai con màu xanh ra trời linh khí vũ rực lại mở rộng ra. Diệp Thần Phong thân ảnh xông thẳng trời xanh, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, liền hoàn toàn biến mất ở Tần Sương Sương trong tầm mắt. Tần Sương Sương ngón tay trắng noãn sờ sờ môi mình, trong đầu hồi tưởng Hắc Phong Sơn Mạch trong, tại sống còn thời điểm, người chủ động đem nụ hôn đầu cho Diệp Thần Phong. Lại hồi tưởng trong sơn động người miệng đối miệng cho Diệp Thần Phong nước uống uống, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng tràn ngập đầu của nàng. Tần Sương Sương khóe miệng xẹt qua một vệt tiểu nữ nhân nụ cười, tự nói, Diệp Thần Phong. Ngươi tại sao phải ưu tú như vậy? Ngươi để ta về sau còn thế nào thích nam nhân khác? Ngược lại, Tần Sương Sương lại khổ sở thở dài. Nói ra, Diệp Thần Phong, ta biết ta và ngươi cũng không phải một thế giới, tương lai ngươi bầu trời càng thêm rộng lớn. Ta sẽ thành tốt với ngươi cảm giác quên, tương lai ngươi có thể xưng bá toàn bộ huyền giới sao?
Tại Diệp Thần Phong đưa Tần Sương Sương đến Bắc Vân Thành ngoài thành sau. Diệp Thần Phong là bay thẳng đến Bắc Vực hoang mạc phương hướng bay đi rồi, hắn nhưng không muốn bỏ qua Bắc Vực trong hoang mạc xuất hiện di tích. Sau 12 ngày, Diệp Thần Phong là thuận lợi tiến vào Bắc Vực trong hoang mạc, đồng thời căn cứ trước đó Tống Xuân Mi đám người trò chuyện, hắn đại khái đã đoán được di tích xuất hiện địa phương, khi hắn sắp tiếp cận di tích giờ địa phương, hắn đem linh khí vũ dực cho thu lại rồi, hắn chuẩn bị đi bộ đi tới. Đương nhiên tại đây 12 ngày bên trong, Diệp Thần Phong chính mình đã làm ra một trương mặt nạ ra người, dù sao Âm Minh Tông người cũng ở đó, Diệp Thần Phong không thể không thay đổi một cái tướng mạo của mình. Giờ khắc này, trên mặt mang mặt nạ ra người Diệp Thần Phong, tướng mạo của hắn trở nên vô cùng tuấn lãng, mặc trên người một kiện trường sam màu trắng, trong tay cầm một cái quạt giấy, mười phần một bộ bất cần đời công tử ca làm vẻ ta đây, bất quá, sau lưng của hắn thanh này hắc huyền kiếm để cả người hắn có vẻ hơi bất luân bất loại. Tại Diệp Thần Phong đi lại sau 20 phút, trong tầm mắt của hắn xuất hiện gần 100 người, hắn biết mình nhất định là cách di tích không xa, khi hắn đi tới gần đây trong 100 người thời điểm, tại đây 100 người trước mặt đứng đấy ba tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Một tên trong đó thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người đàn ông đầu trọc, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, nếu ngươi đã đến nơi này, như vậy không có ta nhóm cho phép, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu như ngươi dám bước ra nơi này một bước, đừng trách ta cho ngươi lập tức toi mạng tại đây. Hai gã khác thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn cũng là mắt lạnh nhìn Diệp Thần Phong, trong con ngươi lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý. Diệp Thần Phong cảm giác một cái chung quanh gần đây 100 người, thực lực của bọn họ đều tại thông linh cảnh đến thần niệm cảnh trong lúc đó, bất quá, trong đó cũng không có bất kỳ một tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Chẳng trách gần đây 100 người tại đây ba tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ trước mặt không dám phản kháng rồi. Mà ngay tại lúc này, một tên râu mép lôi thôi đàn ông trung niên đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, huynh đệ, ta xem trong lòng ngươi nhất định làm nghi hoặc, còn có không phục lắm chứ. Liền để cho ta tới giải thích cho ngươi giải thích đi. Tại chúng ta phía trước cách đó không xa địa phương xuất hiện một cái di tích kia được địa huyền giới thủy ra. Vạn Nguyệt Các, Âm Minh Tông, Hàn Băng Tông cùng Vạn Thú Tông cho lẫn nhau canh gác, mà chúng ta nơi này gần 100 người đều là tán tu, nguyên bản đều là tại Bắc Vực trong hoang mạc lịch luyện. Tại quãng thời gian trước, chúng ta đều nhìn đến đây có 5 màu vầng sáng bay lên, chỗ bằng vào chúng ta đều bị 5 màu vầng sáng hấp dẫn lại đây, ai biết được hấp dẫn tới còn có này 5 đại môn phái bên trong đệ tử, bọn hắn lập tức thông chi tông môn của mình. Thế là này 5 môn phái bên trong cao thủ trước tiên chạy tới nơi này, đồng thời không để cho chúng ta bất cứ người nào rời đi, sợ chúng ta đem nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, đưa tới cái khác đại tông môn. Đương nhiên, này 5 cái đại tông môn cũng không có đem sự tình làm quá tuyệt, bọn hắn lợi dụng rút thăm phương thức, từ chúng ta tán tu bên trong chọn lựa 20 đồng dạng có thể tiến vào trong di tích người, mà chúng ta nơi này gần 100 người đều là rút thăm không có rút chúng. Tiểu huynh đệ, ngươi liền an an tâm tâm ở nơi này ở lại một thời gian đi. Ta xem suốt tiểu huynh đệ ngươi cũng hẳn là có phần thân phận người chứ. Này râu mép lôi thôi đàn ông trung niên, thực lực của hắn tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong y phục trên người trước mặt liệu không sai, cùng với Diệp Thần Phong cầm một cái quạt giấy, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng đều giống như một cái gia tộc nhỏ bên trong công tử ca, cho nên này râu mép lôi thôi tán tu mới sẽ tới đối Diệp Thần Phong giải thích một chút. Thủy gia, Hàn Băng Tông. Diệp Thần Phong biết Thủy gia chính là trời diệu thành Tử Vân sàn đấu giá người phụ trách Thủy Tử Yên gia tộc, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới Thủy Tử Yên cái kia vóc người hoàn mỹ, hơn nữa khí chất sặc sỡ yêu tinh rồi. Còn có Hàn Băng Tông. Lúc trước Diệp Thần Phong nhưng là bị giam giữ tại Hàn Băng trong thánh địa, trong đầu hắn lại không khỏi nghĩ tới Hàn Băng Tông con gái của tông chủ Ninh Tuyết Ni rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong vì trả thù Ninh Tuyết Ni, hắn nhưng là mạnh mẽ thưởng thức Ninh Tuyết Ni miệng nhỏ. Lại tăng thêm Âm Minh Tông Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, này Bắc Vực trong hoang mạc cũng đều là Diệp Thần Phong người quen cũ. Diệp Thần Phong biết dựa vào chính hắn thực lực, hắn căn bản vô pháp tiếp cận Bắc Vực trong hoang mạc di tích rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào Thủy Tử Yên trên người rồi, hắn hy vọng Thủy Tử Yên cũng đi tới Bắc Vực hoang mạc rồi, nếu như Thủy Tử Yên chịu ra tay giúp đỡ, như vậy Diệp Thần Phong tiến vào di tích tỷ lệ liền lớn vô cùng rồi.
Làm Diệp Thần Phong vừa vặn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một người mặc màu đen nhanh thân trường bào, tóc đen khoác ở đầu vai, vóc người thập phần sặc sỡ nữ nhân ở hướng về này vừa đi tới. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ăn mặc màu đen nhanh thân trường bào nữ nhân này không phải là nước gia gia chủ đại tôn nữ Thủy Tử Yên Ma. Này làm cho Diệp Thần Phong khóe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười, xem ra nữ thần may mắn vẫn là đứng ở bên phía hắn. Chương 1337, chúng ta lại gặp mặt. Thủy Tử Yên mới vừa mới xuất hiện, ở đây gần trong 100 người nam tán tu, bọn hắn không hẹn mà cùng đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào Thủy Tử Yên trên người. Thủy Tử Yên rất xinh đẹp, lại là nước gia gia chủ tôn nữ, phải biết Thủy gia trên đất huyền giới nhưng là đường đường tứ phẩm tông môn. Thủy gia cũng là duy nhất lấy gia tộc tình thế chen vào tứ phẩm tông môn phạm trù. Huống hồ trước đó Thủy Tử Yên một mực phụ trách Thủy gia sản nghiệp khổng lồ kinh doanh, có thể nói Thủy Tử Yên là một cái thứ thiệt buôn bán nữ vương, nàng và người khác liên hệ năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ, bình thường chỉ cần không xúc phạm của nàng điểm mấu chốt, nàng đều sẽ dùng hòa thuận thì phát tài đến hóa giải mâu thuẫn. Đương nhiên, Thủy Tử Yên thân là đường đường Thủy gia hòn ngọc quý trên tay. Người nếu là không có một điểm tính khí đó là không có khả năng, không nên nhìn người bề ngoài thật giống vô cùng mở ra, thế nhưng cho đến tận này chả có bất kỳ người đàn ông nào đã tiến vào trong ánh mắt của nàng. Nếu có một ít không biết điều nam nhân đối với nàng đưa ra quá mức yêu cầu, như vậy Thủy Tử Yên hội lập tức trở mặt, hơn nữa làm cho đối phương trong thời gian ngắn nhất liền biến mất ở trên thế giới này. Bất quá, chỉ cần không xúc phạm Thủy Tử Yên điểm mấu chốt, Thủy Tử Yên vẫn là vô cùng dễ nói chuyện. Cho nên ở đây những này nam tán tu, bọn hắn đang nhìn đến Thủy Tử Yên xuất hiện sau đó bọn hắn mới sẽ trở nên nhiệt liệt. Bọn hắn đương nhiên không dám đối Thủy Tử Yên có không an phận ý nghĩ, thế nhưng chỉ cần có thể cùng Thủy Tử Yên như vậy nữ thần nói lên một đôi lời, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là một sự hưởng thụ. Thủy Đại Tiểu Thư, chúng ta chả phải ở chỗ này ngốc tới khi nào? Có thể hay không cho chúng ta ở nơi này tạm thời xây dựng một ít giản dị nơi ở? Đúng vậy, Thủy Đại Tiểu Thư, chúng ta cũng không thể mỗi ngày mỗi đêm ngay ở chỗ này đứng đấy cùng ngồi chứ. Hy vọng Thủy Đại Tiểu Thư ngài có thể giúp chúng ta cho cái khác mấy cái tông môn cũng chuyển đạt một cái đề nghị của chúng ta. Thủy Đại Tiểu Thư, chờ các ngươi tiến vào di tích lại từ trong di tích đi ra. Này nhanh một chút khả năng yêu cầu thời gian mấy tháng, nếu như chậm một chút có thể phải 1-2 năm, chúng ta cũng sẽ không đưa ra quá đáng quá mức yêu cầu. Chúng ta sẽ một mực nơi này đợi được các ngươi để cho chúng ta đi đến, nhưng các ngươi tối thiểu cũng phải để cho chúng ta có cái chỗ ngủ chứ. Đứng ở gần 100 tên tán tu trước mặt 3 tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đang nhìn đến những tán tu này đều náo vọt lên, bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế dồn dập ngút trời mà đã. Vừa nãy quát lớn Diệp Thần Phong cái kia người đàn ông đầu chọc, hắn thuộc về Thủy gia người tu luyện, hắn nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư đến rồi. Hắn lập tức đối với những tán tu này quát lên, các ngươi từng cái tất cả yên lặng cho ta, bằng không đừng trách ta trong tay ẩm huyết đao không khách khí. Tên kia thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người đàn ông đầu chọc, hắn phải trong tay cầm một cái ngân bạch sắc đại đao. Trên thân đao hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, cây đao này nghiễm nhiên là thượng phẩm pháp khí. Về phần hai gã khác thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn cũng không phải Thủy gia người tu luyện. Cho nên tại người đàn ông đầu chọc mở miệng quát tháo sau, bọn hắn chỉ là đứng tại chỗ cũng không nói gì bất kỳ một câu nói. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh tên kia râu mép lôi thôi đàn ông trung niên, hắn nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, nữ nhân kia là không phải rất đẹp. Hắn nhưng là đường đường nước gia gia chủ tôn nữ, bất quá, như chủng loại hình này nữ nhân, chúng ta chỉ có thể rất xa xem hơn vài lần. Lúc trước nước này ra đại tiểu thư vừa vặn đến nơi này thời điểm, bởi vì nàng đối người đều vô cùng khách khí, chỗ có một ít tán tu lá gan là càng lúc càng lớn, một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tán tu. Có thể là nhất thời hứng khởi, hắn lại đang trong lời nói chiếm hai câu thủy đại tiểu thư tiện nghi. Nhưng kết quả, nguyên bản khách khí thủy đại tiểu thư, sắc mặt của nàng lập tức liền lạnh xuống, này thủy đại tiểu thư cũng là có thần niệm cảnh thực lực. Người lúc này liền vặn gãy tên kia tán tu cánh tay cùng bắp đùi, trực tiếp khiến người ta đem tên kia tán tu cho ném tới bắc vực trong hoang mạc hung hiểm chi địa bên trong. Hiện tại tên kia tán tu sợ là sớm đã được bắc vực trong hoang mạc yêu thú ăn hết.
Trong tay cầm một cái quạt giấy Diệp Thần Phong, hắn đối với râu mép lôi thôi đàn ông trung niên trong miệng tên kia tán tu, hắn là một điểm đều không có lòng thương hại, dù sao cũng là tên kia tán tu quá lớn mật rồi, mặc dù chỉ là tại trong lời nói chiếm Thủy Tử Yên tiện nghi, thế nhưng Thủy gia đại tiểu thư uy nghiêm là ai cũng có thể trà đạp sao. Diệp Thần Phong trên trời rượu trong thành thời điểm, hắn cũng cùng Thủy Tử Yên tiếp xúc mấy lần, hắn biết Thủy Tử Yên mặc dù đối với mỗi người hầu như đều làm khách khí, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn tôn trọng Thủy Tử Yên. Thủy Tử Yên thân là Thủy gia hòn ngọc quý trên tay, trong lòng nàng như thế nào lại không có thuộc về mình ngạo khí đâu này. Chỉ là bình thường Thủy Tử Yên lao thẳng đến này cố tử ngạo khí cho giấu giấu đi, nếu như người khác làm cho Thủy Tử Yên đem che giấu ngạo khí hiển lộ ra, như vậy này liền rất có thể sẽ là của ngươi giờ chết rồi. Ăn mặc màu đen nhanh thân trường bào Thủy Tử Yên, người đi qua ba tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ bên cạnh, đứng ở gần 100 tên tán tu trước mặt, nói ra ta sẽ đem đề nghị của các ngươi truyền đạt cho còn lại mấy cái tông môn, mấy người chúng ta tông môn cũng không phải không giảng đạo lý, trải qua ngày hôm qua chúng ta sau khi thương lượng, chờ chúng ta tiến vào trong di tích, lại từ trong di tích lúc đi ra, mấy người chúng ta tông môn hội thích đương cho một ít linh thạch, cho rằng là các ngươi bồi thường. Tại Thủy Tử Yên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, gần đây 100 tên tán tu lần nữa sôi trào lên. Cảm tạ Thủy Đại Tiểu Thư, Thủy Đại Tiểu Thư thật đúng là cái đại thiện nhân a hát. Nếu Thủy Đại Tiểu Thư các người nguyện ý lấy linh thạch đến làm chúng ta bồi thường, như vậy chúng ta cũng không cần nhiều như vậy yêu cầu, chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn ở lại một thời gian. Dù sao linh thạch đối với rất nhiều tán tu tới nói đều là hàng xa xỉ, đương nhiên cũng có một chút tán tu bởi vì chính mình một ít cơ duyên. Trong tay bọn họ cũng có không sai tài nguyên tu luyện, bất quá, đây đều là thiếu một phần người. Tiểu huynh đệ, xem ra lần này ở nơi này sẽ không bạch bạch lãng phí thời gian rồi. Tên kia râu mép lôi thôi đàn ông trung niên, hắn cười nói với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra một vệt biểu tình bất cần đời, nói ra ta đi quen biết một chút Thủy Đại Tiểu Thư. Đùng, một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong tay quạt giấy cho mở ra. Một bên chậm rãi quạt cây quạt, một bên nghênh ngang hướng về Thủy Tử Yên đi tới, này làm cho râu mép lôi thôi đàn ông trung niên hơi sững sờ, đợi được hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Thần Phong đã sắp yếu tiếp cận Thủy Tử Yên rồi, hắn căn bản không kịp ngăn cản Diệp Thần Phong, trong lòng thầm nghĩ, này ngu ngốc công tử ca, thật không biết là cái nào gia tộc nhỏ thiếu gia. Quả thực là đầu tú đậu, nguyên vốn còn muốn từ trên người hắn mỏ điểm chỗ tốt đây này. Xem ra ta nhất định phải cùng hắn phân rõ quan hệ. Mái tóc dài màu đen khoác ở đầu vai Thủy Tử Yên, người cũng nhìn thấy nghênh ngang đi tới Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong trên mặt mang mặt nạ ra người, người căn bản không có nhận ra Diệp Thần Phong đến, hai cái mày liễu vi vi cau lại, người đối Diệp Thần Phong trên người loại kia công tử ca làm vẻ ta đây thập phần phản cảm. Diệp Thần Phong đi tới Thủy Tử Yên trước mặt sau, hắn ngừng lại, nói ra, ngưỡng mộ đã lâu Thủy Đại Tiểu Thư trời sinh quyến rũ, hôm nay gặp mặt, Thủy Đại Tiểu Thư quả nhiên so với trong truyền thuyết còn muốn tướng mạo đẹp. Không biết Thủy Đại Tiểu Thư có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thủy Tử Yên trên mặt vẻ mặt lạnh lẽo lên, nói ra ta không có thời gian. Nếu để cho Thủy Tử Yên rời đi, như vậy Diệp Thần Phong muốn đi tới di tích địa phương tựu không khả năng rồi. Tại tất cả mọi người tràn ngập khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong này cái gọi là công tử ca lúc, Diệp Thần Phong làm ra một cái để Thủy Tử Yên cũng không nghĩ tới cử động, hắn trực tiếp kéo lại Thủy Tử Yên cánh tay, đột nhiên đem Thủy Tử Yên kéo vào trong ngực của mình, cánh tay phải là ôm Thủy Tử Yên thon thả. Được Diệp Thần Phong đột nhiên ôm lấy Thủy Tử Yên, người trong lỗ mũi không ngừng xông vào Diệp Thần Phong trên người nam nhân vị nói, này làm cho nàng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, từ trước đây đến bây giờ. Người Thủy Tử Yên vẫn không có được bất kỳ người đàn ông nào ôm qua đây, hôm nay lại bị ác tâm như vậy công tử ca cho chiếm đi tiện nghi. Chính lúc Thủy Tử Yên muốn tăng lên khởi trong cơ thể khí thế, đem Diệp Thần Phong trực tiếp đánh gục ở đây thời điểm, Diệp Thần Phong miệng sát gần Thủy Tử Yên lỗ tai bên, tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt, tỷ tỷ ngươi thật là làm cho đệ đệ lòng ta lạnh a hát. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem đệ đệ ta quên rồi. Diệp Thần Phong cũng không làm được để Thủy Tử Yên động thủ, lấy thực lực bây giờ của hắn chả không phải là đối thủ của Thủy Tử Yên, làm cho không khéo vẫn đúng là sẽ chết tại Thủy Tử Yên trong tay, cho nên hắn lập tức thấp giọng đối Thủy Tử Yên biểu lộ thân phận của mình.
Chương 1338, danh ngạch. Diệp Thần Phong đột nhiên hành động này, trong nháy mắt thanh tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực chính là chán sống rồi, hắn loại hành vi này cùng tự sát có khác biệt sao? Tiểu tử này là ai vậy? Lẽ nào hắn không biết mình đang làm gì? Chả là đầu của hắn căn bản là có vấn đề. Nhìn tiểu tử mặc chính là nhân mô cẩu dạng, hơn nữa tuổi còn trẻ liền có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Ta xem tiểu tử này hẳn là cái nào gia tộc nhỏ bên trong thiếu gia, bất quá, hắn cho là mình ở nơi nào. Hắn cũng không trợn to mắt chó của chính mình nhìn xem, thủy ra là loại người như hắn người có thể đắc tội sao. Vừa nãy tiểu tử này một mực cùng cái kia râu mép lôi thôi đàn ông trung niên cùng nhau, ta xem hôm nay chuyện này không ngừng tiểu tử này một người phải xui xẻo. Ở đây rất nhiều người ánh mắt đều liếc nhìn tên kia râu mép lôi thôi đàn ông trung niên, này làm cho trong lòng của hắn hối hận ruột đều thanh, hắn vội vã giải thích, ta cùng tiểu tử này một chút quan hệ cũng không có, ta vừa vặn chỉ là tại giải thích cho hắn một cái phát sinh ở chuyện nơi đây. Ba tên phụ trách duy trì nơi này trật tự thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, một tên trong đó thuộc về thủy gia người đàn ông đầu chọc, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem chính mình đại tiểu thư cho ôm vào trong lòng. Hắn là dọa được chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn biết Thủy Tử Yên nhưng là gia chủ thương yêu nhất tôn nữ, nếu để cho gia chủ biết Thủy Tử Yên ở trước mặt hắn bị người chiếm tiện nghi, chỉ sợ hắn cũng đừng nghĩ yếu tiếp tục lưu lại Thủy gia rồi. Khốn nạn, người cho lập tức thả ta ra ra đại tiểu thư. Người đàn ông đầu chọc trên trán bạo khởi từng cây gân xanh, trên người lăn lộn thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế. Được Diệp Thần Phong ôm Thủy Tử Yên. Nói ra, chuyện này ta hội tự mình xử lý. Nghe được Thủy Tử Yên lời nói sau, người đàn ông đầu chọc là một trận mồ hôi lạnh, hắn cũng biết Thủy Tử Yên tính khí, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong ôm Thủy Tử Yên e sợ Thủy Tử Yên tại chỗ tự sẽ khiến Diệp Thần Phong muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tên ngu ngốc này khốn nạn, hắn quả thực là được Thủy Đại Tiểu Thư khuôn mặt đẹp cho làm cho hôn mê đầu, như loại này rác rưởi chết chưa hết tội. Chính là suýt chút nữa làm phiền hà ta a. Ở đây còn lại tán tu cũng từng cái có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trên mặt là mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười, bọn hắn khẳng định Diệp Thần Phong tiểu tử này lập tức muốn được Thủy Tử Yên cho tại chỗ bắn chết rồi. Được Diệp Thần Phong ôm Thủy Tử Yên, người vừa vặn khi nghe đến Diệp Thần Phong thanh âm sau, người là hơi sững sờ, sau đó người lập tức liền đoán được thân phận của Diệp Thần Phong từ lần trước trên trời rượu ngoài thành trong rừng. Diệp Thần Phong cự tuyệt Thủy Tử Yên lôi kéo sau Thủy Tử Yên trong đầu thỉnh thoảng đều sẽ hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh. Tuy rằng Thủy Tử Yên cũng không biết mình có phải không đối Diệp Thần Phong có hảo cảm. Thế nhưng người biết tối thiểu chính mình cũng không ghét Diệp Thần Phong, cho nên, người trong thân thể vừa vặn tăng lên thật khí thế lại thu về, trên mặt khôi phục nụ cười, hơn nữa cười đến là càng thêm mê người rồi. Thủy Tử Yên lấy chỉ có nàng và Diệp Thần Phong mới có thể nghe được âm thanh. Nói ra, đệ đệ làm sao? Chẳng lẽ là tỷ tỷ ta quá mê người rồi, cho ngươi một đường tìm tới Bắc Vực hoang mạc đến? Lẽ nào đệ đệ ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Thủy gia? Tê tê dại dại thanh âm truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, huống hồ hiện tại Diệp Thần Phong chả ôm Thủy Tử Yên thon thả, này làm cho trong lòng của hắn là hô to chịu không được. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tinh sau đó nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta chỉ là nghe nói nơi này xuất hiện một cái di tích. Ta mới tới nơi này thử vận khí một chút không biết tỷ tỷ ngươi tiến vào di tích thời điểm, ngươi có thể hay không đem ta cũng mang lên. Nếu đệ đệ ngươi đều tìm tới tỷ tỷ ta rồi, như vậy ta còn có không đáp ứng đạo lý sao? Đây coi như là đệ đệ ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau nhưng là phải trả. Thủy Tử Yên đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Diệp Thần Phong. Người ở chỗ này nhìn thấy Thủy Tử Yên chậm chạp không có đối với Diệp Thần Phong động thủ. Bọn hắn cũng không nghe được Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên ở giữa nói chuyện, bầu không khí nhất thời trở nên hơi ngưng trọng lên, liền ngay cả cái kia ba tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cũng không dám thở một cái. Mà đang ở bầu không khí nhảy lên tới cao nhất thời điểm, Thủy Tử Yên cười phóng đại một ít âm thanh, nói ra, được rồi, đệ đệ, kế tiếp liền để tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở tham quan đi. Thủy Tử Yên mang theo Diệp Thần Phong trực tiếp đi qua cái kia ba tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ bên cạnh, đặc biệt là trong đó một tên người đàn ông đầu chọc, hắn nhưng là phi thường rõ ràng chính mình đại tiểu thư tỷ khí,
theo lý tới nói Thủy Tử Yên hẳn là muốn đem Diệp Thần Phong băm thành tám mảnh, mà kết quả lại là hoàn toàn khác biệt, Thủy Tử Yên dĩ nhiên không chút nào sinh khí. Chả tiếp tục để Diệp Thần Phong ôm, còn nói muốn dẫn Diệp Thần Phong đi tham quan một mình ở địa phương. Này làm cho tên kia người đàn ông đầu chọc cảm giác thế giới quá điên cuồng, hắn lúc trước chả chưa từng nhìn thấy chính mình đại tiểu thư cùng một người đàn ông khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đây. Mà ở chàng còn lại gần 100 tên tán tu, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong ôm Thủy Tử Yên bóng lưng rời đi, con ngươi của bọn họ tử đều suýt chút nữa thì trợn lồi ra, đây là cái gì một cái tình huống. Tình cảnh này không khỏi cũng quá thảo đàn một chút chứ. Về phần vừa vặn tên kia nỗ lực muốn cùng Diệp Thần Phong phủi sạch quan hệ dâu mép lôi thôi đàn ông trung niên, hắn lập tức cao ngạo quát, các ngươi mỗi một người đều nhìn thấy không? Đó là huynh đệ của lão tử, các ngươi nhìn xem huynh đệ của lão tử phải hay không rất trâu tách ra. Trên đất huyền giới có ai có thể như thế quang minh chánh đại ôm thủy gia đại tiểu thư? Ngươi ít hướng về trên mặt chính mình rát vàng, cái kia vị tiểu huynh đệ ngươi biết sao? Ngươi vừa vặn còn không phải nói ngươi cùng hắn một chút quan hệ cũng không có đấy sao? Được rồi, dù sao thủy đại tiểu thư cũng không là chúng ta những người này có thể với cao, chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi rời đi tháng ngày đi. Thủy Tử Yên mang theo Diệp Thần Phong rời khỏi tầm mắt của mọi người sau, Diệp Thần Phong cũng liền bận bịu buông lỏng ra Thủy Tử Yên thon thả, này làm cho Thủy Tử Yên là hí hành hạ nhìn hướng Diệp Thần Phong, hỏi, đệ đệ, làm sao? Tỷ tỷ hông của ôm được thoải mái sao? Thủy Tử Yên cười tiếp tục nói, di tích thì ở phía trước cách đó không xa địa phương, hiện tại cái này bên trong một đoạn là không có người khu vực, để ngươi tại tỷ tỷ ta trước mặt liền không cần phải giả bộ đâu chứ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, Thủy Đại Tiểu Thư, vừa nãy là vì để cho ngươi nhận ra thân phận của ta, ta mới làm như vậy, hy vọng Thủy Đại Tiểu Thư ngươi thứ lỗi. Diệp Thần Phong không muốn cùng Thủy Tử Yên con yêu tinh này có quá nhiều tiếp xúc. Thủy Tử Yên nhíu nhíu mày, nói ra, đệ đệ, lẽ nào ngươi cho rằng ta tiện nghi cứ như vậy tốt chiếm sao? Nếu như đổi lại là những người khác vừa vặn như thế ôm ta, coi như là cùng ta biết nam nhân, ta cũng nhất định sẽ khiến hắn từ trên thế giới này biến mất. Đệ đệ ngươi làm sao như thế yêu thích Dịch Dung? Hay là nói nơi này có người nhận thức ngươi? Ngươi sợ đưa tới phiền phức không tất yếu? Thủy Tử Yên quả nhiên là một người đàn bà thông minh, người lập tức đoán được rất nhiều thứ. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, nói ra, Thủy Đại Tiểu Thư, nếu như ngươi không thể đủ giúp ta tiến vào di tích, như vậy ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta hiện tại liền rời đi. Thủy Tử Yên mất mặt nói, ngươi thật đúng là mở không nổi chuyện cười, bất quá, trong khoảng thời gian này ta còn là thích ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta khá là yêu thích danh xưng này. Đơn giản như vậy yêu cầu, người hẳn là sẽ không từ chối chứ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, tính là đồng ý Thủy Tử Yên yêu cầu, sau đó, Thủy Tử Yên nói ra, lần này có thể tiến vào trong di tích nhân số phi thường có hạn, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết trừ chúng ta thủy gia ở ngoài, còn có Vạn Nguyệt Các, Âm Minh Tông, Hàn Băng Tông cùng Bách Thú Tông cũng ở nơi đây. Trải qua một phen sau khi thương lượng, còn có vì bình tức những tán tu kia bất mãn, chúng ta tại tán tu bên trong cũng chọn lựa 20 có thể tiến vào di tích người, mà chúng ta năm đại tông môn, mỗi cái trong tông môn cũng chỉ có thể đủ tiến vào 15 tên đệ tử, nói cách khác lần này có thể tiến vào di tích chỉ có 95 người. Kỳ thực mỗi cái trong di tích tuy rằng có thể sẽ có cơ duyên lớn tồn tại, nhưng là đồng dạng kèm theo nguy hiểm to lớn, những tán tu kia lại không có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có pháp bảo lợi hại, bọn hắn tiến vào trong di tích còn sống tỷ lệ phi thường thấp. Cho nên coi như là chúng ta năm đại tông môn tiến vào trong di tích người cũng không nghi quá nhiều, nhiều lắm chỉ biết vô duyên vô cớ tăng cường tử vong. Dù sao chúng ta thủy ra 15 cái danh ngạch vẫn không có hoàn toàn định ra đến, đệ đệ danh ngạch của ngươi ta sẽ giúp ngươi thu vào tay, hy vọng lần này đệ đệ ngươi từ trong di tích đi ra, có thể suy nghĩ một chút nữa gia nhập chúng ta nước ra sự tình. Nếu Thủy Tử Yên đều như thế hỗ trợ, như vậy Diệp Thần Phong cũng không tiện lập tức cự tuyệt. Hắn chỉ là hàm hồ nói ra, được, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Chương 1339, lăn ra nơi này. Nghe được Diệp Thần Phong hội tốt suy nghĩ một chút, Thủy Tử Yên trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, người vừa vặn một mực không có quan sát tỉ mỉ Diệp Thần Phong, lần này người rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ,
này làm cho người trong con ngươi xinh đẹp phóng ra khác thường ánh sáng đến. Thủy Tử Yên nhớ được phi thường rõ ràng, lần trước nàng và Diệp Thần Phong lúc chia tay, Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Diệp Thần Phong càng nhưng đã có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong tăng cao thực lực su đu quả là nhanh bất khả tư nghị, huống chi tại Thủy Tử Yên trong mắt, Diệp Thần Phong chả là một gã cao thâm khó dò luyện khí sư, này làm cho người càng thêm quyết định muốn cho Diệp Thần Phong gia nhập bọn hắn Thủy gia rồi. Tiểu thuyết, kỳ thực Diệp Thần Phong bây giờ căn bản không thể đủ xưng là luyện khí sư, hắn bây giờ còn chỉ biết luyện chế chữ vật giới chỉ mà thôi, bất quá, nếu để cho Thủy Tử Yên Diệp Thần Phong đã là một tên thứ thiệt nhất phẩm luyện dược sư lời nói. E sợ Thủy Tử Yên thì sẽ không thể bình tĩnh như thế nói chuyện với Diệp Thần Phong rồi. Đệ đệ, người tăng cao thực lực su đu thật đúng là để tỷ tỷ ta giật mình a hát. Thủy Tử Yên ôm một cái Diệp Thần Phong cánh tay, tiếp tục nói, được rồi, ta mang đệ đệ ngươi đi chỗ ta ở xem một chút đi. Diệp Thần Phong bản năng muốn đem cánh tay của mình rút ra, thế nhưng hắn cũng Thủy Tử Yên cũng không phải một cái nữ nhân tùy tiện, nếu Thủy Tử Yên chủ động ôm cánh tay của hắn. Hắn lại hết sức đi kiếm cởi, ngược lại sẽ khiến hắn cùng Thủy Tử Yên đều lúng túng, cho nên Diệp Thần Phong cũng tự tùy ý Thủy Tử Yên ôm cánh tay của mình rồi. Tại Thủy Tử Yên mang theo Diệp Thần Phong đi rồi sau 10 phút, Diệp Thần Phong lục tục nhìn thấy một ít dùng cọc gỗ xây dựng lên phòng ốc đơn giản. Thủy Tử Yên chỉ vào bên trái cách đó không xa 5-6 căn phòng ốc đơn giản, nói ra, đệ đệ, nơi đó chính là chúng ta Thủy gia tạm thời chỗ ở. Còn lại xây dựng lên nhà gỗ đều là mặt khác 4 cái tông môn nơi ở. Đương nhiên một phần thực lực tương đối cường hãn tán tu cũng ở nơi này, nếu không có mấy tên thực lực cường hãn tán tu ra mặt, chúng ta 5 đại tông môn vì không gây thêm rắc rối, chúng ta cũng sẽ không cho tán tu nhường ra 20 danh ngạch. Đương nhiên là có mấy tên thực lực cường hãn tán tu hỗ trợ, chúng ta phá tan di tích cửa vào kết giới su đu cũng thêm nhanh hơn không ít, hẳn là tại trong vòng 2 ngày. Di tích liền sẽ triệt để được mở ra. Các đại môn phái ở nhà gỗ cùng nhà gỗ trong lúc đó đều là cách nhau một khoảng cách lớn, tại Thủy Tử Yên vừa cùng Diệp Thần Phong giải thích, một bên mang theo Diệp Thần Phong hướng về Thủy gia tạm thời ở giản dị nhà gỗ đi đến thời điểm. Tại Thủy gia 5-6 căn nhà gỗ chạm kế tiếp một nam một nữ. Nữ ước chừng 18 tuổi, mặc trên người một cái màu xanh sợi tơ quần áo, lớn lên cùng Thủy Tử Yên có mấy phần tương tự, bất quá. Tên thiếu nữ này không có Thủy Tử Yên thành thục, so với Thủy Tử Yên nhiều hơn mấy phần đáng yêu cùng đẹp đẽ, người chính là Thủy Tử Yên em gái ruột Thủy Mộng Hàm. Mà đứng tại Thủy Mộng Hàm bên cạnh thanh niên, hắn và Thủy Tử Yên không sai biệt lắm tuổi, hắn nhìn cách đó không xa chính ôm Diệp Thần Phong cánh tay đi tới Thủy Tử Yên, trên mặt hắn tràn đầy không dám tin vẻ mặt, hắn chính là Thủy gia đại trưởng lão tiểu tôn tử Giang Tuấn Hoa. Thủy gia dĩ nhiên không phải tất cả mọi người họ Thủy được rồi. Thủy gia vì nhanh chóng quật khởi, bọn hắn đương nhiên cũng là hàng năm đều sẽ chiêu thu đệ tử. Mà ở Thủy gia ngoại trừ Thủy gia dòng chính một mạch cường thế nhất bên ngoài, phải kể là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người. Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người chỉ là mơ hồ so với Thủy gia dòng chính một mạch yếu hơn một bậc, cho nên Thủy gia đại trưởng lão một mạch, tại Thủy gia cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Mộng Hàm, được Tử Yên tỷ ôm cánh tay tiểu tử kia là ai? Ta nhớ được chúng ta Thủy gia thật giống cũng không hề người này chứ. Giang Tuấn Hoa sắc mặt có phần âm trầm hỏi, Thủy Tử Yên tại Thủy gia nhưng là mỗi người đệ tử trong lòng nữ thần, theo đuổi Thủy Tử Yên người nhiều không kể xiết, trong này cũng bao gồm Giang Tuấn Hoa thân ca ca Giang Tuấn Thiên. Lần này Giang Tuấn Thiên cũng đi tới Bắc vực hoang mạc, mà Giang Tuấn Hoa trong lòng đã coi Thủy Tử Yên là làm đại tẩu của mình rồi, dưới cái nhìn của hắn Thủy Tử Yên mặc dù đối với mọi người làm khách khí, thế nhưng trong xương lại cao ngạo làm, ca ca hắn Giang Tuấn Thiên theo đuổi Thủy Tử Yên thời gian 2 năm rồi, nhưng là liền một điểm tiến triển cũng không có, cho nên dưới cái nhìn của hắn Thủy Tử Yên làm sao Kenung sẽ chủ động ôm một người đàn ông cánh tay. Thủy Tử Yên muội muội Thủy Mộng Hàm, người hoàn toàn là một bộ được thói quen hư mất đại tính tiểu thư, nàng và mình tỷ tỷ quan hệ phi thường xem, làm nàng nhìn thấy chính mình luôn luôn cao ngạo tỷ tỷ dĩ nhiên ôm một người đàn ông cánh tay. Này làm cho nàng là không khỏi nhíu nhíu mày, người ngược lại muốn xem là người nào có thể làm cho tỷ tỷ của nàng như thế chủ động. Giang Tuấn Hoa ca ca Giang Tuấn Thiên bọn người đi di tích bên kia, trước mắt tại Thủy gia 5-6 căn nhà gỗ trước, ngoại trừ Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa bên ngoài, chỉ có 3 tên hợp biển cảnh thanh niên,
bọn hắn ở một bên tán gẫu thiên. Làm Thủy Tử Yên ôm Diệp Thần Phong đi tới Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa đám người trước mặt thời điểm, Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa là một mắt đã nhận ra Diệp Thần Phong thực lực, bọn hắn không nghĩ tới được Thủy Tử Yên ôm người, dĩ nhiên chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, yếu Giang Tuấn Hoa cũng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, mà Thủy Mộng Hàm nhưng là có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Thủy Mộng Hàm nhìn xem Diệp Thần Phong cực kỳ trắng nõn khuôn mặt, cùng với trong tay cầm một cái quạt giấy, trên lưng cõng lấy một thanh khổng lồ kiếm lớn màu đen, bộ này tạo hình để Thủy Mộng Hàm là càng thêm phản cảm rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần Phong người như thế hoàn toàn là dựa vào nữ nhân kiếm cơm, tỷ tỷ của mình làm sao sẽ coi trọng người như thế. Mộng Hàm, vị này là bằng hữu của ta, ta vừa vặn ở bên ngoài vừa vặn gặp gỡ, lần này hắn yếu cùng chúng ta đồng thời tiến vào di tích bên trong. Thủy Tử Yên cho dù gặp được muội muội của mình, người vẫn cứ là phi thường lớn phương ôm Diệp Thần Phong cánh tay, nhất cử nhất động trong lúc đó là cực kỳ tự nhiên. Khi nghe đến Thủy Tử Yên lời nói sau, Thủy Mộng Hàm lập tức nói ra, tỷ tỷ, người đang nói cái gì? Người muốn thanh một cái tiến vào di tích danh ngạch cho người này. Hắn cùng chúng ta Thủy gia có quan hệ gì? Người hẳn là sẽ không là thích hắn chứ? Hắn mới chỉ là hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, hắn căn bản một điểm đều không xứng với ngươi. Ngược lại, Thủy Mộng Hàm lại nổi giận đùng đùng đối với Diệp Thần Phong, quát lên, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, ta hy vọng ngươi lập tức biến mất ở tầm mắt của chúng ta bên trong, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong đem cánh tay tự nhiên từ Thủy Tử Yên cánh tay bên trong kéo ra đi ra, Thủy Mộng Hàm nhìn thấy Diệp Thần Phong cử động sau đó người cho rằng Diệp Thần Phong chính là một cái bao cỏ, Diệp Thần Phong là sợ hãi. Chuẩn bị lập tức rời khỏi, nàng xem hướng về Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt khinh thường. Ai biết Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, là tỷ tỷ của ngươi mời ta tới nơi này, ta có rời hay không cũng không phải ngươi nói tính, huống hồ tương lai ta nói không chắc chả sẽ trở thành ngươi tỷ phu, cho nên ngươi tốt nhất đối với ta vị này tỷ phu khách khí một điểm. Nếu Thủy Mộng Hàm là Thủy Tử Yên muội muội, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có ý định cùng nàng tính toán nhiều như vậy. Thuận miệng cùng Thủy Mộng Hàm mở lên chuyện cười đến. Thủy Tử Yên nụ cười trên mặt biến mất rồi, giọng nói của nàng nghiêm túc nói, được rồi, Mộng Hàm, ngươi không nên ở chỗ này hồ nháo, hắn là chúng ta Thủy gia khách nhân, có ngươi như thế đối xử khách nhân sao? Thấy Thủy Tử Yên cũng không hề phản bác Diệp Thần Phong lời nói, Thủy Mộng Hàm trong lòng là càng thêm tức giận, người hung hăng trừng lên Diệp Thần Phong, nói ra tỷ tỷ, ngươi không cần được người này lời ngon tiếng ngọt lừa gạt rồi. Tỷ tỷ ngươi kiêu ngạo đi nơi nào? Ngươi làm sao sẽ coi trọng người như vậy? Coi như là một cái chó ghẻ cũng còn mạnh hơn hắn. Diệp Thần Phong vốn là không có ý định chấp nhặt với Thủy Mộng Hàm, nhưng khi nghe đến Thủy Mộng Hàm đem hắn tỷ dụ thành một cái chó ghẻ sau, sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống, mà đứng ở một bên Giang Tuấn Hoa, hắn vẫn là đang đeo đuổi Thủy Mộng Hàm. Hắn lập tức chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, nếu không muốn chết, như vậy ngươi cho ta lập tức lăn ra nơi này. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Giang Tuấn Hoa, nói ra, ngươi có tư cách tiến vào trong di tích sao? Giang Tuấn Hoa cực kỳ cao ngạo nói, danh ngạch của ta đã sớm nội định xuống, nếu như ngươi nếu không lập tức cút cho ta lời nói, như vậy ta dám cam đoan kết cục của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Lập tức cho ta hướng về hắn nói xin lỗi. Bằng không hai người các ngươi cút cho ta xuất nơi này. Thủy Tử Yên trên mặt vẻ mặt cũng băng lạnh xuống, nếu Diệp Thần Phong là người mang về người, như vậy người làm sao có thể để Diệp Thần Phong bị khinh bỉ đâu này. Dưới cái nhìn của nàng muội muội của mình thật sự là quá không hiểu chuyện, trong cơ thể nàng thần niệm cảnh thật khí thế hướng về Thủy Mộng Hàm cùng Giang Tuấn Hoa áp bách tới. Chương 1340, lần sau không may mắn như thế nữa. Thủy Mộng Hàm không nghĩ tới tỷ tỷ của mình sẽ vì Diệp Thần Phong cùng nàng trở mặt, trên mặt nàng tràn đầy ủy khuất vẻ mặt, người hướng về phía Diệp Thần Phong, quát lên, ngươi căn bản không phải người đàn ông, đừng tưởng rằng có tỷ tỷ ta che chở ngươi liền hết chuyện, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào trong di tích, ngươi căn bản không có tư cách chiếm đi chúng ta Thủy gia tiến vào di tích một cái danh ngạch. Tử Yên tỷ, ngươi lẽ nào thật sự phải che chở tiểu tử này sao? Tiểu tử này có chỗ nào so được với ta ca? Ngươi ở trong lòng ta đã là đại tẩu của ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý tiểu tử này chiếm đi chúng ta Thủy gia một cái danh ngạch. Tiểu tử này nhất định muốn cho Mộng Hàm xin lỗi,
sau đó lập tức lăn ra trong tầm mắt của chúng ta. Nếu như là vẻn vẹn Giang Tuấn Hoa một người, hoặc đối với hắn không dám chống đối Thủy Tử Yên, bất quá, trước mắt có Thủy Tử Yên muội muội Thủy Mộng Hàm tại, này làm cho Giang Tuấn Hoa cũng có dũng khí. Thủy Tử Yên trên mặt vẻ mặt là càng ngày càng lạnh như băng, mà trong tay cầm một cái quạt giấy Diệp Thần Phong, đùng. Một tiếng, hắn trực tiếp đem trong tay quạt giấy cho khép lại lên, nhìn xem Giang Tuấn Hoa, nói ra, ngươi vừa vặn không phải nói ngươi tiến vào di tích danh ngạch đã nội định xuống sao. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy ta lập tức rời đi, nếu như ngươi đã thua bởi ta, như vậy ngươi cái danh ngạch này liền thuộc về ta rồi, thế nào? Ngươi có dám hay không? Nhìn thấy thực lực chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ Diệp Thần Phong. Lại dám không biết sống chết đưa ra cùng mình luận võ, này làm cho Giang Tuấn Hoa cảm thấy thật là buồn cười, hắn dù nói thế nào cũng là hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ, phải giải quyết Diệp Thần Phong còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Đứng ở Giang Tuấn Hoa bên cạnh Thủy Mộng Hàm, người khi nghe đến Diệp Thần Phong này ngu ngốc đề nghị sau, trên mặt nàng là vui vẻ ra mặt, nói ra, Giang Tuấn Hoa, ngươi rồi cùng hắn qua mấy chiêu, thật tốt sửa chữa hắn dừng lại. Để tỷ tỷ ta biết tiểu tử này chính là cái oát con vô dụng, sau đó lại khiến hắn lập tức cút cho ta. Giang Tuấn Hoa khi nghe đến Thủy Mộng Hàm lời nói sau, hắn còn có không đáp ứng Diệp Thần Phong đạo lý sao? Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, đây là ngươi chính mình nói ra, đến lúc đó thua ngươi cũng đừng kêu cha gọi mẹ. Mà Diệp Thần Phong bên cạnh Thủy Tử Yên, người khi nghe đến Diệp Thần Phong đề nghị này sau, người nghi ngờ liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Người đối với Diệp Thần Phong sức chiến đấu cũng không phải phi thường tinh tường, huống hồ Diệp Thần Phong cùng Giang Tuấn Hoa thực lực chênh lệch đặt tại đó, người đương nhiên lo lắng Diệp Thần Phong có thể không cách nào chiến thắng Giang Tuấn Hoa được rồi. Dù sao Giang Tuấn Hoa là Thủy gia đại trưởng lão tiểu tôn tử, Giang Tuấn Hoa từ nhỏ công pháp tu luyện cùng chiến kỹ cũng là Thủy gia đứng đầu, tại Thủy gia Giang Tuấn Hoa ở độ tuổi này bên trong người, Giang Tuấn Hoa xem như là tư chất xuất chúng rồi. Kỳ thực không dùng tới để ý tới bọn hắn, danh ngạch của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ đến. Thủy Tử Yên đối với Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, muội muội ngươi nói không sai, ta nhưng không cần nữ nhân tới bảo vệ, dĩ nhiên tiến vào di tích danh ngạch ta có thể chính mình tranh thủ đến, như vậy tiết kiệm đến lúc đó những người khác đối với ngươi thuyết tam đạo tứ được rồi. Nghe được Diệp Thần Phong đều thanh nói tới cái này phân thượng rồi. Thủy Tử Yên cũng biết Diệp Thần Phong là tâm ý đã quyết rồi, mà đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Thủy Mộng Hàm, người ngược lại là cười liếc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, đúng vậy, người cũng vẫn tính là có một chút cốt khí, bất quá, hôm nay kết quả là không sẽ cải biến, sau đó chính người hội ngoan ngoãn lăn ra nơi này. Tiểu tử, nhanh chóng lấy ra binh khí của ngươi đi. Giang Tuấn Hoa một mặt khinh thường nói, trong lòng của hắn căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Hắn chắc chắn tại 10 chiêu bên trong liền để Diệp Thần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong tay cầm một cái quạt giấy Diệp Thần Phong, hắn không sao cả cười nói, đối phó ngươi loại này rác rưởi, ta cần phải sử dụng binh khí của ta sao? Trong tay ta cái này quạt giấy tự xem như là binh khí, ngươi không dùng tới ta cùng khách khí, kỳ thực ngươi căn bản liền làm đối thủ của ta tư cách cũng không có. Diệp Thần Phong cả lơ phất phơ dáng dấp, trong miệng cực kỳ ngông cuồng ngôn ngữ. Này triệt để thanh Giang Tuấn Hoa cho chọc giận, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh nhất thời xuất hiện tại hắn bàn tay phải bên trong, cái này trường kiếm màu xanh chính là thượng phẩm pháp khí. Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến Giang Tuấn Hoa sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, người cực kỳ mừng rỡ đi tới Thủy Tử Yên bên cạnh, nói ra tỷ, ngươi liền hãy chờ xem. Này không biết điều tiểu tử, hắn lập tức liền phải lại hướng về ta nói xin lỗi. Thủy Tử Yên là bất đắc dĩ lắc đầu, người mặc dù cũng không biết Diệp Thần Phong có thể hay không chiến thắng Giang Tuấn Hoa, nhưng nàng biết Diệp Thần Phong nhưng là lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, Giang Tuấn Hoa muốn vượt qua Diệp Thần Phong chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản. Phải cầm trong tay trường kiếm màu xanh Giang Tuấn Hoa, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Một bên Thủy Mộng Hàm. Nàng nhìn thấy Giang Tuấn Hoa vừa bắt đầu liền sử dụng cực hạn tốc độ, người có phần không thú vị nói, xem ra tiểu tử này cũng bị Giang Tuấn Hoa cho một chiêu miểu sát, bất quá, này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tiểu tử này thực lực muốn so Giang Tuấn Hoa yếu hơn rất nhiều.
trong tay cầm một cái quạt giấy. Diệp Thần Phong, hắn chấn định tự nhiên nhìn xem hướng chính mình lướt tới Giang Tuấn Hoa, hắn đem Giang Tuấn Hoa mỗi một cái động tác đều là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tại Giang Tuấn Hoa trong tay trường kiếm màu xanh ép thẳng tới Diệp Thần Phong vai lúc, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân khẽ động, phi thường xảo diệu tránh thoát Giang Tuấn Hoa công kích. Sau đó, Giang Tuấn Hoa tốc độ mặc kệ nhanh bao nhiêu, lại hoặc là mỗi một kiếm mặc kệ có cỡ nào xảo quyệt, Diệp Thần Phong đều có thể dễ dàng né tránh, này làm cho một bên Thủy Mộng Hàm là nhìn trợn mắt hốc mồm, người không thể tin được Diệp Thần Phong tốc độ vì cái gì có thể nhanh như vậy. Diệp Thần Phong lần nữa tránh thoát Giang Tuấn Hoa một kiếm, sau đó dưới chân hắn bước chân lui về phía sau hai bước, nhìn xem có phần thở hổn hển Giang Tuấn Hoa, cười nói, làm sao? Ngươi ngược lại là nhanh lên một chút a hát, đến bây giờ ngay cả ta một cái góc áo đều vẫn không có đụng tới đây. Ngươi vừa vặn hung hăng cùng tự tin đi nơi nào? Nghe vậy, Giang Tuấn Hoa là tức đến muốn phun máu ra rồi, hắn hiện tại kết luận Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ phi thường đột xuất. Hắn lập tức quát lên, có bản lĩnh ngươi không cần né tránh a hát. Nhảy nhót tưng bừng, ngươi là đến cho chúng ta biểu diễn tiết mục đấy sao? Vừa vặn Mộng Hàm nói ngươi liền một cái chó ghẻ cũng không bằng, ta xem này vẫn là vô cùng có đạo lý. Một bên Thủy Mộng Hàm, người cũng bĩu môi khinh thường ba, nói ra, chó ghẻ, chỉ biết nhảy nhót tưng bừng chó ghẻ, này hình dung ngược lại là phi thường chuẩn xác. Diệp Thần Phong khi nghe đến Giang Tuấn Hoa cùng Thủy Mộng Hàm lần nữa đem hắn tỉ dụ thành chó ghẻ sau, hắn thu hồi trên mặt biểu tình bất cần đời, khóe miệng lộ ra một vệt khiến người ta dùng mình cười gằn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Giang Tuấn Hoa, nói ra, nếu như ngươi muốn buộc ta động thủ, như vậy ta liền như ngươi mong muốn. Được, xem ta đến làm sao làm thịt ngươi này chó ghẻ. Giang Tuấn Hoa đem người bên trong thật khí thế tăng lên tới cực hạn. Mà Diệp Thần Phong nhưng là một chân đạp đất, thân ảnh của hắn nhanh chóng áp sát Giang Tuấn Hoa, này Giang Tuấn Hoa phản ứng ngược lại cũng đúng là nhanh vô cùng, trong tay hắn trường kiếm màu xanh hướng về Diệp Thần Phong thân ảnh đâm tới. Diệp Thần Phong nắm tại trong tay phải quạt giấy nhẹ nhàng một ngăn, hắn đem trong thân thể linh khí rót vào đã đến gãy trong quạt, tại quạt giấy cùng trường kiếm màu xanh đụng vào trong nháy mắt, quạt giấy cũng không hề được trực tiếp chém đứt rồi, mà là Giang Tuấn Hoa cảm giác trên thân kiếm truyền đến nhất cổ áp bức. Này làm cho bàn tay của hắn vi vi tê dần, trong tay trường kiếm màu xanh trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mà ở Giang Tuấn Hoa còn không phản ứng đến đây thời điểm, hắn chỉ cảm thấy yết hầu trên miệng một trận lạnh lẽo, con mắt của hắn vi vi trừng lớn, chỉ thấy Diệp Thần Phong trong tay quạt giấy chính nhắm ngay cổ họng của hắn, từ quạt giấy thượng tản ra lạnh lẽo hàn khí, Giang Tuấn Hoa hầu như có thể khẳng định, chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý, e sợ cái này quạt giấy có thể nhẹ nhõm xuyên suốt cổ họng của hắn. Hiện tại Giang Tuấn Hoa cuối cùng là biết, vừa vặn Diệp Thần Phong một mực tránh né, rõ ràng chính là tại có ý định trêu chọc hắn, cho dù hắn và Diệp Thần Phong chính diện giao thủ, hắn cũng tuyệt đối trong tay Diệp Thần Phong đi không ra hai cái hiệp, này làm cho Giang Tuấn Hoa trong con ngươi tràn đầy điểm một chút sợ hãi. Diệp Thần Phong chỉ có hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà hắn có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, hắn làm sao có thể sẽ bại bởi Diệp Thần Phong. Hơn nữa còn là thua như thế thẳng thắn, có muốn hay không nếm thử xuyên xuyên qua yết hầu cảm giác? Ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần Phong trong tay phải quạt giấy mạnh mẽ động một cái. Không được. Cách đó không xa rơi vào trong khiếp sợ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm không hẹn mà cùng hô. Mà mắt thấy Diệp Thần Phong trong tay quạt giấy yếu xuyên suốt Giang Tuấn Hoa yết hầu lúc, Diệp Thần Phong tay phải vi vi phiến diệt, quạt giấy từ Giang Tuấn Hoa cổ bên cạnh sát tới. Chỉ là tại trên cổ của hắn để lại một đạo vết máu. Về phần Giang Tuấn Hoa, hắn lấy vì cổ của mình thật sự cũng bị quạt giấy cho quán xuyên, trên mặt hắn tràn đầy vô cùng sợ hãi, tại quạt giấy sát qua cổ hắn nháy mắt. Chỉ nghe bất, 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 ba tiếng. Giang Tuấn Hoa sợ đến thả ba cái đánh rắm, sau đó, hắn nơi đùng quần dịn ra một loại chất lỏng đến, từ hắn ống quần bên trong cũng chảy ra rất nhiều ô uế vật bẩn thỉu. Này Giang Tuấn Hoa trực tiếp là sợ đến đổ cứt đái hắn phun. Diệp Thần Phong nhìn xem đứng ngây ra tại nguyên chỗ Giang Tuấn Hoa, đùng. Một tiếng, hắn đem quạt giấy lần thứ hai mở ra, một mặt phong đạm vân khinh quạt cây quạt, nói ra, danh ngạch của ngươi là của ta, nhớ kỹ, lần sau thì sẽ không có số may như vậy rồi, ta sẽ trực tiếp xuyên suốt cổ của ngươi. Diệp Thần Phong trong tay quạt giấy nhẹ nhàng điểm một cái Giang Tuấn Hoa cổ.
này làm cho Giang Tuấn Hoa trên cổ cảm giác được một luồng hơi lạnh, thân thể đột nhiên một cái run rẩy, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nơi nào còn có vừa vặn bộ kia phách lối dáng vẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.